Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập số 146. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị đừng quên cho Phong một like, một chia sẻ video cũng như là comment cảm xúc của các bạn trong khi nghe chuyện nhé. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 146. Nhất đà sát ít của hắn tăng lên theo mỗi bước đi, trực tiếp phóng lên trời, náo động tổ địa. Bầu trời màu tím cũng trở nên tối tăm. Hắn muốn giết Bạch Tề. Trong tổ địa, tất cả người Bạch gia hoảng sợ ngây người. Thân thể Bạch Lôi run rẩy. Lúc này hắn nuốt nước bọt và sợ ngây người. Ngũ tiểu thư im lặng, ánh mắt nàng sáng ngời. Cùng lúc đó, bên ngoài tổ địa cũng xuất hiện tất cả tình huống. Khi sát ý kinh thiên trên người của Bạch Tiểu Thuần bùng nổ, Bạch Tề sợ hãi tâm thần run rẩy, hắn kêu thê lương bỏ chạy ra xa. Và lúc này mọi người kinh hô: Bạch Tề nguy hiểm! Trời ạ, Bạch Hạo thường dám giết người sao? Chẳng những tộc nhân khiếp sợ, cho dù là các tộc lão cũng ngưng trọng. Bạch Tiểu Thuần đang ở trong tổ địa, hắn không xem trọng bảo vật khác cũng thôi, nếu hắn thực dám giết người trước mặt bọn họ, việc này trở nên rất nghiêm trọng. Kỳ thực việc này không công bằng, bởi vì thân phận biến đổi. Nếu Bạch Tề giết Bạch Hạo, bọn họ dù cau mày nhưng không có nghiêm trọng cỡ nào. Nhưng bây giờ đã khác. Vào lúc bọn họ nhìn ra Bạch Tề là người lão tổ chi địch, mà Bạch Tiểu Thuần đột nhiên quật khởi, cho dù bọn họ rung động mạnh và đột ngột, nhất thời nửa khắc vẫn không theo kịp thân phận hai người biến hóa với nhau. Và lúc này, đại tộc lão công đường cũng không ngồi nhìn, cùng các lão tộc khác bước lên mở tổ địa. Hắn có suy nghĩ khác với các tộc lão khác. Hắn yêu quý tư chất Bạch Hạo, hắn không thể trơ mắt nhìn thiên kiêu nhẫn nhịn tới bây giờ của Bạch gia đi lên con đường không lối về. Bạch Hạo, không thể sai lầm, tất cả mọi chuyện của ngươi, lão phù sẽ làm chủ cho ngươi. Đại tộc lão công đường lo lắng. Hắn biết rõ, một khi Bạch Hạo giết Bạch Tề, nhất là loại thời điểm quật khởi giết người này, chẳng khác gì đã quay lưng với Bạch gia. Hắn làm như vậy chẳng khác gì tuyên bố phản bội Bạch gia. Vào lúc các tộc lão kinh hãi giả tay, sứ giả thành cự quỷ nhìn chằm chằm vào thân ảnh của Bạch Tiểu Thuần. Trong ảnh, ánh mắt mang theo lo lắng. Nghịch tử, người dám! Nhìn thấy cảnh tượng bên trong, tộc trưởng Bạch gia hoàn toàn điên cuồng. Hắn gào thét dữ dội, nội tâm như bị nứt xé, không ngừng lo lắng oanh kích bia đá. Tiểu tạp trùng, ngươi dừng tay lại! Thái phu nhân hét lên, thân thể nàng run rẩy. Và lúc này tóc thay bù xù không nói, nàng như kẻ điên, giọng nói bén nhọn và chói tai. Dường như cảm nhận được bên ngoài rối loạn và oanh kích cửa vào, sát ý của Bạch Tiêu Thuần mạnh hơn. Sau khi hắn bước tới một bước, sau đó quay đầu nhìn bầu trời, dường như ánh mắt xuyên thấu cửa đá nhìn tộc trưởng Bạch gia và thái phu nhân đang điên cuồng. Hiện tại sốt ruột sao? Bạch Tiểu Thuần cười lạnh. Hắn nhìn thấy bên bầu trời xuất hiện vòng xoáy đang xoay tròn. Không cần suy tư quá nhiều, hắn cũng hiểu có người ý đồ muốn mở tổ địa. Không biết thiên nhân lão tổ có xuất thủ hay không. Ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần tỏa sáng. Hắn thu hồi tâm tư, nhìn Bạch Tề đang bỏ chạy ra xa, trên người bộc phát sát khí, tiến lên một bước. Hắn bước ra một bước, thiên địa nổ vang, dường như có bàn chân cự nhân xuyên thủng tuế khuyên. Dường như có bàn chân cự nhân xuyên thủng tuế xuyên qua hư vô, vặn vẹo. Vặn vật trong mắt Bạch Tiểu Thuần chậm lại, thân ảnh quán bước một bước, vượt xa bước đầu tiên, vượt 700 mét. Một bước này làm cho bầu trời vặn vẹo như sắp sụp đổ, mặt đất rung động rất mạnh. Tốc độ của Bạch Tiểu Thuần cực nhanh, giống như xuyên thủng bình chướng. Hắn còn cách Bạch Tề hơn ngàn trượng. Bạch Hạo, tộc lão bên ngoài đang nhìn, ngươi dám giết ta sao? Bạch Tề sợ hãi không hình dung nổi. Lúc Bạch Tiểu Thuần đi ra hai bước, miêu tả chậm chạp, nhưng trên thực tế quá nhanh, nhanh tới mức hắn chưa chạy được 10 trượng. Cảm giác nguy cơ tử vong bao phủ tâm thần, Bạch Tề sợ tới mức
hồn phía lên mây. Tộc trưởng Bạch gia cùng với thái phu nhân bên ngoài tổ địa cũng khiếp sợ. Bọn họ trơ mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần đi tới gần Bạch Tề, tốc độ cực nhanh. Bọn họ càng ngày càng tuyệt vọng. Lúc này tổ địa mở ra cần thời gian, cho dù như thế nào bọn họ cũng không thể kịp vào cứu Bạch Tề. Lúc này đôi mắt thái phu nhân đỏ thẫm, nàng gào thét thề lực: Bạch Hạo, người chết không yên lành đâu. Tộc trưởng Bạch gia tức giận thở hổn hển, sắc mặt hắn lo lắng âm trầm đến mức tận cùng. Hắn lo lắng con mình sẽ bị diệt sát. Hắn lại quên Bạch Hạo cũng là cốt nhục thân sinh của hắn. Tộc nhân khác dừng hít thở nhìn Bạch Tiểu Thuần trong tổ địa, giống như là ma thần giết tới Bạch Tề. Bạch Tiểu Thuần hất tay áo lên, sát ý đầy trời. Hắn đi bước thứ ba, lúc này chân vừa chạm đất bộc phát tốc độ cực nhanh, vượt qua trước kia rất nhiều. Chỉ trong nháy mắt này đã vượt qua 2 vạn trượng, chỉ trong chớp mắt này đã vượt qua 2000 trượng. Hắn đứng trước mặt Bạch Tề, khi thế bộc phát kinh thiên động địa, hình thành phong bạo. Bạch Tề không khác gì cây liễu ở trong gió, thân thể run rẩy và cảm giác tuyệt vọng bao phủ tâm thần. 1 bước 300 trượng, 2 bước 700 trượng, 3 bước 2000 trượng, tốc độ cực nhanh. Lúc này người Bạch gia sợ hãi không khác gì sóng thần oanh kích tâm thần. Tiếng hít khí lạnh biến mất, trái tim mọi người nằm ở trên cổ họng. Bạch Hạo, ta là ca của ngươi, ngươi dám giết ta chính là phản tộc. Bạch Tề trơ mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần xuất hiện trước mặt mình, uy áp đối phương tỏa ra làm hắn sợ tới mức hồn phi phách tán, ngoài mạnh trong yếu gào thét thê lương. Thì tính sao? Bạch Tiểu Thuần nói một câu giống như là mùa đông lạnh giá. Lời hắn nói quanh quần bầu trời, cả bầu trời màu tím không ngừng đảo loạn theo khí thế Bạch Tiểu Thuần. Trên bầu trời hình thành vòng xoáy, vòng xoáy xoay tròn thật nhanh, bên trong xuất hiện khí thế không khác gì thiên ý. Ngay cả ngọn núi rung động rất mạnh, vô số đá vụn tróc ra. Người Bạch gia trước ngọn núi đã mất đi năng lực suy nghĩ, bọn họ ngạc nhiên không nói nên lời. Bọn họ đang xem huynh đệ tương tàn, một là Bạch gia kỳ lân tử, một là Bạch gia thứ tử, một là mặt trời, một là con sâu cái kiến. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã nghịch chuyển, kỳ lân tử trở thành con sâu cái kiến, thứ tử đã hóa thành mặt trời. Khi Bạch Tiểu Thuần cất bước đi tới, lúc thân ảnh xuất hiện trước mặt Bạch Tề, và lúc này thân thể hắn trở nên to lớn, có thể che đậy cả bầu trời. Vòng xoáy ở trên cao không khác gì là mặt trời đỏ, chỉ trong nháy mắt, ánh sáng ngăn cản trước mặt hắn đều ảm đạm. Một người thay thế cả bầu trời, cướp đoạt thiên địa tạo hóa, hình ảnh này hóa thành lực trùng kích cực kỳ khủng bố. Nhất là dòng chính chủ mạch, chi thứ cũng thế. Những tộc nhân này quên hít thở, đầu óc rung động, quá mạnh, triệt để quên đi mình nên làm gì. Bạch Lôi run rẩy không dám động đậy. Ngũ tiểu thư sợ hãi và mờ mịt. Thân ảnh Bạch Tiểu Thuần biến thành tồn tại cả đời bọn họ khó quên. Hắn đã in dấu trong tâm thần của bọn họ, thậm chí khắc sâu tới mức không bao giờ quên. Bạch Hạo, người không nên ép người quá đáng. Bạch Tề hô to, trong mắt hắn mang theo tuyệt vọng không thể hình dung. Thân thể quán run rẩy như kẻ bị bệnh sốt rét. Hắn muốn phản kháng, nhưng khí thế và uy áp của Bạch Tiểu Thuần hóa thành phong bạo nghiền nát tất cả. Trước mặt phong bạo này, hắn biến thành nhỏ bé không đáng kể. Cho dù hắn cũng là kết đan đại viên mãn, dù hắn là Bạch gia kỳ lân tử, trong nháy mắt đối với Bạch Tiểu Thuần liền sinh ra cảm giác tuyệt vọng. Người giết ta, trong Bạch gia không có nơi nào dung nạp ngươi đâu. Ngươi cũng trốn không thoát được. Dù có chạy thoát, màn hoàng tùy lớn, nhưng ngươi không có sinh cơ. Bạch Tề nhanh chóng lùi về phía sau. Hắn gào thét trong tuyệt vọng. Bạch Hảo, ngươi đừng có xúc động. Có chuyện gì chúng ta có thể từ từ nói. Ta là ca ca của ngươi. Lúc đối mặt nguy cơ sinh tử và sợ hãi bao phủ tâm thần, Bạch Tề đã sắp điên rồi. Tiếng nói thê lương quán truyền ra khắp nơi. Thì tính sao? Bạch Tiểu Thuần nói chuyện lớn như sấm sét, nổ vang khắp bầu trời. Hắn nâng tay phải lên, và lúc này vòng xoáy màu đỏ trên cao bùng nổ,
uy áp ngập trời. Trên người của Bạch Tiểu Thuần còn mang theo nhiều khí thế kinh khủng. Dầm một tiếng, mặt đất rung chuyển dữ dội, cả phiến đại địa này sắp vỡ nát ngay sau đó. Bạch Tiểu Thuần đánh ra một trường. Vào lúc này lỗ tai và đôi mắt mọi người mất linh, giống như linh hồn bị một trường này rút đi vậy. Không chỉ có bọn họ, Bạch gia bên ngoài tổ địa cũng như vậy. Nhất là Thái phu nhân, nàng gào thét thê lương, tiếng kêu mang theo lo lắng truyền ra khắp nơi. Bạch Hạo, dừng tay lại! Những tộc lão Bạch gia cũng khiếp sợ không nhỏ, khí tức hỗn loạn, nhìn thân ảnh Bạch Tiểu Thuần trong hình ảnh, nhìn hắn giơ trường lên, sắc mặt Bạch Tề tái nhợt tới mức tận cùng. Bất cứ người Bạch gia nào cũng nhìn không nháy mắt, tâm thần sinh ra sóng gió ngập trời. Ánh mắt và linh thức của bọn họ đều tập trung vào Bạch Tiểu Thuần. Hắn là Bạch Hạo sao? Một trưởng này, Bạch Hạo sắp phản tộc rồi. Tộc trưởng càng thêm điên cuồng, hắn gào thét truyền khắp bên ngoài tổ địa, đồng dạng càng ra sức oanh kích bia đá. Thậm chí trong mắt hắn đã có huyết lệ. Hắn trợn mắt nhìn con cưng của mình bị diệt sát, hết lần này tới lần khác không thể làm gì, chỉ có thể trợn mắt nhìn mà thôi. Bạch Hạo, ta muốn xé xác ngươi! Tộc trưởng Bạch gia gào to như kẻ điên. Trong nháy mắt, hắn không còn là tộc trưởng, hắn biến thành phụ thân. Hết lần này tới lần khác, hắn đã quên. Hắn quên hắn không chỉ là phụ thân của Bạch Tề, mà cũng là phụ thân của Bạch Hạo. Tất cả Bạch gia đều anh động. Trong cung điện dưới lòng đất Bạch gia, trong gian mật thất có 9 ngọn nến thô to như cánh tay đang cháy với ánh lửa màu xanh. Trong trung tâm 9 ngọn nến là một lão già, lão già nua đang đả tọa giống như là vừa bò ra khỏi quan tài. Lão già da bọc xương, giống như là trừ xương cốt thì cũng chỉ còn lại có lớp da mà thôi. Tóc hắn không nhiều, vốn nhắm mắt lại, mở mắt ra. Trong nháy mắt mở mắt ra, trong mắt xuất hiện một tia sáng như mặt trời, ánh sáng mang theo uy áp bức người. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt giống như xuyên thủng mặt đất, nhìn về phía bìa đá, nhìn thấy Bạch Tề và Bạch Tiểu Thuần bên trong. Hắn không nhìn lên Bạch Tề, ánh mắt hắn chỉ nhìn Bạch Tiểu Thuần. Tư chất như thế, khí thế như thế, hắn còn thích hợp biến thành chuyển thế thân của ta hơn Bạch Tề. Hắn thì thào nói, giọng nói khàn khàn nhưng ma sát với không khí. Hắn nhìn thấy thiên địa trong tổ địa nổ quang, nhật nguyệt nghịch chuyển. Bạch Tiểu Thuần dùng xu thế nghiền áp, cửu thiên thập địa xuất hiện. Hắn chính là trung tâm của vạn vật. Bạch Tiểu Thuần rơi trưởng lên cao, giống như nắm giữ càn khôn. Bàn tay hắn trong nháy mắt, Bạch Tề biến thành cả thế giới. Bầu trời màu tím đã biến mất, vòng xoáy đỏ rực ảm đạm biến mất. Bàn tay Bạch Tiểu Thuần chính là thiên ý duy nhất trong tổ địa, càng trở thành bàn tay tử vong. Bạch Hạo, người muốn phản tộc! Bạch Tề quát lớn, huyết máu trong người hắn như ngừng chảy. Hắn biết rõ phụ thân bên ngoài đang toàn lực oanh kích bia đá cứu mình. Hắn biết mấy trăm tộc nhân trên núi đang nghịt mình, những người này không có tác dụng. Trong lòng hắn, cho dù thế giới to lớn, thiên địa vô hạn, nhưng không người nào có thể cứu mình. Lúc Bạch Tề quát lớn, Bạch Tiểu Thuần lại trả lời một câu làm trái tim của hắn lại buốt. Phản tộc thì thế nào? Lúc hắn lên tiếng, Bạch Tiểu Thuần nâng tay phải lên. Trong mắt Bạch Tề, nó hóa thành lỗ đen cắn nuốt tất cả hào quang. Nó là tồn tại có thể hủy diệt mọi thứ. Một trường rơi xuống. Không! Bạch Tề kêu lên thảm thiết. Hắn gào thét điên cuồng. Hắn không cam lòng chết ở chỗ này, càng không cam lòng chết trong tay của Bạch Hạo. Hắn muốn gào thét, phát tiết mọi không cam lòng trong nội tâm. Hắn muốn ngưng tụ toàn bộ tu vi, ngưng tụ toàn bộ tiềm lực, ngưng tụ sinh cơ, bộc phát sức mạnh lớn nhất. Hai tay bấm niệm pháp quyết, ngăn cản một trường sắp tới. Bạch Tề nâng hai tay và dùng toàn lực ngăn cản Bạch Tiểu Thuần. Hắn muốn sống. Hắn chống cự như châu chấu đá xe, căn bản không có ý nghĩa. Dưới một trường này, lực lượng thiên địa nghiền áp mọi thứ. Trong tiếng nổ vang, đỉnh đầu của Bạch Tề tan vỡ. Tất cả thần thông, toàn bộ tu vi và xương cốt đều tan nát. Tiếng gào thét thê lương của hắn tan biến theo một trường này.
Ta không cam lòng. Bạch Hạo, ngươi lấy cái gì so được với ta? Từ nhỏ ta đã mạnh hơn ngươi, được coi trọng hơn ngươi, tu vi cũng cao hơn ngươi, ta không cam lòng. Bạch Tề kêu lên thảm thiết. Đây chính là tiếng kêu thảm thiết cuối cùng của hắn, cũng là một lần điên cuồng sau cùng. Hắn như phù dung sớm nở tối tàn, chỉ tỏa sáng một lần sau đó biến mất. Tiếng xương cốt tàn vỡ vang vọng cả tổ địa. Một trường của Bạch Tiểu Thuần hủy diệt tất cả. Vừa va chạm vào Bạch Tề, tất cả thần thông và pháp thuật của Bạch Tề tan vỡ, hoàn toàn không tác dụng ngăn cản. Tuy hắn là kết đan đại viên mãn, mặc dù xem như cùng cấp độ với Bạch Tiểu Thuần, nhưng hắn không thể so sánh với Bạch Tiểu Thuần. Hắn cũng không biết người giết mình không phải là Bạch Hạo, mà là tồn tại hắn không chọc nổi, Bạch Tiểu Thuần. Hắn càng không thể biết mình kém Bạch Tiểu Thuần tới mức không thể tính toán nổi. Chênh lệch lớn như trời và đất, căn bản không thể so sánh. Bạch Tiểu Thuần là thiên đạo trúc cơ, thiên đạo kim đan. Hôm nay hắn dung nhập ba thiên nhân hồn thành ba đại thiên nhân hồn thân phân. Lúc tính gộp lại, còn chưa tính bộc phát do căn cơ sâu dày, Bạch Tiểu Thuần còn có thể chạy trốn khỏi chết trong tay của Hồng Trần Nữ. Điểm này kết đan đại viên mãn không làm được. Bạch Tề lại càng không làm được, cho nên hắn không cam lòng, chỉ là trò cười mà thôi. Trong tiếng nổ vang ngập trời, thần thông pháp thuật biến mất, xương cốt của hắn nát bấy, huyết nhục tan vỡ chết không toàn thây. Một trường của Bạch Tiểu Thuần chém giết linh hồn, thậm chí cả kết đan cũng nát, hình thần câu diệt. Mọi người đang đứng ở trên ngọn núi, Bạch Lôi cũng tốt, Ngũ Tiểu Thư cũng tốt, dòng chính trù mạch hay là chi thứ Bạch gia đều ngây ngốc. Bọn họ không kịp suy nghĩ, thân thể run rẩy, hô hấp dồn dập. Trong mắt bọn họ chỉ nhìn thấy hình ảnh một trường đánh vào thân thể của Bạch Tề, sau đó là một đống huyết nhục mơ hồ xuất hiện. Hình tượng quá rung động, tất cả người Bạch gia trên ngọn núi quên hô hấp, quên xôn xao, quên kinh hồ. Người Bạch gia bên ngoài tổ địa như lạc vào cảnh giới kỳ lạ, mặc dù cũng rung động nhưng vẫn còn có một chút phản ứng. Dần dần người bên ngoài không ngừng kêu gào. Hắn thực giết Bạch Tề. Đó là Bạch Tề đấy, là kỳ lân tử của Bạch gia chúng ta. Trời ạ, rốt cuộc là như thế nào? Hắn có phải Bạch Hạo không? Từng tiếng nói khó tin vang lên, dường như bọn họ không dám tin vào mắt mình. Người bên ngoài tổ địa không ngừng gào thét bàn tán, da đầu mỗi người căng cứng như sắp nứt ra. Chuyện như vậy chưa từng xảy ra bên trong Bạch gia bọn họ. Vô số người ngơ ngác, sứ giả hai gia tộc không ngừng hít khí lạnh. Ngay cả sứ giả Cự Thành Cử Quỷ Vương cũng với tư cách là người chứng kiến, sắc mặt bọn họ cũng vô cùng đặc sắc, trong ánh mắt mang theo hào quang không dám tin. Cho dù bọn họ nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần ra tay đã có chuẩn bị, bọn họ vẫn rung động khi nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần chính thức giết Bạch Tề. Bạch Hạo, lão phù không giết ngươi, thề không làm người. Lúc tâm thần của mọi người rung động, tộc trưởng Bạch gia tóc tai rối loạn, ngửa mặt lên trời gào thét thảm thiết. Thân thể của hắn không ngừng run rẩy, đôi tay cũng run rẩy không hề kiềm chế được. Ánh mắt đỏ rực, huyết lệ chảy xuống không dứt. Con của hắn chính là kỳ lân tử, là tương lai của Bạch gia. Bây giờ hắn đã không còn nữa. Lúc tộc trưởng Bạch gia nhìn thấy Bạch Tề biến thành đống thịt nát, liền điên cuồng. Hắn liều mạng oanh kích bìa đá, hắn muốn mở cấm chế để tiến vào trong tổ địa, nhưng tộc lão xung quanh không ngừng thầu hồn hển, nội tâm bọn họ không bình tĩnh nổi. Cho dù là đại tộc lão Không Đường cũng ngây ngốc, trong mắt mang theo tiếc hận. So với bọn họ, tộc trưởng Bạch gia càng điên cuồng hơn trước, nhưng người điên cuồng nhất ở nơi đây chính là Thái Phu Nhân. Bạch Hạo tạp chủng, người chết không yên lành, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Tề nhi của ta, đây không phải thực, đây không phải là thực. Bạch Hạo, tiếng Thái Phu Nhân kêu gào không khác gì dã thú, trong bén nhọn còn mang theo điên cuồng. Và lúc này nàng giống như biến thành lệ quỷ, toàn thân nàng run rẩy gào thét như bà điên. Bạch Tiểu Thuần không biết những việc này, hắn cũng biết sau khi Bạch Tề tử vong, sợ rằng người Bạch gia bên ngoài cũng sẽ điên cuồng. Bạch Tiểu Thuần nhìn như có sát ý khủng khiếp, nhưng nội tâm quán vô cùng bình tĩnh,
ngang nhiên đánh chết Bạch Tề. Tuy trong nội tâm bất định, nhưng hắn không nghĩ nhiều. Hắn áp chế khẩn trương, hiện tại bày ra trước mặt chính là rời khỏi Bạch gia thực nhanh. Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi, khí thế trên người lại bộc phát. Hắn không do dự thêm một chút nào. Khi thân thể Bạch Tề sụp đổ, huyết nhục văng tứ tung, Bạch Tiểu Thuần nâng tay phải cầm lấy túi chữ vật của Bạch Tề. Sau đó một cơn phong bạo trực tiếp cuốn huyết nhục của Bạch Tề chạm tới nơi cấm chế trên đỉnh núi. Cấm chế trên đỉnh núi cần máu người Bạch gia mới có thể mở ra. Trước mắt đã dung nhập máu của thiên nhân lão tổ, lúc này cộng thêm huyết nhục của Bạch Tề càng mở ra nhanh hơn. Những người trên ngọn núi nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần dùng huyết nhục Bạch Tề phá trận, lúc này nhiều người run rẩy, tâm thần băng giá. Người bên ngoài tổ địa cũng như vậy. Thái phu nhân Chu Liên thê lương thảm thiết, tộc trưởng Bạch gia gào thét, hắn bi phẫn tới mức phun máu tươi. Ta thề không đội trời chung với ngươi. Tiếng nổ vang lên, huyết nhục Bạch Tề va chạm với cấm chế. Bởi vì trước kia đã bị Bạch Tề phá giải nên cấm chế lùn đầy sắp đổ, lúc này nó càng hòa tan mắt thường không thể thấy được. Khi hào quang trên đỉnh núi biến mất, thanh âm răng rắc vang lên trên thế đàn. Cấm chế huyết mạch đã bị phá vỡ. Trong nháy mắt cấm chế tan vỡ. Khi không còn cấm chế, không ánh sáng sinh ra, thiên nhân thổ hồn ở trên đỉnh núi xuất hiện trước mặt mọi người. Lúc này Bạch Tiểu Thuần bước thẳng về phía tế đàn, tốc độ cực nhanh, trong thời điểm vạn chúng chú mục. Trong chốc lát Bạch Tiểu Thuần đã lên tới đỉnh núi. Hắn không chút do dự tiến lên chụp vào thiên nhân hồn thổ. Lúc này bầu trời bị ảnh hưởng nên sinh ra thiên lôi quần quần. Tay phải của Bạch Tiểu Thuần hóa thân thành tàn ảnh, chạm vào thiên nhân hồn thổ hồn, bắt lấy nó. Khi thiên thổ hồn bị mang đi, mặt đất trong tổ địa rung chuyển. Bạch Tiểu Thuần cảm giác thiên nhân hồn thổ hồn dung nhập với bầu trời và mặt đất ở đây. Đúng là thiên nhân hồn. Bạch Tiểu Thuần kích động, hắn chờ ngày này đã rất lâu. Thiên nhân hồn đến tay. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần phập phồng, hắn không thể không hưng phấn. Đối với hắn mà nói, thiên đạo nguyên anh là con đường duy nhất phải đi. Nếu như không đi, con đường trường sinh quán cũng không còn. Trước mắt hắn đã có tủ 4 thiên nhân hồn. Chỉ cần tìm được một thiên nhân hồn, chỉ cần tìm được một thiên nhân kim hồn, hắn có thể tụ tập ngũ hành nguyên vẹn, mượn nhờ ngũ hành thiên nhân hồn đột phá kim đan, kết thành thiên đạo nguyên anh trong truyền thuyết. Cũng chỉ có một mình thiên tôn trên thông thiên đạo từng làm. Thiên đạo trúc cơ và thiên đạo kim đan đều gia tăng thọ nguyên của ta trên phạm vi lớn, vượt xa cùng thế hệ. Thiên đạo nguyên anh khó khăn như thế, ta nhất định sẽ tăng phúc thọ nguyên càng thêm nghịch thiên hơn. Và lúc hắn bắt lấy thiên nhân hồn, thổ hồn liền thu vào trong hồn tháp thủy tinh của mình. Thiên nhân hồn, hắn lấy thiên nhân hồn. Mục tiêu của Bạch Hạo chính là thiên nhân hồn. Rốt cục là hắn muốn làm gì? Giết Bạch Tề, lại dùng huyết nhục Bạch Tề xóa cấm chế, lấy thiên nhân hồn. Hắn cho rằng hắn có thể đi ra, sau đó dùng thiên nhân hồn đổi lấy ngũ hành thiên thú hồn sao? Người của Bạch gia bên ngoài tổ địa không hiểu hành vi của Bạch Tiểu Thuần. Bọn họ áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác, cho rằng mình là Bạch Hạo. Sau khi giết Bạch Tề đã tương đương phản tộc, cho dù lấy được thiên nhân hồn cũng không thể thừa nhận nổi lừa giận của Bạch gia. Đây là ma chứng, chẳng những muốn mưu phản Bạch gia, càng muốn cướp thiên nhân hồn của Bạch gia. Những lão tộc dòng chính bên ngoài tổ địa tức giận, ánh mắt một ít lão tộc chỉ thứ hơi lấp lè. Ta thấy chưa hẳn, nói không chừng Bạch Hạo đánh chết Bạch Tề chỉ vì ân oán với nhau mà thôi. Mà thiên nhân hồn kia ai đoạt được thì chính là của người đó. Đúng vậy, Bạch Hạo đi ra ngoài sẽ giao thiên nhân hồn ra đổi lấy ngũ hành thiên thú hồn, đã nói rõ hắn không có tâm phản tộc. Bởi vì hành động của Bạch Tiểu Thuần cho nên nhiều người sinh ra suy nghĩ khác nhau. Thái phu nhân giống to thê lương, ánh mắt oán độc. Hắn nhất định phải chết. Giết Tề Nhi của ta, hắn nhất định phải chết. Mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, Bạch Hạo sẽ phải chết. Giết người trong tổ địa, việc này chính là phản tộc. Có không ít tộc nhân dòng chính không ngừng lên tiếng. Lúc này xung quanh đã ầm ĩ, cho dù tộc trưởng Bạch gia không ngừng oanh kích bia đá, cũng quay người gào thét đám người đang giải vây cho Bạch Hạo. Tiếng giống như sấm sét,
để ép các thanh âm khác. Dùng thân phận tộc trưởng của lão phù thông báo thiên hạ, Bạch Hạo phản tộc, hắn phải hình thần câu diệt, thành lý môn hộ, răn đe. Hắn nói chuyện mang theo băng hàn, giống như nói từ kẽ răng truyền ra xung quanh, trực tiếp vận dụng thân phận tộc trưởng tuyên bố Bạch Hạo phản tộc. Cùng lúc đó, trong lòng đất Bạch gia, trong mật thất cung điện dưới lòng đất, bà lão tổ Bạch gia đang ngồi trong bầy ngọn nến ánh lửa màu xanh, mở mắt ra, ánh mắt càng thâm thúy. Hắn không quan tâm tới Bạch gia bên ngoài đang đại loạn. Trong mắt của hắn chỉ có hình ảnh của Bạch Tiểu Thuần đang trên cửa đá. Thời gian gần qua, đôi mắt lờ mờ của hắn càng nhìn thêm kích động. Hắn rất thích hợp trở thành thân thể chuyển thế của ta. Thiên nhân lão tổ Bạch gia kích động muốn đứng dậy, nhưng chần chờ nhìn bầy ngọn nến xung quanh, hắn lại ngồi xuống. Vào lúc này, Bạch Tiểu Thuần mang thiên nhân hồn đi, nội tâm quán vô cùng kích động. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, thông thiên pháp nhãn trong mi tâm mở ra một khe hở nhỏ, nhìn cửa ra vào tổ địa, xem mở ra tới mức nào. Thời gian còn chừng nửa nén nhang sẽ bị người ta mở ra. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần rất khẩn trương, hắn hít sâu một hơi. Lúc này hắn đã vô cùng tỉnh táo, vỗ túi chữ vật. Túi chữ vật này thuộc về Bạch Tề. Sau khi Bạch Tề chết nên lạc ấn trên đó biến mất, đã trở thành vô chủ. Bạch Tiểu Thuần dùng linh thức đảo qua, sau khi tìm tòi một phen, ánh mắt hắn tỏa sáng. Hắn nhanh chóng cầm một cốt giản trong túi chữ vật ra ngoài, phía trên có ghi chép bút ký nguyên vẹn của Bạch Hạo. Cách điều chế thập ngũ sắc hỏa, còn cả ngũ do Bạch Hạo thôi diễn. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần vui mừng, hắn hít thở dồn dập. Vật này có giá trị to lớn với hắn, không kém gì thiên nhân hồn mảy may. Điều chế thập ngũ sắc hỏa chỉ là phụ, trọng yếu chính là cảm ngộ thôi diễn của Bạch Hạo, trong đó có quá nhiều cảm ngộ luyện hỏa và luyện hồn. Đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói, những thôi diễn này sẽ thăng bạo, những thôi diễn này sẽ thăng tạo nghệ luyện hỏa quán lên cao, tác dụng chẳng kém gì tấm bia đá được biển ở trong khu vực thông thiên hà. Thu hồi cốt giản, Bạch Tiểu Thuần trầm tĩnh lại, ánh mắt của hắn quyết đoán. Đến tận đây, mục đích chủ yếu gắn đến Bạch gia đã hoàn thành, những thứ khác không phải hắn hiện tại có thể làm được. Hôm nay trọng yếu nhất là phải rời đi an toàn. Bạch Tiểu Thuần cực kỳ quan tâm cái tính mạng nhỏ của mình. Lúc này hắn chỉ có thể thi triển bất tử cấm, rời khỏi trận pháp, rời khỏi tổ địa, thậm chí nà gì ra khỏi đại trận của Bạch gia. Hắn cảm thấy làm như vậy không an toàn. Cho dù hắn rời khỏi Bạch gia, hắn cảm thấy mở sát hồn đinh dung chuyển đại trận Bạch gia vẫn là ổn thỏa hơn. Mạng nhỏ chỉ có một lần, cho dù là sơ suất hay do bản thân tự mãn đều tạo thành tai nạn không thể hình dung nổi. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây liền đổ mồ hôi lạnh, trong nháy mắt hắn cắn răng một cái. Vì mạng nhỏ của mình, chuẩn bị nhiều hơn nữa cũng đáng giá. Sau khi ta rời khỏi nơi này, nếu có biện pháp nào gây đại loạn cho Bạch gia, ta cũng dây dưa với thiên nhân lão tổ Bạch gia, như vậy mới có thể an toàn. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, ánh mắt tỏa sáng. Có, trước kia ta có thể làm thiên hòa hàng lâm Bạch gia, như vậy nhất định sẽ làm Bạch gia nổi loạn trong phạm vi lớn, làm thiên nhân lão tổ phải dập thiên hòa. Bạch Tiểu Thuần nháy mắt mấy cái, đôi mắt không ngừng chuyển động, nội tâm sôi sục. Bỗng nhiên hắn ý thức được, trước khi mình rời khỏi nên làm người Bạch gia thiệt hại thật lớn một chút. Loại cảm giác ít xuất hiện nhưng làm náo động đã làm trái tim của Bạch Tiểu Thuần đập thình thịch. Như vậy sau khi rời đi, đám người đối địch với Bạch gia sẽ càng hứng thú với ta nhiều hơn. Bạch Tiểu Thuần cười lạnh, bỗng nhiên hắn bay lên ở giữa không trung. Khi hắn bay lên cao, đám người Bạch gia ở trên ngọn núi cao run như cầy giấy. Không chỉ mình bọn hắn nhìn chằm chằm, đám người bên ngoài tổ địa cũng chú ý. Vào thời khắc vạn chúng chú mục, cảm giác Bạch Tiểu Thuần dâng trào. Hắn cảm giác nguyện vọng của mình ở trong Nghịch Hà Tông đã được thực hiện trong màn hoàng. Hắn mang theo đắc ý, mang theo phấn chấn. Bạch Tiểu Thuần lại vung tay vỗ vào hồn tháp. Lúc này có vô số an hồn xuất hiện. Và lúc người Bạch gia tộc sừng sốt, Bạch Tiểu Thuần nâng tay phải bóp một đám an hồn trong tay. Một chảo này hóa lòng bàn tay phải thành lỗ đen,
trong lúc bóp oan hồn và siết một cái. Khi hắn mở bàn tay ra, trong bàn tay xuất hiện nhất sắc hỏa. Cảnh tượng này làm cho người Bạch Gia ngạc nhiên, người bên ngoài càng không thể hiểu hắn đang làm gì. Hắn luyện hỏa sao? Thành thạo như thế, tuy chỉ là nhất sắc hỏa, nhưng chỉ cần vung một cái là hoàn thành. Ánh mắt đám tộc lão co rút lại. Đại tộc lão cung đường rung động tâm thần. Hắn từ một trào của Bạch Tiểu Thuần nhìn ra rất nhiều chuyện. Bạch Tiểu Thuần luyện hỏa chưa chấm dứt, chuyện kinh thế hãi tục diễn ra nhiều lắm. Hắn cầm nhất sắc hỏa trong tay thôn phệ oan hồn. Hắn lại bóp một cái. Nhị sắc hỏa, tam sắc hỏa, ngũ sắc hỏa, thất sắc hỏa. Chỉ trong mấy hô hấp, Bạch Tiểu Thuần đã luyện thành thất sắc hỏa. Động tác thành thạo tới tận cùng, giống như hắn đang dạo chơi mà thôi. Lúc này mọi người sửng sốt. Luyện hồn sư tam phẩm. Trời ạ, ta không ngạc nhiên khi hắn là luyện hồn sư tam phẩm. Nhưng mà tốc độ luyện hỏa và xác suất thành công của hắn cao quá. Ta không nhìn lầm chứ? Đều là một lần mà. Không ngờ hắn luyện một lần mà đã đạt tới thất sắc hỏa. Bạch Hạo quật khởi, nghiền nát Bạch Tề, cướp đi thiên nhân hồn, đâu là chuyện làm cho Bạch gia rung động giống như sóng thần diệt thế. Cho dù là hai gia tộc xem lễ cũng kinh ngạc tới mức tận cùng. Còn có sứ giả của thành cự quỷ càng hưng phấn hơn. Hắn sớm truyền tin tức này về thành cự quỷ. Vốn hắn đang cho rằng những gì nhìn thấy lúc trước đã là cực hạn, nhưng cho dù thế nào cũng không nghĩ tới Bạch Hạo còn biểu diễn năng lực luyện hỏa kinh diễm. Hình như vừa mới bắt đầu. Luyện hồn sư tam phẩm. Bạch Hạo này từng bị Bạch gia nói là phế vật, địa vị thứ tử cũng là bỏ đi. Nghe nói tư chất vô cùng thấp kém. Nghe đồn tư chất thấp kém, nhưng hiện tại biểu diễn ra tu vi và sức chiến đấu kinh diễm. Còn nữa, Bạch gia nói cái này không có tư chất luyện hỏa, có thể một lần duy nhất luyện đến thất sắc hỏa. Đây mà gọi là không có tư chất thì thế nào mới là tư chất? Trừ phi hắn mạo danh thế thần. Trong lúc mọi người đầy kinh ngạc, Bạch Tiểu Thuần luyện hỏa trong tổ địa vẫn chưa chấm dứt. Hắn vẫn tiếp tục. Và lúc này hắn dùng tay nâng thất sắc hỏa và bộc phát biển lửa ra xung quanh, dùng quy luật nào đó dung luyện oan hồn. Những luyện hồn sư bình thường không nhìn ra quy luật trong đó, nhưng trong mắt đám đại tộc lão công đường lại có sức hấp dẫn kinh người. Đây là... Vào lúc bọn họ rung động, thất sắc hỏa đang lan ra xung quanh biến thành màu sắc bát sắc hỏa. Bạch Tiểu Thuần nắm chặt tay, ngưng tụ biển lửa vào một chỗ, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện một đám bát sắc hỏa. Cảnh tượng này làm tâm thần nhiều người rung động rất mạnh, bởi vì động tác của Bạch Tiểu Thuần thành thạo đáng sợ. Hắn luyện chế bát sắc hỏa như hạ bút thành văn, chẳng có gì khó khăn đáng nói. Các tộc lão biết rõ việc này đại biểu cái gì, bọn họ nhíu mắt nhìn, nội tâm rung động. Sau đó bọn họ lại mở to mắt nhìn. Bạch Tiểu Thuần lại nâng tay phải cho bát sắc hỏa tán ra xung quanh, hỏa diễm hấp thu oan hồn, sau đó ngưng tụ lại trở thành cửu sắc hỏa. Không đợi mọi người kinh hô, Bạch Tiểu Thuần lại ngẩng đầu lên. Hắn tiếp tục nâng cửu sắc hỏa trong tay và cho nó biến thành biển lửa lan ra xung quanh. Cùng lúc đó, trong hồn tháp lại rất nhiều oan hồn bay ra. Những oan hồn này bị cửu sắc hỏa thôn phệ không còn. Theo Bạch Tiểu Thuần nâng tay siết chặt, biển lửa ngưng tụ lại thành thập sắc hỏa. Tam phẩm đỉnh phong. Trời ạ, ta không nhìn lầm chứ? Bắt đầu từ nhất sắc hỏa đến thập sắc hỏa đều thành công trong lần duy nhất. Điều này sao có thể chứ? Đám người bên ngoài kinh hô không cách nào ức chế nổi. Bọn họ bàn tán sôi nổi, nhiều tiếng nói ngạc nhiên quanh quần tứ phương. Bạch Tiểu Thuần không chờ bọn họ khôi phục tinh thần, không ngừng kích thích tâm thần bọn họ. Bọn họ bị dẫn theo tiết tấu của hắn, không ít người càng chờ mong cảnh tượng quỷ dị trước mặt. Lúc mọi người kêu lên đầy sợ hãi, Bạch Tiểu Thuần đã hành động lần nữa. Ánh mắt hắn sinh ra hào quang. Hắn nâng tay phải, thập sắc hỏa lan ra xung quanh. Thời điểm biển lửa thiêu đốt bầu trời tổ địa, trong hồn tháp của Bạch Tiểu Thuần có rất nhiều oan hồn bay ra. Những oan hồn vừa xuất hiện liền bị biển lửa dung hợp. Trong ánh mắt ngạc nhiên và kinh hãi của mọi người, hỏa diễm không ngừng biến hóa. Mọi người nhìn ra Bạch Tiểu Thuần muốn luyện chế thập nhất sắc hỏa. Những lão tộc không tự chủ được ngưng thở,
lúc này đồng loạt nhìn thập sắc hỏa thôn phệ oan hồn. Nội tâm bọn họ rung động rất mạnh, sắc mặt biến hóa không ngừng. Hắn có thể luyện ra thập nhất sắc hỏa sao? Tuyệt đối không có khả năng này. Thập nhất sắc hỏa, đó là tiêu chí luyện hồn sư hoàng phẩm, Bạch Hạo sao có thể luyện thành được? Phải biết rằng, cho dù là bọn họ cũng chỉ là luyện hồn sư tam phẩm đỉnh phong mà thôi, muốn càng tiến thêm một bước rất ít có khả năng. Bạch Hạo đã đạt tới trình độ cao giống như bọn họ, lại tiến tới một bước chính là luyện hồn sư hoàng phẩm. Trong Bạch gia, luyện hoàng sư hoàng phẩm chỉ có hai người, đó là đại tộc lão Cung Đường và Hình Đường. Cho dù tộc trưởng Bạch gia cũng không đạt được hoàng phẩm, giờ phút này sắc mặt của hắn tái nhợt, hắn hình như hình ảnh trên bia đá, nội tâm điên cuồng, ánh mắt hắn đỏ rực. Hắn sinh ra sát ý cực mạnh, đã mặc kệ cho Bạch Tiểu Thuần có phải thiên kiêu hay không, hắn muốn giết hắn thực thống khoái. Thái phu nhân càng như vậy, tóc tai bù xù, ánh mắt oán độc nhìn hình ảnh. Lúc này vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào thập sắc hỏa thôn phệ oan hồn. Tiếng hít thở rất nhỏ, bọn nó phát hiện sau khi thôn phệ oan hồn, thập sắc hỏa xuất hiện thêm một màu sắc. Lúc màu sắc xuất hiện, tất cả mọi người hít thở dồn dập, không gian như yên tĩnh. Bạch Tiểu Thuần lại nâng tay phải, ngưng tụ biển lửa vào trong lòng bàn tay của mình. Thập nhất sắc hỏa thiêu đốt trong tay, cả Bạch gia rung chuyển. Thập nhất sắc hỏa, hắn không phải tam phẩm đỉnh phong, hắn là luyện hồn sư hoàng phẩm. Điều đó không có khả năng, làm sao có thể chứ? Tất cả tộc nhân Bạch gia đồng loạt kinh hô. Trong tiếng kinh hô mang theo thần thái không thể tưởng tượng nổi, càng không dám tin. Hoàng phẩm. Những tộc lão kia run rẩy, sắc mặt trầm trọng. Ngày hôm nay bọn họ nhìn thấy quá nhiều chuyện không thể tin nổi, thậm chí khó tin hơn lúc nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần diệt sát Bạch Tề. Đại tộc lão Cung Đường và Hình Đường nhìn nhau, tâm thần hai người rung chuyển, cũng ngạc nhiên nhìn Bạch Tiểu Thuần trong hình ảnh. Bị kích thích lớn nhất chính là Thái Phu Nhân cùng tộc trưởng Bạch gia. Thái Phu Nhân ngây ngốc, gương mặt vặn vẹo do tức giận. Tộc trưởng Bạch gia cảm thấy như là bị vạn lôi oanh kích. Hắn biết rõ Bạch Hạo có tư chất luyện hỏa không tầm thường, có thể tư chất là tư chất, có thể biến tư chất thành thực lực thì là chuyện khó nói. Lúc này hắn nhìn thấy Bạch Hạo luyện ra thập sắc hỏa thành thập nhất sắc hỏa, cảnh tượng này kích thích hắn không gì sánh kịp. Đây không phải là thật. Tộc trưởng Bạch gia thì thào, nội tâm run rẩy. Hắn có cảm giác mình bị sỉ nhục không thể nói nổi. Và lúc thập nhất sắc hỏa xuất hiện, hắn không tin đây là thật. Đây mới là Bạch gia kỳ lân tử. Hai gia tộc khác và sứ giả thành cự quỷ rung động cực mạnh. Trẻ tuổi như vậy mà đã là luyện hồn sư hoàng phẩm, phong nhãn khắp thế lực cự thành quỷ cũng hiếm như lông phượng sừng lân. Không chờ người bên ngoài dừng kinh hô, Bạch Tiểu Thuần trong tổ địa lại nâng tay lên. Hắn vung tay một cái, oan hồn bay ra khỏi hồn tháp. Số lượng oan hồn hiện tại chỉ đủ thôi động thập nhất sắc hỏa đến thập nhị sắc hỏa. Và lúc này biển lửa lại lan ra xung quanh, đám người bên ngoài ngơ ngác. Hắn muốn luyện thập nhị sắc hỏa. Điên rồi. Ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần xuất hiện hào quang. Và lúc này tâm thần quán đều đắm chìm trong hỏa diễm. Khi hỏa diễm dung hợp với oan hồn, lúc này biển lửa xuất hiện rung động bất ổn. Bạch Tiểu Thuần biết rõ, chỉ cần mình sử dụng phân thân cùng mình ổn định hỏa diễm, như vậy có thể ngưng tụ biển lửa thành thập nhị sắc hỏa. Chỉ cần thử ngưng tụ biển lửa thành hỏa diễm trong lòng bàn tay, như vậy mình có thể triệu hoán lưu tinh hỏa vũ. Ta muốn chính là thời khắc này. Bạch Tiểu Thuần cắn răng một cái, thân thể quán xuất hiện trọng điểm. Khi trọng điểm xuất hiện, hỏa phân thân đi ra ngoài, biển lửa bị áp chế bộc phát ánh lửa trùng thiên. Hào quang trói như ánh mặt trời. Mọi người nhìn thấy hình ảnh này, căn bản không phát hiện thân ảnh của Bạch Tiểu Thuần có phân thân bước ra ngoài. Dù sao đây chỉ là hình ảnh, người trong tổ địa không nhìn thấy cụ thể, có thể thấy biển lửa kinh thiên động địa bao phủ tám phương. Chỉ trong nháy mắt, biển lửa bao phủ không trung tổ địa. Sau khi trải qua cố gắng oanh kích thời gian dài của tộc trưởng Bạch gia, tổ địa mở ra. Bạch Hạo, nhận được cái chết đi!
Tộc trưởng Bạch Gia giống to, hắn lập tức tiến vào trong khe hở của bia đá. Cùng lúc đó, Bạch Tiểu Thuần đang luyện hỏa ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện khe hở. Đó là khe hở ở bên ngoài. Hắn nhìn thấy tộc nhân Bạch Gia bên ngoài đang nhìn chằm chằm vào biển lửa, cũng nhìn thấy thân ảnh của tộc trưởng Bạch Gia đang tiến vào. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần xuất hiện thần thái điên cuồng. Thành công hay thất bại đều ở lúc này. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần gào thét một tiếng, hắn lập tức tiến lên phía trước một bước. Hắn muốn dẫn động biển lửa 12 màu ra khỏi tổ điện Bạch Gia. Hắn sắp đi ra, mang theo biển lửa 12 màu đi ra. Trời ạ! Người Bạch Gia run sợ khi nhìn cửa đá, nhất là những hạ nhân trong Bạch Gia run rẩy, mặt xám như tro. Ánh mắt của bọn họ mang theo tuyệt vọng. Tất cả ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn lối ra. Trong chớp mắt, cửa lớn trong tổ địa Bạch Gia có tộc trưởng Bạch Gia xông vào. Cho dù Bạch Tiểu Thuần mang theo biển lửa cũng không quan tâm, hắn lao thẳng về phía trước. Nhiệt độ biển lửa hay màu rất cao, sắc mặt tộc trưởng Bạch Gia biến hóa, thậm chí hắn cảm giác một tia uy hiếp, nhưng hắn không thể để ép điên cuồng. Hắn trợn mắt nhìn ái tử bị giết, trợn mắt nhìn Bạch Hạo bị mình xem là phế vật quật khởi, trợn mắt nhìn Bạch Hạo trà đạp tất cả tâm huyết của hắn. Giờ phút này, hắn tức giận và điên cuồng không gì sánh bằng. Hắn muốn giết người, hắn muốn giết Bạch Hạo. Hắn bộc phát toàn bộ uy lực của Nguyên Anh trung kỳ. Hắn chẳng khác gì là thanh kiếm cường đại lao thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Nghịch tử, chết đi cho ta! Vừa hét lớn, tộc trưởng Bạch Gia hóa thành lợi kiếm lao vào trong biển lửa. Không đợi hắn xuyên thấu biển lửa, Bạch Tiểu Thuần ở trong biển lửa vung tay tạo thành phong bạo cách không va chạm với tộc trưởng Bạch Gia. Thanh âm ầm ầm rung trời. Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi, hắn không dành quan tâm tộc trưởng Bạch Gia, lúc này bộc phát tốc độ tới tận cùng. Cảnh vật xung quanh như chậm lại, chỉ có một mình hắn là bình thường. Tốc độ của hắn nhanh đã không cách nào hình dung được. Hắn mang theo biển lửa vượt qua tốc độ của Bạch Gia, lúc này cách đối phương chừng 10 trượng, hắn liền vượt qua cực nhanh, xuyên thấu qua cửa ra vào, liền mang theo biển lửa hàng lâm Bạch Gia. Vừa mới xuất hiện, biển lửa 12 màu bộc phát khuếch tán tứ phương, nhuộm đỏ bầu trời, hình thành uy áp cùng khí thế cực mạnh. Tâm thần người Bạch Gia bị đè nén tới cực điểm. Lúc này xuất hiện cảnh tượng đáng sợ, biển lửa 12 màu hóa thành hỏa diễm phong bạo. Lúc mọi người nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, trong các lão tổ xung quanh có 7-8 người là chủ Bạch lao ra. Ánh mắt bọn họ mang theo sát cơ, lao tới muốn chém giết Bạch Tiểu Thuần. Bởi vì xung quanh Bạch Tiểu Thuần chính là biển lửa hai màu, cho nên các tộc lão kiêng kỵ, tuy lao tới nhưng không dám bước vào màu lửa. Bạch Tiểu Thuần vung tay trái, hắn bóp 7-8 ngọc giản. Lúc ngọc giản đầu tiên vỡ nát, mấy trăm sát hồn đinh bị Bạch Tiểu Thuần đặt ở mấy trăm vị trí quanh Bạch Gia nổ tung. Tiếng nổ ầm ầm ngập trời xuất hiện, mấy trăm khu vực trong Bạch Gia bộc phát sát khí kinh thiên động địa, sát khí bao phủ bốn phương. Chỉ trong nháy mắt, trận pháp mạnh nhất của Bạch Gia vặn vẹo. Tại vị trí vặn vẹo xuất hiện khe hở như mạng nhện, âm thanh kèn két truyền khắp bốn phía. Đại trận xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn. Dấu hiệu vỡ vụn đầu tiên sinh ra, ngay sau đó những ngọc giản còn lại đồng thời vỡ vụn, lực lượng truyền tống bao phủ thân thể của Bạch Tiểu Thuần. Sau ngọc giản chính là truyền tống phủ. Mọi chuyện diễn ra trong thời gian quá ngắn, đại trận sinh ra khe hở, truyền tống xuất hiện. Trong chớp mắt thân thể của Bạch Tiểu Thuần mơ hồ, những tộc lão tu vi Nguyên Anh đồng thời dùng thần thức dung nhập vào hư không. Bọn họ dựa vào thần thức nhiễu loạn lực lượng hư vô để ngăn cản truyền tống phủ. Đây là biện pháp thường thế nhất, chỉ cần nhiễu loạn truyền tống phủ sẽ không thể truyền tống. Không nói Nguyên Anh có thể làm không gian nhiễu loạn hay không, thế nhưng bọn họ hành động cũng làm thiên địa lờ mờ, phong vân nghịch chuyển. Bạch Tiểu Thuần dẫn động truyền tống phủ, sinh ra lực lượng truyền tống cũng bị gián đoạn. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần co rút lại, trái tim rung động. Hắn đã sớm dự liệu việc này, lúc này không do dự, ngửa mặt lên trời giống to, tiến vào hư vô trước mặt. Trong nháy mắt, đám lão tộc Nguyên Anh cùng tấn công tộc trưởng Bạch Gia trong tổ địa cũng quay người bay ra ngoài. Bạch Tiểu Thuần đã bước tới một bước. Bạch Tiểu Thuần bước ra một bước và vận dụng bí pháp bất tử cấm, làm thân thể mơ hồ. Hắn phân giải biến mất, bỏ qua không gian nghịch chuyển. Cảnh tượng trước mặt làm cho tộc lão Mạch Trù và những người khác khiếp sợ.
cho dù không gian nghịch chuyển cũng không thể ngăn cản đối phương. Lúc này bọn họ không có biện pháp lưu Bạch Tiểu Thuần. Dù sao xung quanh Bạch Tiểu Thuần chính là biển lửa hai màu, cho dù là bọn họ cũng phải kinh hãi. Trong nháy mắt, thân thể Bạch Tiểu Thuần sắp phân giải biến mất, lại có tiếng hừ lạnh vang lên. Tiếng hừ lạnh từ mật thất cung điện dưới lòng đất Bạch ra, hiển nhiên là Thiên Nhân Lão Tổ đã có hành động. Các bạn vừa nghe xong tập số 146 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào các khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập số 147. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho Phong một like, một chia sẻ video cũng như là comment cảm xúc của các bạn trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Dạo gần đây mình rất là bận nên anh em chắc là cũng biết, thì cái lịch ra chuyện sẽ không được đều. Ít nhất là đến tầm 30 tháng 6 mình mới xong được cái việc của mình, đỡ hơn một chút. Ok, bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe chuyện nhé. Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Trong cung điện dưới lòng đất, lão già ngồi giữa bầy ngọn nến đang cháy mở mắt ra. Ánh mắt lão sinh ra hào quang sáng ngời. Hắn nâng tay phải hư không một trào. Lúc này giữa không trung Bạch ra, thiên địa không ngừng vặn vẹo, dường như ý chí không thể hình dung trực tiếp hàng lâm thay thế thiên ý. Nó hóa thành bàn tay ngăn cản Bạch Tiểu Thuần. Lưu lại đi. Một trào này phong hỏa hư vô xung quanh Bạch Tiểu Thuần, bí pháp bất tử cấm không bị cắt đứt nhưng bị trì hoãn chậm lại. Vừa nhìn thấy cảnh tượng này, lão tộc và tộc trưởng Bạch gia vui mừng. Lão tổ, lão tổ ra tay. Bạch Hạo, hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thiên Nhân Lão Tổ lập tức ra tay. Bạch Tiểu Thuần cũng khiếp sợ. Tất cả những việc này không vượt ngoài dự kiến của hắn. Ánh mắt hắn bắn ra hung quang, hắn đã điên cuồng bất chấp tất cả. Ta đang đợi người đây. Vừa nói xong câu này, Bạch Tiểu Thuần nâng tay phải lên, lập tức cho biển lửa 12 màu bùng nổ. Hắn muốn ngưng tụ biển lửa vào trong tay, sau đó hóa thành một thập nhị sắc hỏa. Không ngưng tụ biển lửa thành hỏa diễm còn tốt, một khi ngưng tụ sẽ làm cho bên trong bất ổn. Khi ổn định này bộc phát sẽ hình thành lên lực lượng cuồng bạo. Lúc này những lão tộc chủ Mạch và tộc trưởng Bạch gia cảm thấy nội tâm bất an. Bọn họ biến sắc. Không chờ bọn họ kịp phản ứng, biển lửa đã co rút lại một điểm. Rốt cục bất ổn tích tụ tới cực hạn liền bùng nổ. Tiếng nổ đinh tai nhức óc truyền khắp Bạch gia. Dầm một tiếng, trong chớp mắt biển lửa 12 màu bao phủ phạm vi trăm trượng, quét ngang 7-8 tộc lão và tộc trưởng Bạch gia. Lúc này mọi người không ngừng lui ra phía sau. Lúc biển lửa nổ tung đã va chạm với bàn tay Thiên Nhân Lão Tổ đánh xuống. Oanh động cửu thiên. Phạm vi trăm trượng trên không trung sụp xuống một lỗ, biển lửa biến mất, bàn tay Thiên Nhân Lão Tổ hóa ra không sụp đổ. Nó vẫn tồn tại như cũ, nhưng ảm đạm không ít. Dù vậy, bàn tay vẫn đánh thẳng vào người của Bạch Tiểu Thuần. Thần thông Thiên Nhân đã bị suy yếu rất lớn. Bạch Tiểu Thuần không sợ hãi như trước, hắn ngẩng đầu nhìn trời, thân thể xuất hiện hư ảnh trọng điệp. Ba đại phân thân bay ra khỏi người hắn và cùng tấn công bàn tay. Ba đại phân thân sử dụng đoàn lực oanh kích bàn tay. Oanh một tiếng, Mộc phân thân va chạm với bàn tay đầu tiên, miệng phun máu tươi, sau đó hóa thành hào quang màu xanh bay về thân thể của Bạch Tiểu Thuần. Bàn tay cũng bị oanh kích dừng lại một chút. Oanh một tiếng, thủy phân thân sau ngăn cản bàn tay, mặc dù thân thể tan nát hơn phân nửa nhưng vẫn làm bàn tay hơi dừng lại, hào quang ảm đạm rất nhiều. Cuối cùng hóa thành phân thân, nó không bị động ngăn cản mà nhân lúc bàn tay dừng lại một chút đã chủ động xuất kích. Nó bộc phát toàn lực tấn công bàn tay. Oanh một tiếng, tiếng nổ ngập trời truyền ra khắp Bạch gia. Hỏa phân thân phun máu tươi, bàn tay liên tục suy yếu nên rốt cục chỉ còn lại một ít hình dáng đánh xuống. Cuối cùng mới đánh vào người của bản tôn Bạch Tiểu Thuần. Mặc dù sinh ra tiếng nổ mạnh nhưng chỉ làm bản tôn Bạch Tiểu Thuần phun ra một ngụm máu tươi mà thôi. Bạch Tiểu Thuần vừa phun máu tươi liền cười to. Thiên Nhân, không gì hơn thế này. Vừa dứt lời, thân thể hắn nhanh chóng phân giải, sắp dung nhập vào trong hư vô. Lão tổ Thiên Nhân ra tay cũng không thể lưu Bạch Tiểu Thuần lại nơi này.
Tất cả người của Bạch Gia nhìn thấy đều sợ ngây người. Thậm chí những tộc lão và tộc trưởng chi mạch Bạch Gia cũng không dám tin vào những gì mình nhìn thấy. Việc này nằm ngoài sức tưởng tượng của bọn họ. Tuy bọn họ đều biết Bạch Tiểu Thuần rất mạnh, nhưng dù sao hắn chỉ là kết đan mà thôi. Không một ai tin rằng tiểu kết đan lại có thể thoát khỏi một chiêu của lão tổ thiên nhân đích thân ra tay. Mặc dù đó không phải là chân thần xuất hiện, chỉ là đạo pháp thuật thần thông, cho dù nhìn thấy tận mắt vẫn không dám tin vào mắt mình. Đương nhiên tất cả mọi người có mặt đều không nhìn thấy thời điểm thần thông của lão tổ hạ xuống có ba phần thần của Bạch Tiểu Thuần liên thủ chống lại. Lúc này thân thể của Bạch Tiểu Thuần biến thành mơ hồ, tùy thời có thể biến mất. Trong một thất cung điện dưới lòng đất, sắc mặt của thiên nhân Bạch Gia biến thành âm trầm, ánh mắt mang theo hàn mang. Hắn nâng tay phải lên lần nữa. Khi động tác bàn tay xuất hiện, thân thể lão tổ cũng căng phồng lên, thân thể da thịt khô héo đã đầy đặn trở lại. Đặc biệt tay phải lão tổ thiên nhân lúc này ẩn chứa không gian chi lực, làm xung quanh vặn vẹo mơ hồ, bầu trời dường như sắp nổ tung, cảm giác như là thiên địa cũng sắp sụp đổ. Sau đó lão tổ thiên nhân lại muốn tấn công Bạch Tiểu Thuần lần nữa. Sắc mặt lão tổ thay đổi, hắn đánh một trào vào bầu trời chứ không phải tấn công Bạch Tiểu Thuần. Và lúc lão tổ thiên nhân Bạch Gia tung trào đánh vào bầu trời đang màu xanh da trời biến thành màu đỏ rực. Từng đám đang lơ lửng ở giữa không trung biến thành biển lửa, chúng rơi xuống đất cực nhanh. Những đám mây càng ngày càng mang theo khí thế hủy diệt. Những đám mây lửa rơi xuống đều có 12 màu. Là Bạch Hạo, Hòa Vũ lần trước là do hắn tạo ra. Sắc mặt mọi người không ngừng thay đổi khi nhìn thấy đám mây lửa đang rơi xuống. Hơn nữa nhiệt độ cao từ những đám mây lửa kia đang nung khô Bạch Gia phía dưới. Quan trọng hơn chính là đại trận đã xuất hiện lỗ thủng. Mặc dù lỗ đang khép lại, nhưng tốc độ khôi phục của nó không nhanh bằng biển lửa đang giáng xuống. Chỉ cần biển lửa và tiếp xúc với khe hở liền đen lở vào bên trong Bạch Gia. Khi biển lửa 12 màu này đang giáng xuống, như vậy cơ nghiệp của Bạch Gia sẽ tổn thất nghiêm trọng. Cho dù lão tổ thiên nhân có ra tay, nhưng sức một người không thể vãn hồi tổn thất nghiêm trọng. Từ khi biển lửa giáng xuống, biển lửa siêu cấp của nó đã đủ sức hủy diệt Bạch Gia, tai nạn sẽ bao phủ tất cả tổng nhân. Hiện tại lão tổ thiên nhân Bạch Gia có hai lựa chọn, một là lưu Bạch Tiểu Thuần hoặc dập tắt biển lửa. Với năng lực lão tổ có thể hoàn thành hai lựa chọn này dễ dàng, nhưng sẽ lưu lại sơ hở. Lựa chọn của lão tổ thiên nhân Bạch Gia là dập lửa cứu Bạch Gia trước. Khi toàn bộ người trong Bạch Gia đang cảm thấy tuyệt vọng, thì một bàn tay khổng lồ xuất hiện giữa bầu trời. Nó ngăn cản biển lửa giáng thẳng xuống Bạch Gia. Bàn tay càng lên cao càng lớn. Khi sắp tiếp xúc với biển lửa, bàn tay biến lớn 10 vạn trượng, bắt lấy biển lửa vào trong, thậm chí còn vây xung quanh Bạch Tiểu Thuần. Hiển nhiên lão tổ thiên nhân Bạch Gia không muốn bỏ qua Bạch Tiểu Thuần. Đáng tiếc Bạch Tiểu Thuần không phải tu sĩ kết đan bình thường, hắn là thiên đạo trúc cơ, thiên đạo kết đan, lại có thêm 3 phân thân thiên nhân hồn. Chiến lực của hắn đã sớm vượt qua cực hạn của kết đan, có thể chém giết nguyên anh sơ kỳ. Thậm chí Bạch Tiểu Thuần còn có lực lượng chiến đấu với nguyên anh trung kỳ. Khi số lượng phân thân tăng lên, hắn còn có thể đánh bại nguyên anh trung kỳ. Câu nói góp ít thành nhiều tuyệt đối đúng trong trường hợp của Bạch Tiểu Thuần. Trong quá trình trở thành nguyên anh, hắn không ngừng tiến bộ. Trong chớp mắt, khi bàn tay khổng lồ bao phủ bản thân, Bạch Tiểu Thuần biến mất vô ảnh vô tung. Hắn kịp thời sử dụng bất tử cấm rời khỏi Bạch Gia. Tiếng nổ tung vang vọng khắp bầu trời, toàn bộ biển lửa trên bầu trời không ngừng giằng co với bàn tay khổng lồ, sau đó dập tắt. Bên trong cung điện dưới lòng đất, sắc mặt lão tổ thiên nhân Bạch Gia cực kỳ âm lãnh, khó coi tức cực điểm. Lão nhìn sang hướng Bạch Tiểu Thuần vừa thoát thoát. Hắn định nâng chân bước tới một bước thì nhìn sang bảy ngọn nến đang cháy lè lói xung quanh mình. Thất mệnh liên tâm đằng, đã đến bước cuối cùng rồi, không thể dễ dàng đi ra như vậy. Lão tổ thiên nhân Bạch Gia lẩm bẩm, sau đó hít sâu một hơi. Hắn khoanh chân ngồi xuống, sau đó lại ra lệnh cho người Bạch Gia. Cầm thần ấn của ta, lại dùng mấy hồn tu đi tìm tung tích Bạch Hạo, tối đa 7 ngày phải bắt sống hắn mang về đây. Lão tổ thiên nhân sử dụng thần thức truyền âm, âm thanh vang vọng quanh cổn bên tai mỗi người Bạch Gia. Mỗi một tộc lão đều hành động, đồng thời cúi đầu cung kính lĩnh mệnh. Trong tích tắc, trong đầu bọn họ đều xuất hiện một cái thần khí bí ẩn.
Ấn ký này giúp cho bọn họ tìm kiếm tung tích của Bạch Tiểu Thuần. Mặc dù Bạch Tiểu Thuần đã đào tẩu, nhưng trước đó lão tổ thiên nhân Bạch gia đã ra tay đánh một lạc ấn lên người của Bạch Tiểu Thuần. Chỉ cần lạc ấn còn, hắn có thể thông qua cảm ứng tìm được Bạch Tiểu Thuần. Trừ ấn ký, còn có 9 chiếc hồn chu xuyên thấu qua địa cung dưới lòng đất bay ra ngoài. Đây là thủ đoạn của lão tổ thiên nhân. Tốc độ hồn chu rất nhanh, có thể so sánh với Nguyên Anh đại viên mãn. Tộc trưởng Bạch gia chấn động, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía lão tổ. Hai mắt hắn mang theo sát cơ mãnh liệt, nội tâm cực kỳ điên cuồng. Hắn rất muốn tự tay chém giết Bạch Tiểu Thuần, nhưng không dám cãi lệnh của lão tổ. Lão tổ đã nói bắt giữ thì nhất định phải bắt giữ. Trong quá trình bắt giữ có thể động tay động chân, tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Hắn muốn tên nghịch tử Bạch Hạo kia biết được thống khổ là như thế nào. Tộc trưởng Bạch gia hất tay lên, hắn bay về một chiếc hồn chu, sau đó rời khỏi Bạch gia. Thỉnh lão tổ ban thưởng tốc viên, ta chắc chắn có thể bắt sống nghịch tử. Được. Một giọng nói từ địa cung dưới lòng đất vang vọng. Ngay sau đó, có một màn sáng tím xuất hiện. Đó là một lá cờ nhỏ, nó bay thẳng về phía tộc trưởng Bạch gia. Nghịch tử, cho dù ngươi có truyền tống ra xa bao nhiêu thì cũng không thể trốn thoát được đâu. Sắc mặt gia phụ Bạch Hạo dữ tợn, hắn không nói thêm lời nào, lập tức gia tốc bay đi tìm kiếm Bạch Tiểu Thuần. Lúc này thái phu nhân đang đứng lẫn trong đám người, trong lòng chỉ có bi ai và oán độc mãnh liệt. Tiểu tạp trùng Bạch Hạo, ta muốn lột da rút xương ngươi, róc thịt ngươi cho chó ăn, rút hồn của ngươi tra tấn đời đời kiếp kiếp. Bạch gia biến hóa, Bạch Hạo đã thoát đi nên không có gì đáng xem nữa. Sứ giả hai đại gia tộc cùng thành cực quỷ không có nghĩa vụ phải che giấu thay Bạch gia. Vì vậy có thể tưởng tượng không bao lâu tất cả thế lực trong thành cự quỷ đều sẽ biết được việc này. Sự việc lần này chính là sỉ nhục lớn nhất Bạch gia từng gặp phải. Trước này chưa từng có. Tuy những tộc lão không thuộc nhánh tộc trưởng cũng thực hiện mệnh lệnh lão tổ đưa ra, nhưng chỉ làm qua loa mà thôi. Đối với bọn họ, việc bắt giữ Bạch Tiểu Thuần chỉ là việc sớm muộn, không cần quá nỗ lực. Nhưng chủ mạch Bạch gia thì khác. Sát cơ ngập trời, trong thời gian ngắn dùng toàn lực truy bắt, không ngừng tản ra bốn phía tìm kiếm Bạch Tiểu Thuần. Một khi tìm thấy Bạch Tiểu Thuần, phải lập tức thông báo để cao thủ chạy tới xử lý Bạch Tiểu Thuần. Họ cảm thấy thời gian 7 ngày là quá dài, tốt nhất phải nhanh chóng bắt được Bạch Tiểu Thuần để tránh đêm dài lắm mộng. Trong khi Bạch gia không ngừng tìm kiếm Bạch Tiểu Thuần, không gian trong phạm vi một dãy núi vặn vẹo, thân ảnh Bạch Tiểu Thuần dần ngưng tụ. Hắn vừa xuất hiện bước chân lảo đảo, tiếp theo phun ra một ngụm máu tươi. Hiển nhiên hắn đã trọng thương. Vẫn xem thường thiên nhân. Bạch Tiểu Thuần run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Lúc trước khi còn nằm trong phạm vi Bạch gia, ánh mắt xung quanh nhìn chằm chằm vào hắn còn tỏ ra chấn định. Hiện giờ chỉ còn một mình hắn mới run rẩy sợ hãi. Hít sâu một hơi, Bạch Tiểu Thuần lau máu trên khóe miệng. Hắn quay đầu nhìn xung quanh. Và lúc này hắn nghĩ lại mà sợ. Cảm giác mình vừa chặt cái mạng nhỏ trở về. Cảm giác mình vừa nhặt cái mạng nhỏ trở về. Cũng may chưa sử dụng tới hồn bán thân. Tiền sử chúng nó, về sau không được xúc động như vậy nữa. Quá là đáng sợ đi. Bạch Tiểu Thuần đắc đầu cười khổ. Chuyến đi Bạch gia lần này, hắn có cảm giác lá gan của mình đã lớn hơn trước một ít. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần không ngừng đấu tranh với bản thân mình. Hắn không ngừng sửa chữa sai lầm mình đã phạm phải. Trời đất bao la, cái mạng nhỏ của mình là lớn nhất mà. Vẻ mặt của Bạch Tiểu Thuần buồn rười rượi. Nghĩ tới việc mình thoát khỏi Bạch gia cần nhờ vào nhiều chuẩn bị lúc trước. Sát hồn đinh, truyền tống phù, bất tử cấm và cả bí pháp hoàn vũ. Và cả bí pháp hỏa vũ. Thậm chí còn tính toán chặt chẽ từng thời điểm một. Cho dù tính toán tới cực điểm, nhưng hắn vẫn gặp nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc, tìm đường sống trong cõi chết. Chỉ cần hắn chuẩn bị ít đi một thứ, hoặc thời điểm hắn ra tay sai lầm, hắn không thể không vận dụng hồn bán thân. Nếu sử dụng đại sát chiêu như vậy, Bạch Tiểu Thuần cũng không nắm chắc có thể giải quyết mọi việc êm đẹp hay không. Bạch Tiểu Thuần, người nhất định phải nhớ kỹ cái giáo huấn này. Về sau còn gặp lại chuyện như vậy, người phải chuẩn bị nhiều một chút, như vậy mới có thể an toàn được. Bạch Tiểu Thuần cầm linh dịch uống từng ngụm. Hắn muốn khôi phục tu vi,
lúc này cầm ngọc giản truyền âm cho Chu Nhất Tinh và Lý Phong, bảo bọn họ tới nơi đặc biệt chờ mình. Hai người này gián tiếp tham gia vào việc gây náo loạn Bạch gia, là đồng phạm của Bạch Tiểu Thuần. Hơn nữa, từ biểu hiện lúc trước, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mình có thể miễn cưỡng tín nhiệm hai người này. Hắn chỉ lưu lại tâm nhãn, cũng không thật có ý định đi tới nơi đó. Lúc này Bạch Tiểu Thuần cúi đầu nhìn chằm chằm vào thiên nhân hồn ở trong túi trữ vật, ánh mắt mang theo ánh lửa nóng bỏng. Lấy được thiên nhân hồn, chuyến hành trình Bạch gia này mặc dù nguy hiểm, thế nhưng đáng giá. Bạch Tiểu Thuần vừa nghĩ tới đây, bỗng nhiên giật mình, cảm giác mình nghĩ như vậy rất nguy hiểm. Việc này rõ ràng giống như là một bộ cầu phú quý trong nguy hiểm. Lập tức, hắn bị hù tới mức run rẩy, tranh thủ thời gian nữa sửa chữa sai lầm trong khuynh hướng của mình. Không đúng, không đúng. Ý nghĩ của ta lại sai rồi. Không đáng, một chút cũng không đáng. Thiên nhân hồn này chỉ có thể coi là chút an ủi mà thôi. Bạch Tiểu Thuần vỗ đầu một cái, muốn dập tắt ý nghĩ không đúng vừa nhăn nhóm trong đầu của mình. Tuy nhiên, đổi lại góc độ suy nghĩ, bản thân mình thì đang ở man hoang, vốn là nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, thân thể không thể tự chủ được rồi. Lúc này Bạch Tiểu Thuần lấy ra thiên nhân hồn, trong mắt mang theo chờ mong, hít sâu một hơi, như muốn làm căng tràn bộ ngực vậy. Trong nháy mắt, khi thiên nhân hồn thổ xuất hiện trước ngực của Bạch Tiểu Thuần, liền vận dụng bí pháp thôn phệ thiên nhân hồn đoạt được trong táng cung. Bạch Tiểu Thuần vận chuyển bí pháp đến đâu, thiên nhân hồn phát ra quang mang màu vàng đến đấy. Từng tia sáng phóng thẳng lên trời, chiếu rọi bát phương, hóa thành vô số quang tuyến mà mắt thường có thể nhìn thấy được, rồi sau đó lại dung nhập hoàn toàn vào Bạch Tiểu Thuần. Cảm giác dung hợp thiên nhân hồn lại hiện hiện lần nữa trong lòng của Bạch Tiểu Thuần. Người khác không trải qua quá trình dung hợp thiên nhân hồn, thế nhưng bản thân của Bạch Tiểu Thuần đã trải qua 3 lượt, đương nhiên không cảm thấy lạ lẫm chút nào. Hắn điều chỉnh hô hấp bản thân, việc dung hợp cũng không tốn quá nhiều thời gian. Sau khi tất cả quang mang đều dung nhập vào trong cơ thể của Bạch Tiểu Thuần, hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, mặc dù tu vi của mình có gia tăng thế, nhưng chiến lược của hắn tại thời khắc này bạo tăng không ít. Hắn nhìn thấy trong cơ thể của mình đang cất giấu 4 vòng xoáy kỳ người. Mỗi vòng xoáy chính là một phân thân của Bạch Tiểu Thuần. 4 phân thân có tu vi và cường độ thân thể không khác gì so với bản tôn. Cho dù là thần thức cũng giống như vậy. Một khi phóng xuất ra, tính cả bản tôn chẳng khác gì biến thành 5 người. 5 tên thiên đạo kim đan đại viên mãn, 5 thân thể có bất tử trường sinh công, tầng thứ 3 chạm đến gông cùm xiềng xích. Bất cứ người nào cũng có lực đấu với Nguyên Anh sơ kỳ một trận, thậm chí có thể chém giết Nguyên Anh sơ kỳ. Nếu xuất hiện toàn bộ, mức đáng sợ còn hơn cả Nguyên Anh trung kỳ. Bạch Tiểu Thuần kích động, hắn hưng phấn không chịu nổi. Và lúc này hắn cũng có một ít cảm giác mình có lực tự vệ trong màn hoàng. Ta có 4 đại phân thân, từ đó cho dù gặp Nguyên Anh đại viên mãn đuổi theo, muốn nghiền ép ta là việc không có khả năng. Trừ phi thiên nhân đuổi giết. Đáng tiếc, nếu lão tổ thiên nhân đánh ta không có lực phản kháng, chỉ có thể sử dụng hồn bán thần ở trong tháp. Tim mạch Bạch Tiểu Thuần đập mạnh, hắn mặc dù khẩn trương, nhưng trước mắt không tìm ra được đường nào khác. Hắn biểu lộ, hiểu rõ rằng Bạch gia không bỏ qua cho mình, từ khi đi đến con đường này sẽ đuổi giết không ít. Hắn tin tưởng kéo dài một thời gian, Bạch gia sẽ không chịu nổi nữa. Cứ nhìn xem ai là người kiên trì tới cùng. Nếu thực sự ép ta, ta sẽ dùng hồn bán thần trong tháp. Ta cũng không tin không làm được thiên nhân trọng thương. Cho dù ta không giết được hai đại gia tộc khác, hoặc là thế lực đối địch thành cự quỷ sẽ bỏ qua cho Bạch gia. Bạch Tiểu Thuần suy tính cẩn thận, hắn cắn răng quay người đi thẳng về nơi xa. Mục tiêu quán không phải là thành cự quỷ, hắn có ý định đi sâu vào trong man hoang, từ đó né tránh qua thời gian hiện tại. Bạch Tiểu Thuần đi không bao xa, bên ngoài Bạch gia, tộc trưởng Bạch gia phát ra sát khí ngập trời. Xung quanh người hắn có vô số oan hồn gào thét, ngưng tụ cùng một chỗ, tạo thành chiếc thuyền lớn chờ bay hắn đi với tốc độ kinh người. Tốc độ cực nhanh, đã vượt qua tốc độ của bản thân tộc trưởng Bạch gia. Hắn sử dụng bí pháp này cũng tiêu hao thực lớn, bởi vì hắn là tộc trưởng Bạch gia, cho nên có đủ hồn dược khôi phục nên không sợ tiêu hao. Chẳng qua hắn không hài lòng với tốc độ như vậy,
nhưng không có lựa chọn nào khác. Sử dụng tu vi bản thân gia trì lên hồn chu, tốc độ của hồn chu tăng lên nhanh hơn. Giữa tiếng nổ vang, trong thiên địa xuất hiện một làn ảnh rót vào đầu hắn. Đó là thần ấn của lão tổ chỉ dẫn phương hướng cần đi. Nhanh một chút. Tộc trưởng Bạch Gia cảm thấy thần ấn di động. Thần ấn chỉ dẫn Bạch Tiểu Thuần đang bỏ chạy. Hắn cách mình khoảng cách rất xa. Nếu hắn duy trì tốc độ như vậy, ít nhất cần 3 ngày mới có thể đuổi kịp. 3 ngày này trái với lệnh của lão tổ không nói, bản thân tộc trưởng Bạch Gia cũng không chờ đợi được. Hắn có tầm muốn giết Bạch Tiểu Thuần như là hắc ám thôn phệ vạn vật. Một giây không giết Bạch Tiểu Thuần thì hắn càng đau đớn. Nhìn thấy đối phương bỏ chạy, đôi mắt tộc trưởng Bạch Gia đỏ rực. Hắn nâng tay phải lên vỗ vào trán của mình một cái. Dưới cái vỗ của hắn, trong mi tâm xuất hiện hào quang màu tím. Hào quang màu tím vừa xuất hiện, không gian xung quanh hắn hóa thành màu đỏ. Đó là một lá cờ nhỏ. Tộc trưởng Bạch Gia thi pháp rót hồn lực vào trong lá cờ. Lá cờ biến thành cây quạt. Hắn cầm nó vào trong tay. Nghịch tử, người trốn không thoát đâu. Tộc trưởng Bạch Gia há miệng to, phun ra một bản mệnh chi khí của mình vào trong lá cờ. Lá cờ to như cây quạt bành trướng. Cùng lúc đó, tộc trưởng Bạch Gia đổ rất nhiều hồn dược vào trong lá cờ. Lúc này lá cờ nổ tung. Sau tiếng nổ, không gian xung quanh xuất hiện vô số tia chớp. Ánh mắt tộc trưởng Bạch Gia đỏ rực. Hắn cắm lá cờ này vào trong thân thuyền. Oanh một tiếng, hồn chu chấn động. Vô số tia chớp vần quanh hồn chu, tốc độ của nó gia tăng vài chục lần. Dường như nó nhanh hơn cả tia chớp. Chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện ở phía chân trời. Loại tốc độ này không phải Nguyên Anh có được. Nó có thể sánh ngang với thiên nhật. Muốn duy trì tốc độ này cần phải trả giá thật lớn. Duy trì tốc độ này một giây cũng tiêu hao rất lớn. Cho dù tộc trưởng Bạch Gia có rất nhiều hồn dược cũng không thể duy trì quá lâu. Tối đa hắn có thể kéo dài một canh giờ. Một canh giờ, ta có thể sẽ đuổi kịp ngươi. Tộc trưởng Bạch Gia điên cuồng. Hắn đã không quan tâm tất cả. Âm thanh siêu siêu vang lên. Hồn chu bay thẳng vào phía Bạch Tiểu Thuần, trong chớp mắt biến mất vô tung vô ảnh. Dùng tốc độ nghịch thiên như thế, theo thời gian trôi qua, tộc trưởng Bạch Gia hít thở dồn dập. Hắn cảm giác khoảng cách giữa mình và Bạch Tiểu Thuần càng ngày càng gần hơn. Ở phía trước, tộc trưởng Bạch Gia ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Hắn vô cùng vui mừng khi thấy bóng đèn trước mặt. Đó chính là Bạch Tiểu Thuần đang quay đầu nhìn ra sau. Bạch Tiểu Thuần vô cùng rung động. Hắn cho rằng trừ lão tổ thiên nhân ra, bằng không chẳng có ai có thể đuổi theo mình trong một canh giờ. Thậm chí lúc hắn phát hiện có người đuổi theo mình, hắn vội vội vàng vàng cầm hồn tháp chứa hồn bán thần ra, nhìn chằm chằm vào đối phương. Hắn nhìn thấy đó là hồn chu. Nhìn thấy tộc trưởng Bạch Gia đứng trên đầu thuyền thì hắn sửng sốt một chút. Hắn khó hiểu nhìn xung quanh. Hắn cảm thấy có chút khó tin. Tộc trưởng Bạch Gia dám đuổi theo một mình. Đôi mắt hắn nhìn lá cờ cắm trên hồn chu. Hắn có cảm giác kinh tâm động phách khi nhìn lá cờ. Mơ hồ nhìn thấy trên lá cờ còn có một con mắt. Cảm giác không phải mắt thiên nhân. Hắn cảm giác giống như nhìn chân linh của nghịch Hà Tông, nhìn tháp cao tại Trường Thành. Mặc dù không mãnh liệt như lúc ở nghịch Hà Tông và Trường Thành, nó yếu hơn quá nhiều, nhưng cảm giác là cùng loại. Có lẽ là lừa dối. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy không đúng. Hắn nhìn xung quanh. Tộc trưởng Bạch Gia gào thét truyền vào tai hắn. Nghịch tử, chết đi cho ta. Trong tiếng gào còn có tiếng nổ kinh người. Tộc trưởng Bạch Gia dùng tốc độ cực nhanh điều khiển hồn chu va chạm Bạch Tiểu Thuần. Tốc độ này quá nhanh, sắc mặt Bạch Tiểu Thuần biến hóa. Hắn dựa vào tốc độ cực hạn của bản thân cho nên không gian xung quanh trở nên chậm chạp. Loại chậm chạp này không có hiệu quả lớn so với hồn chu. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng tránh né. Bên tai còn nghe tiếng xé gió của hồn chu khi sượt qua người. Bạch Tiểu Thuần lui ra thật sâu. Bạch Tiểu Thuần lui ra sau thật nhanh. Loại tốc độ này, đây là bảo vật. Chẳng lẽ chỉ có một mình hắn truy sát ta? Bạch Tiểu Thuần lui ra sau. Hắn dùng thần thức cảm nhận xung quanh. Bốn phía không có người khác. Cho dù như vậy, hắn cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi. Lão tổ Bạch gia, ta nhìn thấy ngươi rồi, xuất hiện đi. Còn có những tộc lão nữa, ta cũng thấy các ngươi rồi, đi ra hết đi. Bạch Tiểu Thuần lui nhanh về phía sau. Hắn giống lớn một tiếng, sau đó nhìn xung quanh. Thân thể tộc trưởng Bạch Gia bay ra khỏi hồn chu.
hai tay bấm niệm pháp quyết. Xung quanh người hắn xuất hiện vô số oan hồn. Những oan hồn này ngưng tụ với nhau, hóa thành một con ác quỷ cực lớn. Nó lập tức lao tới như muốn thôn phệ Bạch Tiểu Thuần. Lão phù chỉ đến một mình, một mình ta đủ giết người. Bạch Hạo, người giết ái tử ta, hôm nay ta muốn người sống không bằng chết. Thật sự chỉ có mình hắn. Bạch Tiểu Thuần nhìn ác quỷ cực lớn tiến đến gần mình, hai mắt tỏa sáng, sau đó bấm niệm pháp quyết ngưng tụ hư ảnh đại đỉnh màu tím hàng lâm ở nơi đây. Cái đỉnh va chạm với con ác quỷ đang lao tới. Trong tiếng nổ cực lớn, Bạch Tiểu Thuần cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi, sau đó kêu thảm thiết, thân thể lui nhanh về phía sau. Hắn giả vờ bày ra bộ dạng không địch lại, dường như sắp chạy trốn, thậm chí hắn đã cầm 7 tấm truyền tống phù. Ánh mắt hắn nhìn xung quanh, nội tâm vẫn không xác định lão tổ thiên nhân có đuổi theo tới đây hay không. Nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần cầm 7-8 tấm truyền thống phù như sắp bóp nát, tộc trưởng Bạch gia kêu lên bi thương, nội tâm không cam lòng tới cực hạn. Nếu như Bạch Tiểu Thuần chỉ bóp nát một tấm truyền thống phù, hắn còn nắm chắc có thể làm nhiều, dựa vào tốc độ quán có thể kéo Bạch Tiểu Thuần ra khỏi lực truyền thống. Trước mắt lại là 7-8 tấm truyền thống phù đấy. Phải biết trong man hoang, cho dù là một tấm truyền thống phù cũng có cảm giác, cũng có giá cực cao, có thể đổi được nước thông thiên hà. Đôi mắt tộc trưởng Bạch gia tràn ngập sát cơ, ta muốn giết Bạch Tiểu Thuần mãnh liệt tới cực hạn, giống như không đội trời chung. Hắn hét lên, sau đó hai tay bấm niệm pháp quyết, tu vi nguyên anh trung kỳ bộc phát toàn diện, thân thể hắn hóa thành vòng xoáy màu đen, có thể làm hư vô xung quanh nơi này vặn vẹo không ổn định. Hắn dùng thần thức nhiễu loạn ở không gian xung quanh. Hắn tiến vào phía trước một bước, trực tiếp thuấn di tới bên cạnh Bạch Tiểu Thuần, sau đó nâng tay phải bắt lấy Bạch Tiểu Thuần. Người chạy trốn tới chân trời góc biển, lão phù cũng sẽ bắt ngươi về. Một trào quán xuyên qua hư vô, trực tiếp xuất hiện trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Cho dù Bạch Tiểu Thuần bóp nát truyền tống phù cũng phải trọng thương, cho dù trốn thoát cũng không sống tốt. Nhìn sắc mặt dữ tợn của tộc trưởng Bạch gia, không giống như đang giả vờ. Bạch Tiểu Thuần có thói quen ổn thỏa, hai mắt lóe sáng, hắn bóp nát một tấm truyền tống phù. Oanh một tiếng, trong nháy mắt, tay phải tộc trưởng Bạch gia đưa tới, thân ảnh Bạch Tiểu Thuần đã bị lực truyền tống kéo đi nơi khác. Tộc trưởng Bạch gia không thể bắt hắn. Hắn phát hiện Bạch Tiểu Thuần bỏ chạy, liền gào thét dữ tợn. Người trốn không thoát được đâu. Tộc trưởng Bạch gia tức giận dậm chân, hắn bay lên hồn chu, sau đó khởi động lá cờ, dựa theo ấn ký lão tổ thiên nhân lưu lại đuổi theo Bạch Tiểu Thuần. Qua thời gian nửa nén nhang, trong một khu vực khác, Bạch Tiểu Thuần vừa bỏ chạy vừa khó hiểu, dường như đang suy nghĩ vượt vừa rồi. Nếu có người khác mai phục sẽ không trơ mắt nhìn ta bỏ chạy, sẽ xuất động mới đúng. Chẳng lẽ thực sự có một mình tộc trưởng Bạch gia đuổi theo? Bạch Tiểu Thuần cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng trên thực tế hắn biểu hiện kinh diễm tại tổ địa Bạch gia, có thể trốn được một trào của lão tổ thiên nhân. Trong mắt của những người khác, hắn chỉ là một gia hỏa kết đan đại viên mãn mà thôi. Cho dù thoát khỏi thần thông của lão tổ thiên nhân, theo mọi người phán đoán có thành phần mưu lợi quá lớn. Cho dù truyền tống phù hay là sát hồn đinh đều là như vậy. Có thể làm các tu sĩ nguyên anh cố kỵ chính là biển lửa 12 màu. Bạch Tiểu Thuần có thể dựa vào hỏa diễm liều mạng với tu sĩ nguyên anh, nhưng cũng bị bỏ qua. Càng không cần nói tộc trưởng Bạch gia chính là nguyên anh trung kỳ, hắn tuyệt đối có nắm chắc đánh chết Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần mơ hồ có chút hoảng hốt. Còn nữa, dường như tộc trưởng Bạch gia có thể tìm được vị trí chính xác của ta, cũng có thể là trùng hợp. Bạch Tiểu Thuần đang suy nghĩ, nội tâm rung động. Hắn xoay người nhìn ra sau, ánh mắt giật giật. Hắn nhìn thấy phương xa có ánh sáng tím xuất hiện với tốc độ của ánh sáng tím cực nhanh, mà người trong ánh sáng tím chính là tộc trưởng Bạch gia. Lại đuổi tới. Hơn nữa bộ dạng đã xác định chuẩn vị trí của ta, không lãng phí thời gian tập trung ta đang ở nơi nào. Đôi mắt của Bạch Tiểu Thuần lóe sáng, trái tim hắn đập mạnh. Tuy khó tránh có khẩn trương, nhưng hắn hiểu rất rõ bản thân mình không thể trốn tiếp. Nguyên anh trung kỳ, tộc trưởng Bạch gia, đây là ngươi bức ta rồi. Bạch Tiểu Thuần gầm lên giận dữ. Hiện tại hắn không có ý định bỏ chạy, lực lượng thân thể bạo phát khắp toàn thân. Sau tiếng nổ vang, thân thể hắn nhìn như bình thường, nhưng trên thực tế
lực lượng bất tử trường sinh công tầng thứ 3 đã khuếch tán khắp toàn thân. Hắn giống như là một con bạo long. Bạch Tiểu Thuần giống to, lao tới gần tộc trưởng Bạch gia. Hắn bước lên phía trước một bước. Chỉ một bước, nhưng tốc độ hắn cực nhanh. Hắn hóa thành tàn ảnh, nhanh hơn cả tia chớp phá không, bay tới gần tộc trưởng Bạch gia. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy tốc độ của mình còn chưa đủ. Hám Sơn Trạng! Nội tâm quán gào thét, vận dụng bí pháp bất tử quyền, tốc độ quán cực kỳ kinh người. Trong chớp mắt, thân thể hắn bành trướng, lúc xuất hiện đã tới trước mặt tộc trưởng Bạch gia. Hắn nâng tay ngưng tụ lực lượng toàn thân, sau đó bóp vào cổ của tộc trưởng Bạch gia. Toái hầu tòa! Nói tất cả thì dài dòng, nhưng trên thực tế đều diễn ra trong nháy mắt, nhanh tới mức khó người nào có thể dám tin. Nhất là tộc trưởng Bạch gia cũng phải rung động. Hắn gào lên giận dữ: muốn chết! Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, hào quang màu tím bao phủ quanh người, sau đó bành trướng ra xung quanh, tạo thành một tầng phòng hộ. Tầng phòng hộ này ngưng tụ tu vi bản thân hắn, bên trong ẩn chứa lực lượng và sát khí sắc bén. Hắn muốn chém giết Bạch Tiểu Thuần ngay lập tức. Nghịch tử! Mặc dù tu vi của ngươi vượt qua lão tử dự kiến, nhưng đó chỉ là lực lượng thân thể, ta cũng không tin còn vượt qua dự kiến của ta. Tộc trưởng Bạch gia gầm lên. Trong chốc lát, khoảng cách hắn và Bạch Tiểu Thuần rất gần nhau. Nhìn từ xa, hai người không khác gì hai ngôi sao băng. Trong tích tắc va chạm vào nhau, dưới đất xuất hiện một hố to. Trong nháy mắt va chạm với nhau, thiên địa nổ vang, hư không xung quanh nổ tung, tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa quanh quẩn bốn phía. Âm thanh kia vượt qua thiên lôi, tiếng nổ đinh tai nhức óc không nói. Hư vô xung quanh sụp đổ, từng vết nứt không gian xuất hiện. Tiếng gào thét thê thảm vang vọng bốn phía, là tiếng của tộc trưởng Bạch gia gào thét. Hắn phun máu tươi, hồn chu dưới thân bị cuốn đấy, thân thể hắn bay ra sau như là diều đứt dây. Tóc tai tán loạn, sắc mặt biến hóa, đôi mắt hắn nhìn như thấy quỷ, mang theo không dám tin. Hắn gào lên không cam lòng: người không phải Bạch Hạo! Trong lúc hai người va chạm vào nhau, thân thể Bạch Tiểu Thuần run lên, toàn thân tê dại. Hắn đã lâu không va chạm như thế này. Cũng chính lúc này, hắn ý thức một việc: lực lượng thân thể quán vô cùng cường đại. Vừa mới va chạm, chẳng những không làm hắn cảm thấy thống khổ, ngược lại hơi tê dại mà thôi, có cảm giác rất thoải mái. Đôi mắt của Bạch Tiểu Thuần sáng ngời. Hắn không có thời gian nhìn nhận kỹ càng. Lúc này, hắn xuất kỳ bất ý đánh bay tộc trưởng Bạch gia. Đối thủ đã mất đi tiên cơ. Ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần lóe sáng, mang theo hưng phấn bước về phía trước một bước. Hắn nâng tay vỗ túi chữ vật, hắn kéo căng đại cung lấy được từ Chu Nhất Tình, thừa dịp tộc trưởng Bạch gia mất đi tiên cơ, liền bắn ra hơn 100 mũi tên ánh sáng. Cây cung này không cần mũi tên thực chất, một khi mở cung liền ngưng tụ hồn lực bản thân thành hình hồn tiễn. Mặc dù tu vi của Bạch Tiểu Thuần không phải hồn lực, mặt nạ cải biến linh lực thành hồn lực cũng giống như nhau. Trong chớp mắt, trên 100 mũi tên bay ra khỏi tay của Bạch Tiểu Thuần. 100 mũi tên muốn xé rách không gian và mang theo khí thế quét ngang mọi thứ. Tất cả đều là nhắm vào tộc trưởng Bạch gia. Tốc độ cực nhanh, trong tiếng nổ sinh ra, mũi tên đầu tiên nổ tung trước mặt của Bạch gia. Những mũi tên khác lần lượt nổ tung, hình thành oanh kích và rung động. Sắc mặt tộc trưởng Bạch gia không ngừng biến hóa, hắn hô hấp dồn dập. Và lúc này hắn không kịp nghĩ nhiều, chỉ toàn tâm toàn ý né tránh. Trong nháy mắt, hắn muốn tránh đi. Đôi mắt của Bạch Tiểu Thuần sinh ra hàn quang kỳ lạ, thông thiên pháp nhãn trên mi tâm mở to. Khi mở ra, trong thông thiên pháp nhãn xuất hiện ánh sáng tím bắn vào người tộc trưởng Bạch gia. Ngự! Bạch Tiểu Thuần giống to. Nội tâm tộc trưởng Bạch gia rung động không nhỏ, trong đầu sinh ra sóng lớn. Hắn hoảng sợ phát hiện thân thể của mình hơi dừng lại trong chớp mắt. Chỉ dừng lại trong chớp mắt mà cái giá chính là hơn 100 mũi tên vây quanh tộc trưởng Bạch gia, chúng đồng thời nổ tung cùng một lúc. Bầu trời vặn vẹo, mặt đất run rẩy, không thể nhìn rõ tình cảnh tại trung tâm vụ nổ, chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ. Thậm chí núi cao bên cạnh tộc trưởng Bạch gia cũng bị hơn 100 mũi tên đồng thời nổ tung, làm tan vỡ biến mất. Đột nhiên có tiếng gào thét vang lên, là tộc trưởng Bạch gia, hắn còn sống. Người còn chưa có tư cách giết lão phu. Trong tiếng gào còn mang theo biệt khuất và tức giận, gần như mất đi ý chí.
Hắn tức giận vì bản thân bị sỉ nhục chưa từng có. Hắn tận mắt nhìn thấy Ái Tử chết ngay trước mặt mình. Hắn còn nhớ tới thời điểm Bạch Hạo chất vấn mình khi mình gặp hắn. Tất cả những việc này đều làm hắn tức giận, mất đi năng lực suy luận. Đủ loại cảm xúc tức giận ngưng tụ cùng một chỗ. Giọng nói của tộc trưởng Bạch gia quanh quẩn ở trong thiên địa. Lúc này một cái hồn quyền quét qua khu vực hơn 100 mũi tên đồng thời nổ tung. Trong mơ hồ còn mang theo khí tức khắc nghiệt. Hồn quyền lớn chừng 100 trượng, nhìn nó kinh thiên động địa, hoàn toàn do oan hồn cấu thành. Đây là một trong các bí thuật của Bạch gia, vạn trượng hồn quyền. Tuy nó có tên là vạn trượng, nhưng tu vi tộc trưởng Bạch gia không đủ bạo phát phạm vi vạn trượng, 100 trượng vẫn dư xài. Nói thì rất chậm, nhưng quá trình thì rất nhanh. Trong lúc hồn quyền 100 trượng xuất hiện cực kỳ đột ngột, trong nháy mắt phá vỡ bầu trời, trong nháy mắt đã đề xuất hiện trước mặt của Bạch Tiểu Thuần. Bành một tiếng, tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc quanh quẩn bốn phương. Sắc mặt của Bạch Tiểu Thuần thay đổi, hắn lui ra phía sau. Trong chớp mắt, Bạch Tiểu Thuần lui ra phía sau, tộc trưởng Bạch gia gào thét. Tiếng gào thét quanh quẩn không gian xung quanh, hồn quyền 100 trượng vừa xuất hiện, mang theo uy lực lay truyền thiên địa. Sau đó là quyền thứ ba, quyền thứ tư. Trong chớp mắt thiên địa vặn vẹo, hắn đánh 9 quyền liên tục, giống như là hơn 100 mũi tên của Bạch Tiểu Thuần. 9 đạo hồn quyền mang theo 9 pháp ấn, nó có thể làm thiên địa biến sắc, phong vân đảo ngược. Lúc này đánh thẳng lên người của Bạch Tiểu Thuần, mọi thứ xung quanh tàn vỡ. Cho dù Bạch Tiểu Thuần tránh né lui ra phía sau cũng không thể tránh toàn bộ. Lúc này tiếng nổ rung chuyển trời đất xuất hiện, thân thể Bạch Tiểu Thuần bất ổn, khí tức hắn chấn động, đôi mắt co rút. Đây là lần đầu tiên hắn đấu với Nguyên Anh trung kỳ, hắn cũng có phán đoán của mình. Tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ dựa vào chiến lược hiện tại, nếu không vận dụng phân thân, mặc dù có thể dây dưa nhưng không thể giết chết. Mặc dù là như thế, nhưng cũng chứng minh Bạch Tiểu Thuần hiện tại không phải Bạch Tiểu Thuần năm xưa. Bạch Tiểu Thuần động viên bản thân mình, hắn hít sâu một hơi, đôi mắt mở to, bỗng hư vô vặn vẹo. Tộc trưởng Bạch gia vừa đánh ra 9 quyền, hắn lập tức bước ra khỏi phạm vi vụ nổ 100 mũi tên. Tóc tai hắn bù xù, trong mắt còn mang theo tơ máu đáng sợ. Trong nháy mắt, hắn hóa thành cầu vồng bay tới gần Bạch Tiểu Thuần. Bạch gia bí pháp Bách Quỷ Dạ Hành. Trong nháy mắt lao tới, hắn nói chuyện không khác gì từ cửu âm địa ngục vọng về nhân gian. Âm phong bao phủ xung quanh, thần thức của hắn cũng bộc phát. Khác với bí pháp của Linh Khê Tông, Bạch gia dùng thần thức hóa quỷ. Dưới bí thuật này, bầu trời rõ ràng như ban ngày, hư vô xung quanh tộc trưởng Bạch gia 100 trượng hóa thành bóng tối. Bóng tối đen kịt thôn phệ ánh sáng xung quanh, tạo thành mặt trời màu đen. Trong màu đen có xuất hiện hàng trăm ánh mắt. Những ánh mắt này đỏ như máu và vô cùng dữ tợn. Sau khi xuất hiện còn gào thét kinh thiên động địa. Sau đó trong mặt trời còn xuất hiện 100 lệ quỷ. Những lệ quỷ có thân thể màu đen và hai sừng, tay cầm lệ giáp, hai mắt đỏ thẫm, miệng lớn dính máu, toàn thân bộc phát âm khí vô tận. Sau khi xuất hiện thì không khác gì Bách Quỷ Dạ Hành đi lại xung quanh tộc trưởng Bạch gia. Chúng gào thét uy hiếp Bạch Tiểu Thuần. Ánh mắt tộc trưởng Bạch gia hung ác, đám lệ quỷ lao thẳng vào phía Bạch Tiểu Thuần. Chúng nó tránh ngược với mặt trời, chúng lao tới nơi ánh sáng nơi đó lưu tránh. Đám lệ quỷ phóng thẳng về phía trước và không ngừng khuếch trương trong phạm vi lớn. Nghịch tử, ta xem ngươi làm thế nào không chết. Giọng nói mang theo hận ý vô biên truyền khắp bốn phương. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần run rẩy. Đám lệ quỷ này thực sự đáng sợ, nhưng sau khi trải qua mê cung còn có dung hồn luyện hòa ở trong man hoang, hắn không sợ hãi quỷ như trước. Nhìn thấy đám lệ quỷ dương nanh múa vuốt gào thét với mình, ánh mắt của hắn ngưng tụ. Ta sẽ để ngươi nhìn kỹ ta không chết như thế nào. Bạch Tiểu Thuần bấm niệm pháp quyết, thân ảnh của hắn xuất hiện hư ảnh trùng điệp, hỏa phân thân xuất hiện. Tộc trưởng Bạch gia kinh ngạc, khóe mắt hắn giật giật vài cái. Phân thân, ngươi lại có phân thân? Hỏa phân thân giống hệt bản thể Bạch Tiểu Thuần, tu vi và thân thể cường đại không khác gì bản tôn. Chỉ có một thứ khác biệt, đó là phân thân dung hợp với hỏa thuộc tính trong thiên địa. Và lúc hắn đi ra, nó và bản thể Bạch Tiểu Thuần cùng đánh một quyền vào đám lệ quỷ. Phân thân xuất hiện đã gia tăng chiến lực của Bạch Tiểu Thuần lên gấp đôi. Lúc đánh ra một quyền,
trước mặt Bạch Tiểu Thuần xuất hiện phong bạo. Phong bạo phóng lên trời, va chạm với đám lệ quỷ. Thanh âm truyền khắp bốn phương. Trong tiếng nổ ầm ầm, Bạch Tiểu Thuần và phân thân cùng kêu lên đau đớn và lui ra phía sau. Sắc mặt tộc trưởng Bạch Gia cũng biến hóa. Hắn lui ra sau vài bước, lửa giận trong lòng hắn càng ngày càng mạnh hơn trước. Cho dù có phần thân, người cũng phải chết không nghi ngờ. Tộc trưởng Bạch Gia thét lớn. Hắn bước tới một bước, trực tiếp thuấn gì xuất hiện bên cạnh Bạch Tiểu Thuần. Hắn nâng tay phải, tạo thành hồn vụ phạm vi ngàn trượng, vỗ thẳng vào người của Bạch Tiểu Thuần. Thuấn gì? Ta cũng biết. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu nhìn lên, hàn khí bộc phát bao phủ phạm vi mấy ngàn trượng. Ngay sau đó tạo thành khu vực băng tuyết, đây chính là thế giới của hắn. Càng có hàn khí xuất hiện theo, tâm ý của Bạch Tiểu Thuần hơi động. Lúc trường của tộc trưởng Bạch Gia đánh xuống, Bạch Tiểu Thuần lập tức biến mất. Ngay sau đó hắn xuất hiện ở sau lưng tộc trưởng Bạch Gia. Hắn nâng tay phải đánh thẳng vào lưng của tộc trưởng Bạch Gia. Lúc đánh ra một trường, hỏa phân thân cũng ra tay. Trên người Bạch Tiểu Thuần xuất hiện hư ảnh mơ hồ, phân thân thứ hai. Mộc phân thân cũng đã hiện thân. Sau khi xuất hiện, Mộc phân thân cùng bàn thể hỏa phân thân tấn công tộc trưởng Bạch Gia. Đáng chết! Sắc mặt tộc trưởng Bạch Gia biến hóa. Hắn xoay người, tay phải nâng lên, hồn vụ ngàn trượng nghịch chuyển tấn công bản thể và hai phân thân của Bạch Tiểu Thuần. Ầm một tiếng, tiếng va chạm làm cho không khí xung quanh nổ tung, mặt đất xuất hiện khe hở. Sắc mặt tộc trưởng Bạch Gia tái nhợt, hắn lùi ra phía sau. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần, trong mắt mang theo sát ý nhưng vẫn khó che giấu thần sắc không dám tin của hắn. Còn có phân thân, ngươi là có mấy phân thân? Hắn thực sự đã sợ rồi. Độ khó khi đuổi giết Bạch Tiểu Thuần làm cho hắn giật mình. Mỗi khi xuất hiện phân thân, chiến lược của đối phương đã bạo tăng. Ta không tin ngươi còn có phân thân. Tộc trưởng Bạch Gia cắn răng một cái, thân thể thuấn di, hắn lao thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần và hai phân thân va chạm với tộc trưởng Bạch Gia. Hắn lập tức đuổi ra sau, sắc mặt biến hóa. Nội tâm của Bạch Tiểu Thuần hưng phấn. Hiện tại hắn đã hiểu ra, khi có hai phân thân, lực lượng quán hơi kém Nguyên Anh trung kỳ một chút. Một khi bản thân triệu hoán phân thân thứ ba xuất hiện, như vậy chênh lệch cũng biến mất. Nếu phân thân thứ tư hiện thân, hắn có lòng tin nắm chắc chấn áp Nguyên Anh trung kỳ. Trời ơi, đây là thiên đạo Nguyên Anh sao? Ta hiện tại chỉ mới có hình thức ban đầu, chẳng qua là giai đoạn phân thân, chưa nói tới là viên mãn, nhưng đã lợi hại như thế này. Bạch Tiểu Thuần không dám tin tưởng. Nội tâm quán kích động khó nén. Hắn nhìn thấy tộc trưởng Bạch Gia thuấn gì đánh tới, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lẫm liệt. Hắn cũng thuấn gì. Các bạn vừa nghe xong tập số 147 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Mình xin phép dừng lại ở đây. Hôm nay đọc bị ngắt nhiều quá nên phải cắt hơi nhiều. Thực sự đi ngồi đọc mình không có thời gian ngồi đọc liên tục ấy. Nên cứ đọc một lúc lại phải đi làm một việc gì đó khác. Mình có con nhỏ mà, nên cái chỉnh sửa video nó rất là mệt. Vì vậy không thể đọc tiếp những cái tập tiếp được cho các bạn được. Ok, chào mọi người nhé. Chúc mọi người ngủ ngon. Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập số 148. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho Phong một like, một chia sẻ video cũng như là comment cảm xúc của các bạn trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Như mình đã thông báo thì mình định nghỉ đến hết tháng thì mình sẽ đọc tiếp, bởi vì nó rất là bận. Có tranh thủ ra thì nó cũng rất là ít, nên sợ anh em cũng mất hứng. Tuy nhiên là nhiều anh em inbox quá, mình cũng sẽ cố gắng đọc một chút. Bộ ác cây du thì dịch giả đang đi chơi nên nó sẽ chậm một chút. Nên mình nếu có tranh thủ mình sẽ đọc Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Và tiện đây mình cũng xin ý kiến anh em một chút về vấn đề này. Đó là cái kênh Thích Nghe Chuyện này của mình ấy, hiện tại chỉ có một bộ truyện thôi, nên để phát triển kênh thì nó rất là khó. Nhất là cái bộ truyện này là bộ truyện dài. Thường thì sẽ anh em nào mà đã biết đến mình và đã nghe giọng mình đọc rồi từ bên Hắc Tây Du thì sẽ nghe tiếp bộ Nhất Niệm Vĩnh Hằng này. Tuy nhiên là để có thêm nhiều người nghe hơn, phát triển kênh thì nó cũng rất là khó. Cũng xin phép anh em, xin ý kiến anh em đó là mình định đọc thêm một bộ truyện nữa ở kênh này, dù biết là rất mất thời gian, rất là khó.
khó nhưng mà mình bắt buộc mình phải làm. Nên anh em có thể gợi ý mình một bộ truyện nào đấy, có thể ngắn thôi, thể loại tiên hiệp hoặc là kinh dị, linh dị, chuyện ma, thì hãy giới thiệu cho mình nhé. Tốt nhất là thể loại khác thì có thêm giúp cho kênh mình phát triển hơn. Mình sẽ cố gắng đọc một bộ ngắn. Thế thì anh em nếu có thấy bộ nào hay hay thì cứ comment cho mình ở dưới nhé. Cảm ơn các bạn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nhé. Nhất niệm vĩnh hằng, tập 148. Hai người không ngừng va chạm giữa không trung. Thời gian dần qua, ngay cả tộc trưởng Bạch gia cũng nhìn ra Bạch Hạo chết tiệt, còn chưa dùng hoàn toàn lực. Hắn đang mượn bản thân quen thuộc phối hợp giữa bản thể và phân thân. Đối phương có thiên phú cảm ngộ chiến đấu kinh người, sau khi quen thuộc chiến lực bạo tăng. Tộc trưởng Bạch gia cảm thấy mình bị sỉ nhục, hắn chu lên giận dữ, hai tay nâng lên sinh ra ánh sáng âm u. Hai tay bấm ra pháp quyết, trong người hắn có 9 hồn tháp bay ra ngoài. Trong 9 hồn tháp còn có tiếng gào thét, vô số oan hồn bay ra ngoài. Những oan hồn này khác với oan hồn khác, sau khi xuất hiện không lao thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần, chúng lao vào hai mắt của tộc trưởng Bạch gia, chúng chui vào trong thân thể của hắn. Bạch pháp dung hồn. Tộc trưởng Bạch gia ngẩng đầu gào thét thê lương thảm thiết. Đám oan hồn chui vào trong mắt hắn, chúng lưu lại trong thân thể, thậm chí có thể nhìn thấy chúng dưới làn da tộc trưởng Bạch gia. Dưới làn da xuất hiện gương mặt, cả người hắn căng phồng lên như là người mập mạp, bộ dạng biến hóa quá lớn, uy áp toàn thân hắn mạnh hơn trước rất nhiều. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy nguy hiểm. Chính mình chưa đạt tới thiên nhân, hoặc hạ cấp xuống một chút. Chính mình trước kia chưa thành tựu thiên đạo nguyên anh, bất kỳ một cường giả nguyên anh nào cũng không thể xem thường. Có lẽ nguyên anh sơ kỳ còn tốt một chút, nhưng nguyên anh trung kỳ, cho dù cả đời không thể đạt được tới nguyên anh hậu kỳ, cũng chính vì thế bọn họ có quá nhiều thời gian đã không đặt tâm tư lên đột phá, mà đắm chìm trong tu luyện đòn sát thủ của bản thân. Tộc trưởng Bạch gia cũng không có khả năng tiến vào nguyên anh hậu kỳ, cho nên hắn cũng tâm tư tu hành đòn sát thủ. Bạch pháp dung hồn chính là thứ này. Hấp thụ oan hồn nhập vào cơ thể, thừa nhận thống khổ do dung hồn mang lại, sau đó kích phát bản thân thông qua bí pháp điều khiển vạn hồn quy nhất, dùng thân thể làm môi giới bộc phát thực lực kinh thiên động địa. Loại bí pháp này, cho dù hắn vận dụng tiêu hao cực lớn, bởi vì lửa giận và tâm tư muốn giết Bạch Tiểu Thuần quá lớn, nên hắn không quan tâm tới. Ta muốn giết ngươi! Hắn nói chuyện biến thành gào rú. Tộc trưởng Bạch gia gào thét, làm cho thiên địa biến sắc, phong vân nghịch chuyển, có phong bạo quét qua người của Bạch Tiểu Thuần. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần biến hóa, sắc mặt nghiêm túc nhìn tộc trưởng Bạch gia, không còn dáng vẻ hình người, thì hắn kinh hãi. Chết cho ta! Tộc trưởng Bạch gia giống to, hai tay của hắn sinh ra hắc vụ vô tận, vũ khí ngưng tụ quanh người hắn và hóa thành cái đầu lâu cực lớn. Đầu lâu dữ tợn, sau khi bao phủ thân thể của hắn, liền bay về phía Bạch Tiểu Thuần. Khi tới gần, hư vô sụp đổ, đại địa xuất hiện khe hở, ngọn núi xung quanh bị trùng kích, bị nghiền áp nát bấy, phạm vi mấy ngàn trượng lõm xuống biến thành thung lũng. Chết đi, chết đi! Trong đầu lâu từng tiếng cực lớn gào thét khác nhau vang lên trước mặt của Bạch Tiểu Thuần. Lúc này thân thể hắn mơ hồ, một phần thân đi ra ngoài, đó là thủy phần thân. Lúc ba phần thân xuất hiện bảo vệ bản thể của Bạch Tiểu Thuần, lúc này đầu lâu khổng lồ bay thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Nhân Sơn Quyết! Ầm một tiếng, Bạch Tiểu Thuần quát lớn, bản thể bành trướng, thiên địa xung quanh xuất hiện vô số tảng đá chồng chất lên nhau. Thân ảnh của Bạch Tiểu Thuần biến mất, một người đá cao trăm trượng đã xuất hiện. Chuẩn xác mà nói, không phải là một. Ba phần thân của Bạch Tiểu Thuần đồng thời thi triển Nhân Sơn Quyết. Ngay sau đó, bốn người đá đồng thời hàng lâm, bốn người đá đồng thời tấn công đầu lâu do tộc trưởng Bạch gia biến thành. Bốn người đá đồng thời ra tay, làm thiên địa biến hóa. Trong chốc lát va chạm với bí pháp của tộc trưởng Bạch gia, tiếng nổ mạnh vang vọng cửu thiên, rung chuyển u minh đại địa. Lực trùng kích khó có thể hình dung xuất hiện. Tất cả mọi thứ trên mặt đất mấy vạn trượng đều bị xóa đi, hư vô vạn vẹo, từng khe hở xuất hiện chằng chịt ở trên bầu trời. Đầu lâu cực lớn thu nhỏ một nửa,
Cùng lúc đó, bản thể và ba đại phân thân của Bạch Tiểu Thuần đều rút lui. Máu tươi chảy ra khỏi khóe miệng quán, âm thanh ken két vang vọng bầu trời. Người đá xuất hiện vết rạn nứt như mạng nhện. Bản thể ba đại phân thân của Bạch Tiểu Thuần biến thành người đá bị trùng kích, đất đá trên người vỡ tan. Sau khi nổ tung, bản thể và ba phân thân đồng thời lui ra phía sau. Lúc ngẩng đầu, đầu lâu do tộc trưởng Bạch gia biến thành rút nhỏ một nửa cười to, tiếng cười mang theo quỷ khí âm thầm. Nghịch tử, ngươi còn thủ đoạn gì nữa? Trong tiếng cười, đầu lâu do quỷ khí biến thành âm trầm hơn trước. Nó mang theo sát cơ lao thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Hắn muốn Bạch Tiểu Thuần hình thần câu diệt. Không nghĩ tới ba bộ phần thần không thể địch nổi bí pháp của hắn. Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi, trong mắt mang theo quyết đoán. Hắn có ý định lưu thủ phòng ngừa hậu họa. Hiện tại hai người đánh tới mức này, nếu không có người nào khác xuất hiện, trên cơ bản Bạch Tiểu Thuần đã xác định lão tổ Xiên Thiên Nhân xảy ra chuyện ngoài ý muốn hoặc nguyên nhân khác, cho nên không tự mình đuổi theo. Những tộc nhân Bạch gia khác có lẽ sẽ đuổi theo, hiển nhiên bọn họ không điên cuồng như tộc trưởng Bạch gia, cho nên tốc độ không nhanh bằng hắn. Dù sao những người này không có thù hận với ta như là tộc trưởng Bạch gia. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần không do dự, ánh mắt hắn mang theo chiến ý nồng đậm, thân thể hắn run rẩy dưới chiến ý như thế, đây là bản năng, hắn không thể loại bỏ. Đạo quán là trường sinh, hắn không muốn chém chém giết giết, bởi vì hắn sợ hãi tử vong, hết lần này tới lần khác trên con đường phát triển không thể không đánh. Thậm chí hắn còn phải liều mạng mới có thể không bị giết. Do đó vì sống sót, cho dù hắn sợ hãi hơn nữa cũng phải cắn răng chiến đấu, từ đó chậm rãi cải biến tình hình của hắn. Thiên nhân cũng không thể giết ta, ngươi chỉ là nguyên anh trung kỳ càng không thể được. Nội tâm của Bạch Tiểu Thuần thét lớn, hai tay bấm niệm pháp quyết, sau đó người hắn xuất hiện trọng điệp, phân thân thứ tư, thổ phân thân đã xuất hiện. Bốn đại phân thân đều hàng lâm, chúng bảo hộ xung quanh bản tôn. Trong nháy mắt bốn phân thân cùng xuất hiện, trên bầu trời xuất hiện tiếng sấm sét nổ vang, mặt đất rung động khó hiểu, tầng mây xuất hiện dấu hiệu tán loạn. Tộc trưởng Bạch gia hít lạnh khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, hắn cắn răng không tiếc tiêu hao tính mạng của bản thân hóa thành sương mù, khí thế đầu lâu cực mạnh. Bạch Hạo, ta đang đối với phụ thân của ngươi, vì sư sẽ thay ngươi làm hắn hiểu rõ, khoảng cách giữa ngươi và hắn lớn tới mức không thể tưởng tượng nổi. Bạch Tiểu Thuần tiếc hận ở trong lòng, bốn phần thân đã hàng lâm, hắn nâng tay phải lên đánh vào mặt đất. Thủy Trạch. Dường như nhận được sự huy động nhất định, bốn phần thân cùng làm ra động tác tương tự. Thủy Trạch. Bốn đại phần thân tăng thêm bản tôn của Bạch Tiểu Thuần đồng thời thi pháp. Mặt đất trong phạm vi vạn trượng xung quanh hóa thành vùng nước mênh mông. Khí tức ẩm ướt không ngừng bao phủ xung quanh, dường như mặt đất đã giòn xốp. Phạm vi vạn trượng có hơi nước mơ hồ bao phủ, cảm giác khí tức hồng hoang bao phủ thiên địa. Trong phạm vi vạn trượng, màn hoang bị chia cắt ra ngoài, đã trở thành thế giới độc lập. Sắc mặt tộc trưởng Bạch gia biến hóa dữ dội, sắc mặt càng thêm khó coi, ẩn ẩn còn có một ít tái nhợt. Không chờ hắn tới gần, trong mắt của Bạch Tiểu Thuần xuất hiện thần thái đáng sợ. Hắn nhấn mạnh xuống đất vài cái nữa. Quốc độ. Bốn đại phân thần đồng thời gầm lên, cả phiến thiên địa xung quanh không ngừng run rẩy. Rầm một tiếng, tiếng nổ mạnh như tiếng tim mặt đất đang đập mạnh. Thiên địa trong phạm vi vạn trượng biến hóa, không gian run rẩy. Một cây gai khổng lồ xuất hiện trên mặt đất và phóng thẳng lên trời. Năm cây gai lớn như ngọn núi đâm mạnh lên không trung, như là muốn xé rách bầu trời. Ai nhìn thấy cũng phải giật mình. Năm ngọn núi đen kịt như muốn xuyên thấu hư vô. Đây chính là thú trào từ bổn mạng thú của Bạch Tiểu Thuần. Thú trào không lộ hoàn toàn, nó chỉ có hiện móng vuốt, nhưng khí thế cực mạnh. Cho dù tộc trưởng Bạch gia có thi triển bí pháp, lại không khác gì đom đóm so với ánh trăng. Huyết nhục toàn thân run rẩy dữ dội, không thể ngăn cản run rẩy. Từ khi tộc trưởng Bạch gia tu hành tới nay, ngoại trừ đối mặt với tổ lão tổ Thiên Nhân ra, hắn chưa bao giờ hoảng sợ như hiện tại. Lòng ngực chấn động phập phồng, hai mắt mở to, hắn có dự cảm rất mạnh. Cho dù đòn sát thủ quán mạnh hơn nữa, tất cả đều phải chôn vùi trước thú trào cực kỳ đáng sợ. Không, ta không thể chết được.
khí tức của hắn hỗn loạn, gào thét thảm thiết, cũng không bay thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần như lúc trước, mà là quay người bỏ chạy. Nội tâm của hắn đã sớm sợ hãi tới mức cực hạn. Mặc dù là hắn không nghĩ tới nghịch tử của mình đã mạnh tới mức mình không thể đối mặt, đã tới tình trạng hắn gặp phải cũng cảm thấy khủng bố. Hắn tuyệt đối không phải Bạch Hạo, ngay cả trận pháp của gia tộc cũng không thể nhìn ra mánh khóe. Hắn có phải Bạch Hạo hay không? Nội tâm tộc trưởng Bạch gia xoắn xuýt. Bóng ma tử vong đã bao phủ tâm thần hắn. Hắn chỉ có thể biệt khuất bỏ chạy, liều mạng dùng toàn lực thiêu đốt tu vi mình để chạy nhanh hơn. Nếu không phải trốn, hắn sẽ chết. Mặc dù tốc độ quán nhanh, nhưng tốc độ thú trào còn nhanh hơn tới mức không thể tưởng tượng được. Thủy trạch quốc độ, đây chính là thần thông Bạch Tiểu Thuần lĩnh ngộ trong Linh Khê Tông. Bản mệnh thú quán không hiện ra hoàn toàn. Bạch Tiểu Thuần dung hợp thiên nhân hồn, sau đó tạo thành phân thân, ở ngay trước mặt Hồng Hoang, ở ngay trước mặt Hồng Trần Nữ cũng có thể xuất hiện thú trảo mà thôi. Hiện tại thú trảo xuất hiện, so với khi Bạch Tiểu Thuần đối mặt Hồng Trần Nữ còn lớn hơn rất nhiều. Khí thế đã mơ hồ phù hợp thiên phú, mặc dù chỉ xuất hiện móng vuốt cong cong, nhưng mặt đất dưới móng vuốt cũng đen kịt như là móng vuốt. Mặt đất đen kịt không phải là mặt đất, mà là thú trường móng vuốt của bản mệnh thú của Bạch Tiểu Thuần. Không cách nào tưởng tượng nếu thú trường lộ ra hoàn toàn sẽ lớn tới mức nào. Bạch Tiểu Thuần đang lâm vào rung động tinh thần, trong mắt của hắn mang theo khát vọng mãnh liệt. Hắn khát vọng có một ngày như vậy, lúc mình thi triển thủy trạch quốc độ, bản mệnh thú xuất hiện hoàn toàn. Chẳng qua nếu thú trào xuất hiện nguyên vẹn cũng được. Bạch Tiểu Thuần hít thở dồn dập, lồng ngực phập phồng. Hắn thử tưởng tượng nếu thực có một ngày thú trào xuất hiện nguyên vẹn, như vậy nhất định có thể triệt để che phủ cả bầu trời. Nếu nó ập xuống, chỉ sợ thiên nhân cũng phải tuyệt vọng với khí thế Thái Sơn áp đỉnh. Nhất định sẽ có ngày hôm nay. Bạch Tiểu Thuần vô cùng mơ ước. Hắn nâng bản thú trào lên, tộc trưởng Bạch gia bị đánh ra xa. Khí thế quá lớn, mơ hồ có hình thức Thái Sơn áp đỉnh. Tộc trưởng Bạch gia nhìn lên, nhìn thấy năm ngọn núi uốn cong, năm ngọn núi lớn tới mức hắn tuyệt vọng. Không! Hắn không cam lòng, trong tuyệt vọng còn có điên cuồng. Không tiếc đại giới, hóa toàn thân thành sương mù, hắn toàn lực dãy giụa ngăn cản thú trảo đánh tới. Oanh một tiếng, trong chớp mắt thiên địa đã mất đi tất cả bình chướng, hư vô bị xé rách như tờ giấy mỏng, tiếng kêu thảm thiết thê lương tới cực điểm. Khi thú trảo giáng xuống, tiếng nổ mạnh vang lên ngập trời. Đại địa chấn động. Qua thật lâu, khi thú trảo biến mất, đầm nước vạn trượng tàn ra, mây mù che đậy cả vùng đất biến mất. Cả vùng đất chỉ còn lại năm đạo lạc ấn thật sâu. Lạc ấn có một người đang nằm. Trong lạc ấn có một người đang nằm, khóe miệng còn chảy máu tươi, xương cốt toàn thân vỡ vụn không biết bao nhiêu cái. Nếu không phải ngực còn phập phồng, sợ rằng đã bị xem thành thi thể. Đây chính là tộc trưởng Bạch gia. Đối mặt với thủy trạch quốc độ của Bạch Tiểu Thuần, tộc trưởng Bạch gia không may mắn thoát khỏi. Dù sao hắn cũng là cường giả nguyên anh trung kỳ, Bạch Tiểu Thuần cũng chưa trở thành tu sĩ nguyên anh. Tuy chiến lược mạnh, nhưng không có khả năng dùng một kích mà đánh hắn hình thần câu diệt. Dù vậy, dưới thần thông thủy trạch quốc độ, tộc trưởng Bạch gia bị trọng thương. Nếu không phải tu vi và sinh mệnh lực cường đại giúp hắn kéo dài hơi tàn, hắn dãy giụa đứng lên, nhưng lại bị ai phát hiện xương cốt toàn thân vỡ vụn không ít, không thể nhúc nhích. Trước mắt chỉ có thể nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Thuần. Hắn cười thảm, nhưng hận ý trong mắt sâu sắc không thể hình dung được. Nghịch tử, người có bản lĩnh thì giết ta đi. Tộc trưởng Bạch gia thở hổn hển, hắn hiện tại rất yếu, bi phẫn ở trong nội tâm hóa thành biển rộng bao phủ tâm thần quán. Hắn không tin tưởng người trước mặt là Bạch Hạo. Hắn không cách nào tưởng tượng được nếu đối phương không phải Bạch Hạo, vì sao trận pháp gia tộc lại không thể phát hiện ra. Theo hắn hiểu, lão tổ thiên nhân, từ trong lời của lão tổ thiên nhân cũng có thể nhìn ra, cho dù là lão tổ thiên nhân cũng không phát hiện manh mối nào trên người của Bạch Hạo. Chẳng lẽ hắn thực sự là Bạch Hạo sao? Nội tâm của tộc trưởng Bạch gia tràn đầy nghi hoặc. Hắn cũng không thèm quan tâm đáp án là cái gì. Bất kể có phải là hay không, thì hắn cũng không do dự chém giết Bạch Hạo. Muốn chết! Bạch Tiểu Thuần vỗ vỗ bụi đất trên người. Bốn đại phân thân xung quanh hắn hóa thành hào quang, dung nhập vào trong cơ thể, biến mất không thấy gì nữa. Bạch Tiểu Thuần chậm rãi đi tới bên người tộc trưởng Bạch gia. Hắn đi quanh tộc trưởng Bạch gia một vòng,
xác định tộc trưởng Bạch gia thực sự trọng thương không thể nhúc nhích, lúc này mới ngồi xổm người vỗ đầu tộc trưởng Bạch gia. Hắn trừng mắt và nói lời hù dọa: "Thành thật một chút, người..." Tộc trưởng Bạch gia mở to mắt, lúc trước lửa giận ngập trời đã hóa thành biển lửa hừng hực. Loại hành vi này ở trong mắt hắn chính là một đại nghịch bất đạo, căn bản còn hơn cả nhục nhã bản thân hắn. Trước kia chênh lệch giữa hắn và đối phương như trời với đất, hiện tại hắn cảm thấy đối phương là chân long, còn bản thân mình chỉ là con giỏi. Hắn không hận không được. "Nghịch tử, nghịch tử!" Tộc trưởng Bạch gia vô cùng tức giận, hắn không thể khống chế cảm xúc, hắn phun ra một ngụm nghịch huyết, sau đó hôn mê bất tỉnh. "Ta chỉ mới vỗ một cái thôi mà, đâu có dùng lực." Bạch Tiểu Thuần chột dạ, hắn nghĩ dù sao cũng là phụ thân Bạch Hạo, nếu như thần thông thủy trạch quốc độ giết hắn thì cũng chết, nhưng tình hình hiện tại thực giết đối phương lại có chút không tốt. Dù sao tộc trưởng Bạch gia còn sống sẽ còn hữu dụng hơn tộc trưởng Bạch gia đã chết. Đôi mắt hắn xoay tròn. "Mà thôi, thôi, ta cũng không phải là người ưa thích chém chém giết giết. Tộc trưởng Bạch gia còn rất nhiều tác dụng, lấy ra làm tấm mộc cũng không tệ." Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, hắn ho khan một tiếng, sau đó bấm niệm pháp quyết. Hắn đập loạn trên người của tộc trưởng Bạch gia. Sau khi đánh ra mấy trăm đạo cấm chế nhưng vẫn cảm thấy lo lắng, vì vậy hắn lấy một ít đan dược tưới lên người của tộc trưởng Bạch gia. Lúc an tâm, hắn thu túi chữ vật trên người của tộc trưởng Bạch gia, sau đó tìm dây thừng và dung nhập pháp lực vào cho dây thừng cứng rắn, vì vậy mới trói tộc trưởng Bạch gia và xách lên. "Có tấm mộc này, ta xem ra Bạch gia làm sao dám ra tay với ta đi." Bạch Tiểu Thuần vô cùng đắc ý, hắn cảm giác mình quá thông minh, không ngờ có thể nghĩ ra biện pháp vẹn cả đôi được. Đáng tiếc lão gia hỏa này chính là nguyên anh trung kỳ, tác dụng siêu hồn không lớn. Hắn có thể tìm ra vị trí của ta, nhất định có ân ký chỉ dẫn, ta không tìm ra mà thôi. Bạch Tiểu Thuần hơi suy nghĩ, nghĩ tới lão tổ thiên nhân Bạch gia xuất thủ với mình lúc trước, ánh mắt lóe sáng. Có lẽ ấn ký vào lúc đó. Bạch Tiểu Thuần sờ lên mặt nạ, lúc hắn suy nghĩ một chút, mặt nạ lợi dụng có thể che giấu diện mạo và khí tức của mình, nhưng không có khả năng đánh tan ấn ký bên ngoài. Có cái gì chứ, ta xuất thủ bản thân ta cũng sợ hãi mà. Bạch Tiểu Thuần cố vũ bản thân mình, hắn nghĩ lại mà sợ, thân thể tiến lên phía trước, hắn trực tiếp bước lên không trung, hắn thi thoảng quay đầu nhìn ra phía sau. Tộc trưởng Bạch gia bị hắn kéo đi như đang chơi diều. "Bạch Hạo, Bạch Hạo à, người có linh thì chắc sẽ vui vẻ rồi, ta chính là sư phụ quán mà." Bạch Tiểu Thuần ho khan một tiếng, hắn bay nhanh về phía trước. Lúc này cuồng phong thổi vào mặt tộc trưởng Bạch gia, đối phương nhanh chóng tỉnh táo lại, nhìn thấy trạng thái của mình. Tộc trưởng Bạch gia sầu thảm, ánh mắt mang theo oán độc, không ngừng nghiền rủa Bạch Tiểu Thuần. "Nghiệt tử, người chết không yên lành." Bạch Tiểu Thuần không có để ý, tiếp tục phi hành. Thời gian trôi qua đã 3 ngày. Trong 3 ngày qua, tộc trưởng Bạch gia nguyền rủa nên giọng nói khàn khàn. Hắn vẫn không ngừng nguyền rủa và nhục mạ Bạch Tiểu Thuần. Đến cuối cùng, Bạch Tiểu Thuần cũng nóng giận. "Câm miệng, lão gia hỏa ngươi có câm miệng hay không? Nếu không ta..." Bạch Tiểu Thuần quay người, tức giận quát lớn. "Giết ta." Tộc trưởng Bạch gia ngoảnh mặt làm ngơ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần, hắn gào thét. "Yên tâm, ta không giết người. Nếu ngươi còn dám nói thêm câu nào nữa, ta sẽ lột sạch ngươi ra." Bạch Tiểu Thuần giận dữ. Sau khi hắn nói ra những lời này, tộc trưởng Bạch gia mở to mắt. Hắn hít thở suy yếu, nhưng cũng trở nên dồn dập, sắc mặt vĩnh viễn đỏ lên, há hốc mồm, hắn không dám nói thêm câu nào nữa. Hắn cũng không cho rằng nghịch tử đang uy hiếp hắn, mà thực sự có thể làm được. Vừa nghĩ tới mình bị lột sạch treo lên, hắn cảm thấy nhục nhã tới mức cực điểm. Điều này làm hắn sợ hãi không nhỏ. Ngay sau đó, thân thể hắn run rẩy vài cái. Vừa thấy đe dọa có hiệu quả, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần sáng lên. Hắn nở nụ cười lạnh, ánh mắt không tốt nhìn lên người tộc trưởng Bạch gia. Tộc trưởng Bạch gia run rẩy khi thấy hắn nhìn mình, tức giận bốc lên. Hắn vẫn cố gắng không nói câu nào. Nội tâm đắng chát và điên cuồng đang thiêu đốt tâm thần hắn. Hắn không dám tiếp tục khiêu khích. Hắn thân là tộc trưởng Bạch gia, nếu thực làm như vậy, bản thân hắn chết thì thôi, sau khi chết
còn biến thành trò cười cho Bạch gia và các thế lực trong thành cự quỷ, thậm chí truyền khắp Man Hoang, cho dù qua vô số năm sau vẫn biến thành chủ đề của người khác nói say sưa. Tộc trưởng Bạch gia cảm thấy nổ tung khi nghĩ tới kết quả như vậy. Sớm biết như thế, hà tất ta mắng trời làm chi? Bạch Tiểu Thuần nhìn tộc trưởng Bạch gia như vậy, hắn cũng mềm lòng. Vừa nghĩ tới thái độ kẻ này với Bạch Hạo, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần sinh ra hàn quang. Loại người này không đáng để thông cảm. Bạch Tiểu Thuần quay người tiếp tục chạy đi. Trên đường hắn cũng nghiên cứu hồn chu và lá cờ màu tím của tộc trưởng Bạch gia. Mặc dù hai thứ này không tệ, nhất là cái lá cờ nhỏ, ngay cả Bạch Tiểu Thuần cũng giật mình. Trên lá cờ có 10 vạn ấn ký, tất cả đều liên quan tới tốc độ. Tiêu hao tuy lớn, nhưng khi vận dụng có thể bộc phát tốc độ cực kỳ kinh người. Cho dù tộc trưởng Bạch gia cũng không có biện pháp vận dụng toàn bộ, bởi vì tiêu hao to lớn không cách nào có thể tưởng tượng nổi. Bạch Tiểu Thuần tính toán một chút, nếu mở ra toàn bộ, trong một hô hấp cần tiêu hao 10 hồn dược trung phẩm. Loại tiêu hao này, cho dù Bạch gia cũng không chịu nổi. Quan trọng nhất, trên hồn chu và lá cờ nhỏ đều có ấn ký của lão tổ thiên nhân Bạch gia. Trước khi phá tan ấn ký, không ai có biện pháp vận dụng nó như ý của mình. Và lại hai thứ này mới luyện ninh có 11 lần. Bạch Tiểu Thuần nhìn phù văn ấn ký, phù kín trên đó, liền thở dài, biết mình không thể sử dụng. Nếu cho ta thêm chút thời gian, có lẽ ta có thể dùng nước thông thiên hạ ăn mòn từ từ. Nội tâm của Bạch Tiểu Thuần hơi suy nghĩ, rất ném hai thứ này vào bên trong thùng lớn chứa nước thông thiên hạ. Trước khi vận dụng hồn chu, nó chỉ lớn như nắm tay, bị Bạch Tiểu Thuần ném vào trong thùng nước. Bạch Tiểu Thuần thu hồi tâm thần của mình. Ấn ký trên người của ta. Bạch Tiểu Thuần cau mày. Sau nửa ngày, hắn liền hít sâu một hơi, hai tay bấm niệm pháp quyết, dò xét thân thể của mình. Ngay cả khí huyết toàn thân cũng sôi trào. Dựa theo quy luật nào đó, dò xét khắp toàn thân. Hắn vừa làm như vậy, vừa bỏ chạy thật nhanh. Thời gian trôi qua, đến buổi trưa ngày thứ ba, Bạch Tiểu Thuần đang bay nhanh, tâm thần rung động. Hắn quay đầu nhìn ra sau lưng. Hắn nhìn thấy bầu trời sau lưng hắn có rung động xuất hiện. Có thứ gì đó đang bay tới. Đó là một lão già. Lão già ngồi trên hồn chu với tốc độ cực nhanh, sắc mặt phong trần mệt mỏi nhưng không che giấu được sát cơ nồng đậm. Hắn bay thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Mặc dù Bạch Tiểu Thuần không biết lão già kia, nhưng lại rất quen mắt. Nhận ra kẻ này chính là lão tộc Nguyên Anh của Bạch gia. Dường như tu vi gần với Nguyên Anh trung kỳ, hắn thuộc dòng chính. Lại đuổi tới, còn là một người. Bạch Tiểu Thuần mở to mắt, hắn dừng bước không chạy đi. Trong mắt lão già tới gần Bạch Tiểu Thuần, liền nhìn thấy tộc trưởng Bạch gia bị cột giống như diều giấy. Nhìn thấy việc này, trong mắt của lão già suýt rớt ra ngoài. Hắn hít sâu một hơi, thân thể dừng lại ở trong nháy mắt. Tộc trưởng bị bắt giữ, điều này sao có thể chứ? Trên mặt hắn mang theo thần thái không thể tưởng tượng nổi, dường như không ai có thể nghĩ tới, ngay cả tộc trưởng cũng bị bắt giữ. Cảnh này làm cho nội tâm của gã áp lực kinh hồn. Tu vi quán hiện tại không bằng tộc trưởng, tộc trưởng mà còn bị bắt giữ thì bản thân mình thì xuất thủ như thế nào? Lão già nhìn thấy bộ dạng tộc trưởng như thế thì liền bất định. Mặc kệ nguyên nhân vì sao, không cần mạo hiểm vì việc này. Lão già đổ mồ hôi chán, nghĩ tới đây liền không do dự nữa. Lúc này cầm truyền thống phù và bóp nát. Oanh một tiếng, thân ảnh hắn biến mất trong nháy mắt. Chạy sao? Bạch Tiểu Thuần ngây ngốc. Điều này quá mức thức thời. Thì ra không phải chỉ có ta sợ chết, Nguyên Anh cũng là như vậy. Hắn có ý định bắt giữ lão già rồi khi dễ, lại có ý định bắt thêm vài con diều. Lúc này gãi gãi đầu, tộc trưởng Bạch gia nhìn thấy liền nghiến răng nghiến lợi. Hắn không vui khi thấy Bạch Tiểu Thuần đắc chí. Bùa hộ mệnh này có tác dụng nha. Bạch Tiểu Thuần phấn khởi, hắn cầm tộc trưởng Bạch gia bay đi. Bắt đầu từ hôm đó, thân ảnh của Bạch gia tăng lên không ngoài dự tính. Người các mạch chi nhìn thấy tộc trưởng Bạch gia sau lưng Bạch Tiểu Thuần liền hít khí lạnh, sau đó do dự một lúc liền đã rời đi. Tộc trưởng Bạch gia hận bản thân mình ngất đi cho đỡ mất mặt. Có thể bắt giữ tộc trưởng Bạch gia chứng minh Bạch Tiểu Thuần dùng biện pháp gì, trừ phi tu vi của bọn họ mạnh hơn tộc trưởng Bạch gia, bằng không chẳng có hề trò chống gì cả. Cũng không phải tất cả đều như vậy, vẫn có dòng chính Bạch gia
giơ ấn ký đuổi giết Bạch Tiểu Thuần. Sau khi gặp mặt liền vây công, đối diện với mấy gia hỏa đang đằng sát khí, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần mang theo thần thái lạnh lùng, hắn không khách khí, đại triển thần uy, máu nhuộm đầy trời. Thậm chí dọc con đường này, nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần kéo tộc trưởng Bạch gia đi, không chỉ người Bạch gia, còn có mấy người gia tộc khác và hồn tu thế lực hành cự quỷ ở trong Man Hoang đều nhìn thấy. Những người này có một ít gặp được Bạch Tiểu Thuần liền bay qua, khi nhìn rõ tất cả thì giật mình. Người này là ai? Hắn kéo theo là tộc trưởng Bạch gia? Không thể nào. Vào lúc càng nhiều người nhìn thấy chuyện này, hoặc giả nghe sau đó chạy tới, cả đám truyền đi xôn xao, lập tức truyền khắp phạm vi thế lực thành cự quỷ. Ban đầu những việc này chỉ âm thầm truyền ra, bản thân không phải rất xác định, nhưng sau đó chuyện tổ địa Bạch gia cũng bị người hai gia tộc khác và sứ giả thành cự quỷ âm thầm truyền ra, lập tức như giọt nước đổ vào nồi dầu sôi, chuyện này lập tức nổ tung. Người nào mới là kỳ lân tử của Bạch gia, chém giết Bạch Tề, cướp thiên nhân hồn lại, lại chạy thoát khi lão tổ thiên nhân Bạch gia ra tay? Sau khiến chạy thoát, tộc trưởng Bạch gia tự mình đuổi giết, nhưng bị người này bắt buộc lên dây thừng kéo đi như con chó. Rất nhiều người nhìn thấy việc này. Trời ạ, Bạch Hạo này, hắn muốn mưu phản Bạch gia sao? Việc này càng lúc càng náo động, dẫn tới rất nhiều người chú ý. Bạch gia phái rất nhiều tộc nhân đánh giết Bạch Tiểu Thuần, nhưng sau khi tin tức Bạch Tiểu Thuần giết ngược truyền trở về, chuyện này cũng hành động cả Vương Thành. Từng thiên hầu và các gia tộc Vương Thành khác đều rung động, cũng biết Bạch gia xuất hiện kỳ lân tử Bạch Hạo. Người này chẳng những cướp thiên nhân hồn, phản bội Bạch gia, còn trói phụ thân của mình, giết chóc vô số tộc nhân, lòng dạ độc ác. Nghe nói người này chịu nhục trong Bạch gia, đã từng nhận đủ khi dễ và xem thường, thậm chí có mấy lần nguy hiểm sinh tử, hắn vẫn ẩn nhẫn, chờ đợi thời khắc mở tổ địa liền bộc phát toàn diện. Gáy một tiếng, anh ấy cũng kinh ngạc. Chuyện này tính là gì chứ? Ta còn nghe nói Bạch Hạo có thứ chất luyện hỏa kinh thiên động địa, tu vi kết đan đại viên mãn, không giống người thường. Bạch gia quá thiển cận. Dù vậy Bạch Hạo cũng quá ngoan độc, hắn trói phụ thân của mình. Toàn bộ thế lực trong phạm vi thành cự quỷ đều nghị luận việc này. Khi tin tức được truyền ra các nơi, không ai không sợ hãi đối thủ của Bạch Tiểu Thuần. Trong mắt rất nhiều người, mặc dù họ chưa gặp Bạch Tiểu Thuần, nhưng ấn tượng của bọn họ về hắn là ẩn nhẫn, tư chất nghịch thiên, nhục thân không nhẫn, lãnh khốc vô tình. Chẳng những các gia tộc cùng với thiên hầu biết được việc này, cho dù là Vương Thành cũng nhận được tin tức. Lúc này tại khu vực trung tâm của Vương Thành có một pho tượng cực lớn, đỉnh đầu pho là Vương Cung. Trong Vương Cung có một thân ảnh to lớn mặc vương bào đứng rào chắn. Đứng trước rào chắn, hắn chắp tay sau lưng nhìn thiên địa xa xa. Thân ấy chẳng những hùng tráng, còn có khí thế không thể hình dung nổi. Hắn đứng tại chỗ này có thể nghiền ép thiên ý, thiên nhân cũng phải run rẩy trước mặt hắn. Dường như hắn đang đứng, cả thiên địa cũng phải cúi đầu. Đó là một nam tử trung niên, tướng mạo cực kỳ tuấn mỹ, góc cạnh rõ ràng, trong mắt mang theo thần thái thượng vị giả, bao trùm chúng sinh. Hắn yên lặng đứng ở nơi đó, dường như chỉ một người cũng đủ sức để chấn áp cả thiên địa. Người này chính là Tọa Hạ Khôi Hoàng, một trong tứ đại thiên vương Man Hoang, cự quỷ vương. Địa vị quán dưới một người mà trên ngàn vạn người. Nhất là hôm nay, hoàng quyền yếu ớt, bất cứ tồn tại nào trong bốn đại thiên vương sậm chân cũng làm cho Man Hoang rung chuyển, là đại nhân vật chính thức. Bạch Hạo, thú vị. Cự quỷ vương lên tiếng, trong mắt mang theo hào quang kỳ dị. Sau khi suy nghĩ một lúc, liền cười nhạt. Vô thượng công, người đi một chuyến tìm Bạch Hạo kia mang về cự quỷ thành, an bài thân phận choán. Lời nói của cự quỷ vương lạnh như băng, khóe miệng mang theo nụ cười thầm ý. Lời nói hắn quen quần bên tay trái của vò tượng, chỗ đó có một cung điện, có một lão già bay nhanh ra khỏi cung điện. Lão già vô cùng tang thương, trong mắt và trên người hắn mang theo khí tức năm tháng, mơ hồ dung nhập vào thiên địa. Hắn chính là thiên nhân cảnh, Tuần Vương Mạnh. Lão già ôm quyền cúi đầu thật sâu, hắn quay đầu biến mất trong hư vô. Bạch gia muốn hắn chết, ta càng muốn hắn sống. Ba đại gia tộc sao? Có lẽ các người đã chuẩn bị không kém bao nhiêu, ta xem các người ai dám nhảy ra. Cự quỷ vương cười ngạo mạn. Bạch Hạo trong mắt hắn chỉ là tiểu tử không quan trọng mà thôi, cũng không thèm quan tâm sinh tử của Bạch Hạo. Nếu đó có liên quan tới Bạch gia,
như vậy cứ dùng hắn làm con cờ thăm dò Bạch Gia. Cùng lúc đó, trong thành Bạch Gia, tất cả người Bạch Gia đều lâm vào trầm mặc. Mấy ngày qua, bởi vì việc của Bạch Hạo cho nên đẩy Bạch Gia lên đầu sóng ngọn gió. Phía bên ngoài có đủ nghị luận, cho nên người Bạch Gia không chịu nổi, Bạch Hạo phản tộc, đánh giết Bạch Thể, cướp thiên nhân hồn, sau đó bắt giữ tộc trưởng Bạch Gia. Dòng chính Bạch Gia liên tục đuổi giết, nhưng chết không ít. Việc này làm lòng người Bạch Gia hoàn bàng hoàng, nhất là trong Bạch Gia lại xuất hiện âm thanh khác biệt. Người của chi mạch nhao nhao lấy chuyện Bạch Hạo ra làm cửa ải đột phá phản kích chủ mạch. Bạch Hạo chính là kỳ lân tử chân chính của Bạch Gia, nhưng bị đám chủ mạch các người bức phải phản bội. Kỳ lân tử như vậy, nếu hắn ở trong Bạch Gia chúng ta, một khi trở thành nguyên anh, nhất định sẽ tăng địa vị Bạch Gia chúng ta lên độ cao mới. Ngôn từ như thế càng ngày càng nhiều, dường như Bạch Hạo càng cho mắt thì chủ mạch càng bị động. Mặc dù tâm muốn giết Bạch Hạo mãnh liệt tức cực hạn, hết lần này tới lần khác bọn họ vẫn không có cách nào. Ngay cả tộc trưởng Nguyên Anh Trung Kỳ cũng bị bắt giữ, những người khác không thể làm gì. Mà hôm nay lão tộc Nguyên Anh Trung Kỳ duy nhất của chủ mạch cũng ra ngoài đuổi giết Bạch Tiểu Thuần. Nếu như hắn vẫn thất bại, như vậy tương đương với chủ mạch bại. Về phần tộc lão Pháp Đường, Hình Đường, bọn họ không thuộc vào chủ mạch, mặc dù vì lệnh của lão tổ nên phải ra ngoài tìm kiếm Bạch Tiểu Thuần, nhưng rõ ràng tìm được là đại công, không tìm được chính là lỗi của chủ mạch. Thái phu nhân im lặng ngồi nhìn đám người Bạch Gia, đáy lòng thê thảm và tuyệt vọng. Trước kia dù cho thế nào nàng cũng không ngờ chỉ có một Bạch Hạo làm Bạch Gia bị động như thế. Vừa nghĩ tới ái tử bị giết, phu quân bị bắt giữ, nội tâm của nàng như tan vỡ, càng căm hận oán độc Bạch Hạo mãnh liệt tới mức không cách nào hình dung. Có thể nói giờ Bạch Gia lúc này không có lão tổ thiên nhân, sợ rằng đã xuất hiện nội đấu. Cho dù là hiện tại cũng sinh ra sóng ngầm mãnh liệt, chủ yếu nhất chính là lão tổ thiên nhân không tỏ thái độ. Nhưng mạch này đang đợi, đợi lão tổ thiên nhân tỏ thái độ, việc này tất nhiên sẽ có một câu trả lời hợp lý. Chẳng qua hôm nay lão tổ thiên nhân Bạch Gia không có tâm tư quản chuyện Bạch Gia. Cho dù tộc trưởng Bạch Gia bị bắt giữ, hắn cũng không đặt ở trong lòng, chỉ cần cơ nghiệp Bạch Gia tồn tại là đủ. Chỉ là tộc trưởng mà thôi, cũng lắm đổi người là được, cùng lắm đổi người là được. Trước mắt hắn quan tâm nhất chính là Bạch Hạo. Một đám phế vật, một gia tộc lại không thể bắt giữ một Bạch Hạo. Trong mật thất dưới lòng đất, lão tổ thiên nhân Bạch Gia ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn mang theo quyết đoán. Đợi không được nữa rồi, chờ đợi lâu hơn nữa, một khi cự quỷ vương can thiệp, lão phù cũng bỏ lỡ thời cơ, phải đánh cược một lần. Lão tổ thiên nhân Bạch Gia hạ quyết định, hắn hít sâu một hơi và đi ra ngoài. Ánh mắt của hắn nhìn sáu ngọn nến đang cháy trong bảy chén nhỏ, sau khi im lặng một lúc liền bước đi. Trong nháy mắt hắn bước đi, trong mật thất sinh ra cuồng phong quét ngang bốn phía, sáu ngọn nến trong bảy chén nhỏ bị dập tắt một cây. Bạch Gia lão tổ không lưu lại, hắn bước đi sáu bước, sau khi bước ra bước thứ bảy, bảy chén nhỏ tạo thành một trận pháp dập tắt toàn bộ. Khi chúng dập tắt, thân thể lão tổ Bạch Gia sinh ra âm thanh kèn két giống như xương cốt xung đột với nhau. Thân thể quán từ trạng thái hiếu dũ trực tiếp khôi phục sức sống bình thường, đã biến thành nam tử trung niên. Tu vi chấn động kinh người sinh ra trên người hắn, ánh mắt hắn như tia chớp, hắn đứng ở đó không khác gì đại biểu thiên ý. Thất trúc tỏa mệnh thuật, chúng khóa thọ nguyên của lão phù, giúp lão phù sống lâu thêm một ít năm tháng. Nhưng phương pháp này cả đời chỉ có thể thi triển một lần. Bạch Hạo, người đừng làm lão phù thất vọng. Sắc mặt lão tổ thiên nhân hung ác, hắn lời nói u ám nhưng ánh mắt sinh ra hào quang. Hắn bước về phía trước, trong chốc lát truyền qua hư vô, lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Lúc lão tổ thiên nhân rời đi, trên bầu trời Bạch Gia xuất hiện thiên lôi nổ vang. Cùng lúc đó, trong thiên địa cách Bạch Gia rất xa, Bạch Tiểu Thuần đang tiến lên phía trước. Đoạn đời này hắn chém giết không ít người Bạch Gia, những người này không phải hắn chủ động ra tay mà là do bọn họ vây công hắn. Bạch Tiểu Thuần phản kích chém giết bọn họ, hắn cũng giết chết ba tộc lão. Trước mắt hắn đã tới biên giới phạm vi thế lực thành cự quỷ. Giờ phút này sắc mặt của Bạch Tiểu Thuần đỏ rực, hắn đang phi hành và bấm niệm pháp quyết vỗ lên người mình. Hắn đọc bí pháp này ở trong Tinh Không Đạo Cực Tông, đó là biện pháp ngu ngốc để tiêu trừ ấn ký bám vào người mình.
lấy khí huyết bản thân cọ rửa ấn ký trên người. Mặc dù tác dụng, nhưng ấn ký mạnh yếu mà thời gian duy trì dài hay ngắn, nếu như chậm, vài năm cũng có thể. Cụ thể, trừ xem ấn ký mạnh yếu ra, còn cần nhìn trình độ khí huyết mạnh yếu như thế nào. Trước khi Bạch Tiểu Thuần dựa vào khí huyết hùng hậu kinh người, hắn đã thi triển bí pháp này qua mấy ngày. Khi lúc này sắp vào khỏi phạm vi thiết lực của thành cự quỷ, đột nhiên hắn phun ra một ngụm máu tươi. Máu này không phải màu đỏ, mà là màu nâu. Sau khi phun ra ngoài, mơ hồ hóa thành hình đầu lâu. Đó là gương mặt của lão tổ thiên nhân Bạch gia. Hắn nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần, sau đó phát ra tiếng gào thét, lúc này mới dần dần biến mất. Bạch Tiểu Thuần lau máu tươi trên khóe miệng, hắn thở nhẹ nhõm. Sau khi cảm thụ thân thể, hắn có cảm giác thông thấu khắp toàn thân. Cuối cùng đã xóa được cái ấn ký chết tiệt kia. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy thân thể nhẹ nhõm rất nhiều. Lúc này tinh thần chấn động, hắn cải biến phương hướng và bay tới một hướng khác. Tối đa 2 canh giờ, ta có thể rời khỏi phạm vi thiết lực, bước vào sa mạc trong man hoang. Tới nơi đó, không ai có thể dùng ấn ký tìm ra. Trong lúc tiến lên phía trước, Bạch Tiểu Thuần cầm bút ký của Bạch Hạo ra xem xét. Hắn vừa bay vừa nghiên cứu. Bên trong ấn ký chứa tâm huyết và phương pháp thôi diễn của Bạch Hạo, còn có lý giải và phán đoán đặc thù về hỏa diễm. Bạch Tiểu Thuần thường xuyên đọc chúng, mỗi một lần nhắc tới nhận thức đều cảm thấy có thu hoạch. Đáng tiếc Bạch Hạo đã tử vong. Đứa bé này có thiên phú khinh thường thời đại. Nếu như còn sống, thân là đệ tử của ta, hắn giúp đỡ sư phó thôi diễn cách điều chế sắc hỏa. Ta căn bản không cần đi tìm nơi khác, hắn sẽ thôi diễn giúp ta. Bạch Tiểu Thuần thở dài, gia tốc rời đi. Lúc Bạch Tiểu Thuần khu trừ ấn ký trên người, tại khoảng cách tu sĩ Nguyên Anh dùng nửa ngày hành trình mới tới, có một lão già tóc bạc cưỡi hồn tru đang bay tới. Sắc mặt hắn biến hóa và dừng bước. Lão già này chính là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ của Bạch gia đuổi giết Bạch Tiểu Thuần. Hắn cũng là hy vọng cuối cùng của Bạch. Hắn cũng là hy vọng cuối cùng của chủ mạch. Trong đầu quán tập trung ấn ký trên người của Bạch Tiểu Thuần đã biến mất. Màn hoàng quá lớn, sau khi ấn ký biến mất, hắn căn bản không tìm thấy Bạch Tiểu Thuần. Mặc dù dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới ấn ký biến mất, hắn xem ra Bạch Hạo cũng không ngây ngốc tại chỗ chờ hắn. Thở ra một tiếng, lão già vội vã rời đi. Không bao lâu, hắn đi tới khu vực ấn ký biến mất, nhìn thấy bốn phía xung quanh liền im lặng. Hắn không biết nên đi hướng nào. Phía tây là sa mạc man hoang, phía bắc là Vĩnh Hàn Hà, phía đông là hướng Hoàng Thành. Bạch Hạo, hắn là đi tới nơi nào? Và lúc này tại thiên địa, cách nơi tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ đang đứng, lão tổ thiên nhân Bạch gia đang bay lên trời, sắc mặt hơi âm trầm nhìn phương xa, sau đó hắn hừ lạnh. Xóa ấn ký thì như thế nào? Thiên nhân, làm sao có thể như người thường suy nghĩ? Người không có nơi trốn đâu. Lão lầm bầm một câu, tay phải bấm niệm pháp quyết, điểm trên người mình. Thân thể hắn già yếu đi một chút, toàn bộ bầu trời sinh ra gợn sóng vặn vẹo thật nhanh. Trước mặt hắn xuất hiện một bức tranh. Trên bức hình có khung ảnh man hoang trống trải. Lão tổ thiên nhân không chần chờ, hắn lập tức bước vào bức tranh. Trong nháy mắt, thân ảnh hắn vừa biến mất. Ngay khi xuất hiện, hắn liền đi tới khu vực trong tranh. Hắn lại thi triển 3 lần như thế. Và lần cuối cùng, trong khung hình có thân ảnh của Bạch Tiểu Thuần đang bay về nơi xa. Chạy trốn không chậm, đúng là người làm ta chờ mong. Lão tổ thiên nhân bước vào trong bức tranh. Các bạn vừa nghe xong tập số 148 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Truyện. Hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc một tập ngắn của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Dự định là thế, tức là một tập ngắn. Mấy hôm rồi thì mình có nói là mình nghỉ rồi, cũng cả livestream nói về nghỉ. Tuy nhiên là các bạn vẫn cứ inbox hoặc là comment nhiều quá. Mình xin nghỉ đến cuối tháng các anh em ạ. Nghỉ đến hết tháng, tháng 7 thì mình sẽ đọc một bộ truyện nữa. Một bộ truyện rất là hot, hiện tại vẫn đang ra ở bên Trung Quốc.
và đang đứng top ở bên đây. Thì mình đã làm việc với dịch giả. Chuyện ra đến đâu thì mình sẽ đọc tới đó. Hiện tại thì trên mạng cũng có rồi đấy, tuy nhiên là nó sẽ không đủ đâu. Dịch giả có nói với mình là họ sẽ cam kết dịch theo đúng tiến độ ở bên Trung Quốc. Có thể một số bạn đã biết đến bộ truyện này, đã đọc, nhưng mà chắc chỉ đọc được một đoạn thôi, chứ không thể có đủ như mình đâu. Mình cũng đã làm việc với dịch giả rồi, bộ truyện này cũng rất là hay, nhưng mà hay với tình tiết nó chậm chứ không phải là nhanh, nên anh em khi nghe thì kiên trì một chút. Không phải là đơn giản mà nó có thể đứng top ở bên Trung đâu. Thì mình thông báo thế thì các bạn có thể chuẩn bị tinh thần để nghe ở kênh này, ủng hộ mình, giúp mình chia sẻ. Mấy hôm nay dậy đọc được comment chán quá. Anh em anh em chẳng thông cảm cho gì cả. Mình cũng nói luôn là bộ Hắc Tây Du dịch giả đi dịch giả đi nghỉ mát. Và mình không dục, mình cũng không muốn dục các bạn ấy. Các bạn ấy dịch thì mình trả phí và mình đọc. Một là các bạn ấy bận, hai là mình bận, nên mình cũng không có ép buộc gì cái tiến độ của các bạn ấy cả. Chắc các bạn theo mình nhiều thì các bạn cũng biết rồi. Thế thì anh em cứ nghĩ là mình có nhiều tiền đọc câu view với cái gì đấy nghe chán. Cái năm này mình cũng nói luôn, Hắc Tây Du mình còn không đủ tiền giả dịch giả ấy. Nên anh em trên team Những Chuyện Ly Kỳ rất là chán nản. Thì sau này các bạn có thấy mình đọc và mình tự up luôn lên luôn. Nói chung là cũng không có tiền cho anh em, nên anh em cũng chán nản. Và anh em dĩ nhiên là làm một cái gì đấy mà làm cái gì đấy chả vì tiền đúng không các bạn. Mình nói thẳng là như thế. Không có kinh phí thì các bạn làm nó mất công, mất sức, mất thời gian, thì các bạn có được cái gì đâu. Nhất là những cái bạn ấy, các bạn ấy không ai biết các bạn ấy là ai. Các bạn có thể biết mình, ok, mình đọc các bạn biết mình, nhưng những người đằng sau mình thì các bạn đâu có thể biết họ là ai. Họ không được cái gì cả, thì dĩ nhiên họ sẽ không làm. Nói thế chắc các bạn hiểu đúng không. Cái Hắc Tây Du bọn mình đọc, cái kênh đấy giờ nó không có chi phí đâu. Các bạn xem cái chi phí trả anh em ấy, chi phí cho bọn mình ấy, chắc là do donate thôi. Nhưng mà donate thì cũng không có, donate rất là ít. Bọn mình đọc được tập nào thì gần như là mình có cho các bạn inbox mình một tập mình đọc xem nào, chắc được 5 đô. 5 đô là kịch rồi đấy. 5 đô là kịch cỡ rồi, còn 3-4 đô. 3-4 đô mà mình cứ tính 100.000 một tập. Các bạn dịch giả bạn tính theo chữ mà. 100.000 một tập, mình đọc cùng lắm được 40 phút. Mà kiếm về 3 đô đến 5 đô. 5 đô là lãi 20.000 ấy. 20.000 thì mình trả cho ai? Nếu không có sự mình, hôm nay mình cũng tâm sự luôn là nếu không có donate của các bạn thì khó nói thật. Thực sự mình duy trì kênh đấy rất là khó. Để đọc Hắc Tây Du mình chót theo rồi, mình bắt buộc phải theo, tìm mọi cách để có thể đọc hết được bộ truyện đấy. Và mình còn phụ thuộc rất nhiều thứ. Anh em đừng có dục, mình cũng không có dục thì mình cũng không thể đọc hơn được, không thể làm gì hơn được nhá mọi người nhá. Còn ở kênh này thì là một kênh mới phát triển của mình, nên là cá nhân mình sẽ cố gắng phát triển kênh này tốt hơn, phục vụ tốt nhất các bạn. Thôi nói nhiều quá. Ok, có hai tin. Thứ nhất là Hắc Tây Du thì có dịch mình sẽ đọc và đầu tháng mình sẽ đọc tiếp. Thứ hai là ở kênh Thích Nghe Chuyện này mình sẽ sắp ra một bộ truyện rất là mới. Một bộ truyện rất là mới. Và hiện tại thì đang đứng top ở bên Trung Quốc. Và cũng đang, mình cũng làm việc với dịch giả xong rồi, chuẩn bị có triển thôi. Tình tiết chuyện nó khá là chậm, nên anh em nghe chịu khó, nhưng mà rất hay nhá. Mình cam kết với các bạn như thế. Ok, bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe chuyện nhá. Nó bao nhiêu phút rồi? 5 phút nhỉ. Ok, vào nghe nhá.
Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 149. Phạm vi thế lực của cự quỷ rất lớn, khu vực này do cự quỷ vương sở hữu, tự ý nào đó mà nói cũng là lãnh địa của cự quỷ vương. Tại nơi này, ý chí của cự quỷ vương là cao nhất. Không phải nói đã đi ra khu vực này thì không thuộc sở hữu của cự quỷ vương, mà là khu vực hoàng thành phân chia nơi đây thuộc về cự quỷ vương. Hiện tại Bạch Tiểu Thuần đã đến biên giới, hắn nhìn thấy khu vực sa mạc vô cùng vô tận ở trước mặt, thậm chí nhìn xa còn có phong bão đáng sợ đang càn quét sa mạc. Gió từ sa mạc thổi tóc của Bạch Tiểu Thuần tung bay. Ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần lóe sáng, thu hồi bút ký cảm ngộ của Bạch Hạo. Hắn ổn định tâm thần, sau đó trực tiếp bước vào trong khu vực sa mạc. Tiếp tục đi về phía trước, chờ qua mấy tháng sau, danh tiếng của ta đã qua rồi, quay về hoặc là lựa chọn đi tới khu vực vương thành khác, thông qua truyền tống trận về nhà, ta có thể tranh thủ tìm hiểu bút ký trong thời gian đó. Bạch Tiểu Thuần mơ hồ cảm thấy bản thân đã cải tiến điều chế hỏa diễm 13 màu, còn nắm chắc nhất định, tốc độ bay đi quán nhanh hơn trước. Trong nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần dừng bước, hắn ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt co rút rất mạnh. Hắn nhìn trên bầu trời xuất hiện tiếng nổ vang, một vòng xoáy thật lớn xuất hiện. Vòng xoáy xuất hiện quá nhanh, ban đầu không lớn, nhưng trong nháy mắt bao phủ phạm vi vạn trượng, trong uy áp có uy áp kinh người hàng lâm. Oanh một tiếng, đại địa chấn động, cát đá xung quanh nằm bất động, thậm chí đá cứng ở nơi xa còn tan biến thành bụi phấn. Nơi này biến thành lĩnh vực không gian. Bạch Tiểu Thuần ngưng thở, hắn cảm giác hư vô ngưng động, thậm chí hắn thấy thân thể khó di động dưới uy áp khổng lồ vừa sinh ra. Lão Tổ! Tộc trưởng Bạch gia mở to mắt nhìn, hắn nghẹn ngào kêu to. Là Lão Tổ Bạch gia, dường như mạnh hơn Hồng Trần nữa. Sắc mặt của Bạch Tiểu Thuần biến hóa, trong vòng xoáy trên bầu trời huyễn hóa ra một gương mặt thật lớn. Gương mặt của Lão Tổ Thiên Nhân Bạch gia, ánh mắt quán lạnh lùng nhìn Bạch Tiểu Thuần. Chỉ là kết đan cũng dám nghịch thiên. Giọng nói như lôi đình nổ vang khắp bốn phương tám hướng, chỉ nói vài chữ nhưng hóa thành phù văn trên bầu trời, trong nhà mắt biến thành ánh sáng bao phủ Bạch Tiểu Thuần. Trong quá trình tiến tới, tám chữ đã hóa thành tám kim giáp cự nhân bay tới gần Bạch Tiểu Thuần. Tâm thần của Bạch Tiểu Thuần rung động khó nói nên lời, chiêu này không khác gì thần thông tát động thành bình. Hắn phát hiện mình xem thường thiên nhân. Hồng Trần nữ lúc trước chịu nguyên rùa, cho nên phải phân ra không ít thực lực chân áp nguyên rùa, cũng nói rõ từ cảnh giới thua kém lão giả trước mặt. Trong lúc nguy cơ, nhìn thấy tám kim giáp cự nhân tới gần, Bạch Tiểu Thuần tức giận gầm lên một tiếng. Lúc nguy hiểm mấu chốt, thân thể hắn mơ hồ phân hóa thành phân thân, không phải một mà là bốn phân thân. Bốn đại phân thân không bước ra khỏi bản thể, tất cả chồng chất vào bản thể nhằm gia tăng lực lượng, đồng dạng tăng cường lực lượng thân thể và thần thức. Tất cả bạo tăng 4 lần. Oanh một tiếng, Bạch Tiểu Thuần kết ấn, ngừng kết hư vô thành khe hở. Trong nháy mắt tám kim giáp cự nhân bay tới, Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu giống to. Lúc này là tình thế ngàn cân treo sợi tóc, không thể lưu thủ. Sau tiếng nổ lớn, tám kim giáp cự nhân vồ hụt, bọn chúng xuyên qua phía sau Bạch Tiểu Thuần, trên người xuất hiện 8 cái khóa vàng tạo thành phong ấn. Tộc trưởng Bạch gia bị oanh kích, thân thể bị quấn ra xa và hôn mê. Thú vị. Gương mặt của Lão Tổ Thiên Nhân trên bầu trời sinh ra kim quang. Lúc trước tại Bạch gia, bởi vì hắn dùng trận pháp khóa tính mạng, tu vi hạn chế không nói, cũng không thể dùng chân thân ra tay, cho nên Bạch Tiểu Thuần mới có thể bỏ chạy. Cẩn thận suy nghĩ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Trước mắt phân thân hàng lâm và công kích lại bị kẻ này né tránh, Lão Tổ Thiên Nhân cảm thấy hứng thú với Bạch Tiểu Thuần. Hắn huyễn hóa gương mặt cực lớn liền thu diễm lại, sau đó gương mặt thu nhỏ ngưng tụ thành thân ảnh của Lão Tổ Thiên Nhân. Hắn đứng tại nơi đó, nhưng thiên địa lại phụ trợ hắn, dường như chỉ bằng một ý niệm hắn cũng đủ sức tạo ra hủy diệt kinh người. Hắn mặc áo bào trắng, trong mắt mang theo uy nghiêm và lạnh lùng cúi đầu nhìn Bạch Tiểu Thuần, sau đó đi về phía Bạch Tiểu Thuần một bước. Hắn vừa bước tới, trên bầu trời xuất hiện dấu chân to. Dấu chân to này lớn ngàn trượng, từ trên trời giáng xuống, mây mù tan vỡ, hư vô vặn vẹo, tất cả đều oanh kích Bạch Tiểu Thuần, dường như muốn dùng một cước liền nát Bạch Tiểu Thuần dưới chân.
khí thế rất mạnh, chẳng khác gì là thiên địa đang chấn áp Bạch Tiểu Thuần. Năm đó Hồng Trần Nữ bị vị trí trói buộc, khu vực giao thủ là minh cung của Khôi Hoàng Đại Nhị, thân thể trúng nguyền rủa, vì vậy không thể mượn lực lượng thiên địa, bằng không Bạch Tiểu Thuần sớm đã phải cửu tử nhất sinh. Từ tình hình của lão tổ thiên nhân Bạch gia có thể thấy thiên nhân mạnh cỡ nào. Hiện tại nơi này là man hoang, lão tổ Bạch gia có thể phát huy thực lực thiên nhân tới mức tận cùng. Tâm thần Bạch Tiểu Thuần chấn động. Lúc trước hắn không cho rằng lão tổ Bạch gia không mạnh hơn Hồng Trần Nữ bao nhiêu, hiện tại mới biết suy nghĩ của mình quá ngây thơ. Ngược hít thở phập phồng, hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều. Cảm giác nguy cơ rất lớn làm cho hắn không thể không suy nghĩ biện pháp ứng phó. Cảm giác nguy hiểm làm cho Bạch Tiểu Thuần cuộn người lùi ra phía sau. Trong lúc lùi ra sau một bước, thân ảnh của hắn mơ hồ, hắn có cảm giác mình bị phân giải biến mất. Trong nháy mắt hắn biến mất, tiếng nổ mạnh rung trời sinh ra. Sau tiếng nổ là dấu chân cực lớn xuất hiện trong thiên địa. Toàn bộ đại địa run rẩy, lực trùng kích hình thành phong bạo đáng sợ. Trước mắt lão phu, người không thể tránh được lần thứ hai. Lão tổ thiên nhân Bạch gia lên tiếng, hắn nâng tay phải điểm về phía trước. Ngay sau đó bốn phía sinh ra tiếng nổ mạnh ngập trời, trong thiên địa xuất hiện một vòng xoáy. Lúc vòng xoáy vừa mới xuất hiện, trong vòng xoáy sinh ra hấp lực cắn nuốt thiên địa đáng sợ, bóp méo hư vô, sau đó tạo thành lực lượng đảo ngược thời gian. Mặc dù không phải đảo ngược thời gian chân chính, nhưng có thể làm tất cả tồn tại xung quanh thân bất do kỳ. Giết hấp lực và vòng xoáy núi đá, thảm mộc bị thôn phệ và vỡ nát. Thân ảnh Bạch Tiểu Thuần đã thi triển bất tử cấm, muốn chạy trốn, nhưng lúc vòng xoáy của lão tổ thiên nhân Bạch gia xuất hiện, làm hắn biến sắc. Pháp thuật của hắn bị cắt đứt, thân thể huyễn hóa giữa không trung. Trong nháy mắt hấp lực đáng sợ vừa xuất hiện, dường như tập trung vào một chỗ, làm cho Bạch Tiểu Thuần không ngừng bị kéo ngược vào vòng xoáy. Bạch Tiểu Thuần hít thở dồn dập, thân thể đang bị kéo nhanh về phía sau. Ánh mắt hắn xuất hiện hào quang màu đỏ, trên người xuất hiện hư ảnh trọng điệp, hai tay bấm niệm pháp quyết, sau đó vỗ vào bốn phía. Thủy Trạch Quốc Độ. Trong nháy mắt, bốn phía phân thân xuất hiện, lập tức bảo vệ xung quanh bản thể của Bạch Tiểu Thuần, đồng thời thi triển Thủy Trạch Quốc Độ. Hư vô trực tiếp biến thành Thủy Trạch Quốc Độ. Tiếng thú giống kinh thiên động địa quanh quẩn bốn phương. Cùng lúc đó, từng cây gai sắc bén nhọn như núi xuất hiện. Oanh một tiếng, trong nháy mắt những cây gai như ngọn núi bao phủ xung quanh Bạch Tiểu Thuần, nằm móng vuốt sắc bén to lớn như núi và thú chảo đáng sợ cũng hiện ra dưới Thủy Trạch Quốc Độ. Từ đằng xa nhìn lại, tình cảnh này rung chuyển thế gian, nằm móng vuốt sắc bén có thể xé nát hư vô. Trong thiên địa xuất hiện vô số vết nứt không gian, tất cả đều đánh thẳng vào vòng xoáy. Đây là cái gì? Lão tổ thiên nhân Bạch gia vốn lãnh đạm không quan tâm. Vào lúc Bạch Tiểu Thuần sử dụng Thủy Trạch Quốc Độ, bản mệnh thú vừa xuất hiện đã đào ngược tất cả. Sắc mặt hắn biến hóa, Bạch Tiểu Thuần thi triển bồn mạng thú Thủy Trạch Quốc Độ, thú trào phóng lên trời như bài sơn đảo hải, năm ngọn núi uốn lượn mang theo khí thế hủy diệt tất cả bộc phát dữ dội. Trong chốc lát, song phương va chạm với nhau, âm thanh quanh quẩn ngập trời, âm thanh nổ vang truyền ra khắp nơi, cả thiên địa biến sắc, phong bão càn quét xung quanh, cuồng phong trùng kích các hướng, tiếng oanh long truyền khắp bốn phía. Chẳng qua đây chính là lực lượng thiên nhân. Bạch Tiểu Thuần sử dụng Thủy Trạch Quốc Độ dù mạnh nhưng tu vi hắn hiện tại là quá yếu so với thiên nhân. Và lúc này thú chảo đánh tới liền nổ vang, thú chảo mơ hồ, ngay cả Thủy Trạch Quốc Độ cũng biến mất trong thiên địa với tốc độ cực nhanh. Chỉ còn tiếng gào rú không cam lòng, dư âm truyền ra xung quanh không biến mất. Cũng có thể nói không có tác dụng. Lão tổ thiên nhân sử dụng thần thông hình thành vòng xoáy, cũng sinh ra âm thanh kèn két, lại xuất hiện năm khe hở. Khe hở càng lúc càng lớn, trong nháy mắt hấp lực cũng hỗn loạn, hấp lực của vòng xoáy nhanh chóng tán loạn. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần trắng bệch, hắn phun máu tươi, những phần thân của hắn cũng phun máu tươi, chúng nhanh chóng dung nhập vào trong bản thể Bạch Tiểu Thuần. Thân ảnh hắn đuôi ra phía sau, lúc ngẩng đầu lên còn dùng ánh mắt khó tin nhìn lão tổ thiên nhân, tay phải cầm hồn tháp thủy tinh. Ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần mang theo điên cuồng, khí tức bất ổn, thân thể run rẩy, nhưng hắn không quan tâm việc này. Trong tay hắn cầm hồn tháp thủy tinh, hòa linh thức vào bên trong, chỉ cần dẫn động tâm thần một cái, hắn chỉ cần phá phong ấn cuối cùng ở trong hồn tháp, liền có thể dẫn động hồn bán thần ở bên trong bộc phát. Lão đầu nhi,
Người không nên ép người quá đáng. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần điên cuồng, hắn muốn đánh cược một lần, suy nghĩ không biết hồn bán thần bên trong có thể tiêu diệt lão gia hỏa này hay không. Nếu thực có thể làm được, nói không chừng mình sẽ có thêm thiên nhân hồn. Nhưng ý niệm này vừa xuất hiện, hắn lại âm thầm lắc đầu. Hắn không có thủ đoạn thu hồn, nhất là hồn của thiên nhân sau vẫn lạc. Hắn càng không biết cách thu, chỉ sợ rằng cũng chỉ có bán thần mới làm được. Khả năng lớn nhất là hắn không thể tiêu diệt lão tổ thiên nhân Bạch gia. Bạch Tiểu Thuần có nắm chắc không thể giết hắn, nhưng có thể làm lão tổ thiên nhân Bạch gia trọng thương. Thương thế này không thể khôi phục trong thời gian ngắn, càng đánh phá cân bằng thế lực trong thành cự quỷ. Lão tổ thiên nhân Bạch gia nhau mắt nhìn sang, nhìn hồn tháp trong tay của Bạch Tiểu Thuần. Hắn không cảm thấy có chút nguy cơ này, ánh mắt nhìn từ bên mặt Bạch Tiểu Thuần, trong mắt mang theo thần thái kiêng kỵ. Vẫn xem thường ngươi, ngươi rất tốt, phi thường tốt. Tuy lão phù cũng không biết vì sao ngươi có thể gây ra nhiều chuyện kinh ngạc như thế, nhưng ta có thể cảm nhận được huyết mạch Bạch gia trên người của ngươi. Như vậy quá tốt. Lão tổ thiên nhân Bạch gia mỉm cười, hắn nâng chân phải và bước về phía trước. Bạch Tiểu Thuần cũng nhìn ra quyết định của lão thiên nhân Bạch gia, và lúc này hắn muốn bóp nát hồn tháp ở trong tay mình. Đột nhiên trên bầu trời xa xăm có tiếng gầm thật lớn, tiếng gầm từ xa tới gần, nhưng cẩn thận nghe xong đã thấy người vừa lên tiếng đã tới rất gần nơi này. Bạch huynh dừng tay, bổn tọa nhận mệnh lệnh cự quỷ vương triệu kiến Bạch Hạo. Trong nháy mắt hắn gầm lên, sắc mặt lão tổ thiên nhân Bạch gia đại biến. Hắn hít thở dồn dập, ánh mắt dãy rủa. Hắn lập tức bước tới một bước, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt của Bạch Tiểu Thuần. Hắn nâng tay phải lên đánh ra một trào. Tốc độ Bạch Tiểu Thuần cũng không chậm, và lúc lão tổ thiên nhân Bạch gia vừa bước tới, hắn đã sử dụng tốc độ cực hạn của bản thân mà lui ra phía sau. Hắn vô cùng kinh ngạc, nhưng không bóp nát hồn tháp, bốn đại phân thân lập tức xuất hiện ngăn cản trước mặt hắn. Tiếng nổ mạnh ngập trời, bốn đại phân thân của Bạch Tiểu Thuần đồng loạt phun máu tươi, gần như vỡ tan. Bốn phân thân hóa thành hào quang bay trong người Bạch Tiểu Thuần. Mặc dù như thế, Bạch Tiểu Thuần vẫn tranh thủ được chút thời gian thi triển bất tử cấm rời đi. Trong nháy mắt, bàn tay lão tổ thiên nhân Bạch gia đánh tới, thân thể của Bạch Tiểu Thuần đã phân giải biến mất tại chỗ. Ánh mắt lão tổ thiên nhân Bạch gia sinh ra hào quang, hắn nhìn hư vô nơi xa. Đi ra cho ta. Câu nói này mang theo thiên uy, hắn đoán được vị trí Bạch Tiểu Thuần xuất hiện. Thân thể của Bạch Tiểu Thuần vừa xuất hiện liền phun máu tươi, tóc tai tán loạn. Lúc Bạch Tiểu Thuần vừa hiện thân, có một đạo kim quang từ phía xa phá không bay tới. Kim quang xuất hiện liền ngăn cản trước mặt lão tổ thiên nhân Bạch gia. Đó là một kim quang ngọc bội. Ngọc bài này có hình cự quỷ hai sừng. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, sau khi xuất hiện đã làm hư vô xung quanh tan vỡ. Sắc mặt lão tổ thiên nhân Bạch gia âm trầm. Bên cạnh ngọc bội trước mặt Bạch Tiểu Thuần có một lão già bước ra khỏi hư vô. Lão già mặc áo đen, mặt không biểu tình nhìn về phía trước, tu vi chấn động không kém gì lão tổ thiên nhân Bạch gia. Toàn thân lão già sinh ra băng hàn, trên người sinh ra khí tức âm trầm. Hắn đứng ở nơi đó, nhưng hư vô xung quanh bị bóp méo, dường như có hai đạo thần niệm va chạm trong vô hình. Cả bầu trời sinh ra sấm sét, dường như mọi thứ đang giao thoa với nhau. Ngay cả mặt đất cũng rung động. Nhìn ngọc bội, nhìn lão già xuất hiện trước mặt, trái tim của Bạch Tiểu Thuần đập mạnh. Lúc trước hắn suy nghĩ, Bạch gia gặp chuyện không may thì gia tộc hoặc thế lực khác sẽ mượn nhờ cơ hội này mà triển khai các hành động nhắm vào Bạch gia. Chẳng qua chờ thật lâu không có ai tới, trước mắt lão già áo đen vừa quát lớn đã nói rõ thế lực xen vào chính là cự quỷ vương. Bạch Tiểu Thuần nheo mắt, nội tâm vô cùng khẩn trương. Hắn dùng sức cầm hồn tháp, một khi cảm thấy không ổn, bản thân hắn sẽ dùng hồn bán thần làm chuẩn bị. Vô thường, đây là chuyện Bạch gia ta, người có ý gì? Lão tổ thiên nhân Bạch gia âm trầm nhìn lão già áo đen trước mặt, trong giọng nói mang theo hàn băng. Thuộc hạ thiên vương không có chuyện nhà. Lão già áo đen lên tiếng, trong mắt bắn ra hàn quang. Hắn tiến lên phía trước một bước, khí thế bốc lên giống như là bài sơn đảo hải. Bạch Tử Sơn, người muốn cãi ý chỉ thiên vương? Lão tổ thiên nhân Bạch gia trầm mặc, hắn nhìn lão già áo đen nửa ngày, sắc mặt âm trầm, sau đó cách không một trào,
lập tức kéo thân thể tộc trưởng Bạch Gia vào trong tay. Thủ đoạn lão tổ thiên nhân quá kinh người. Nếu vương gia chịu oán phản đồ này, lão phù không cản trở. Lão tổ thiên nhân Bạch Gia hận nghiến răng, chậm rãi cúi đầu với ngọc bội, sau đó ngẩng đầu nhìn lão giả áo đen. Lão phù nhất định sẽ bái kiến hỏi vương gia việc này, ta cần có một câu trả lời. Hắn nói từng chữ, từ đầu tới đuôi không nhìn Bạch Tiểu Thuần một lần. Hắn quay người bước vào trong bầu trời, thân ảnh hắn biến mất vô hình. Hắn rời đi cho nên phiến thiên địa bình tĩnh lại, tiếng sấm tiêu tán, tia chớp biến mất và khôi phục như thường. Nội tâm của Bạch Tiểu Thuần thở ra một hơi, nhưng vẫn cần hồn tháp không buông ra. Hắn cảnh giác nhìn lão già. Ánh mắt nhìn lão tổ thiên nhân Bạch gia đi xa, hắn chậm rãi quay người, ánh mắt như tia chớp nhìn sang Bạch Tiểu Thuần. Lão già này gầy còm, mũi ưng, toàn bộ gương mặt âm lãnh, ánh mắt của hắn mang theo hàn quang sắc bén, như muốn nhìn thấu thân thể của Bạch Tiểu Thuần từ trong ra ngoài. Đi theo ta, từ đó về sau, mạng của ngươi không thuộc về ngươi, mà là thuộc về vương gia. Lão già áo đen lên tiếng. Về phần thiên nhân hồn, lão già không nói gì. Vật ấy thuộc về Bạch gia, hắn không muốn dính vào quá sâu. Nói bậy, mạng nhỏ này chính ta không thuộc về bất cứ người nào cả. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt, hắn có xúc động muốn quát lớn trước mặt thiên nhân áo đen. Nhưng những lời này chỉ dám nói ở trong lòng. Lời tới bên miệng liền biến thành: à, vãn bối bái kiến vô thường tiền bối, đa tạ ân cứu mạng của tiền bối. Bạch Tiểu Thuần nháy mắt, vẻ mặt cảm kích, ôm quyền cúi đầu thật sâu. Không cần cảm ơn lão phu, cảm tạ, người nên cảm tạ vương gia đi. Vô thường công lên tiếng, hắn nâng tay phải lên, trong phạm vi 10 trượng liền bắt đầu mơ hồ, hư vô vặn vẹo giống như phân cách với thiên địa. Nội tâm của Bạch Tiểu Thuần chấn động, sau khi cẩn thận quan sát liền giật mình, hắn phát hiện phạm vi 10 trượng bị dịch chuyển. Trong đầu Bạch Tiểu Thuần sinh ra ý niệm dịch chuyển, trong mắt có tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa vang lên. Phạm vi 10 trượng quanh vô thường công biến mất hoàn toàn. Ngay lúc xuất hiện, đã ở trên không của một tòa hùng thành. Thành trì này cực kỳ khổng lồ. Lúc này là buổi trưa, ánh mặt trời tươi sáng chiếu rọi đại địa, cho nên càng tôn lên nét hùng vĩ của tòa hùng thành. Nó giống như là hung thú còn sống đang há miệng đỏ lòm nghênh đón vạn vật trên thế gian. Chỉ khí thế cũng đủ làm rung chuyển tâm thần của Bạch Tiểu Thuần. Hắn vừa nhìn thấy liền có phán đoán, nội tâm hắn càng rung động mạnh hơn. Đây là lần đầu tiên hắn đi tới thành cự quỷ. Nhìn thành cự quỷ trước mặt, chỉ sợ thả một vạn cái bạch ra thì vẫn còn rộng mênh mông. Kiến trúc điều lan trác ngọc làm cho người ta hoa mắt. Bạch Tiểu Thuần cũng có cảm giác được bên trong thành có quá nhiều hồn tu cùng với luyện hồn sư. Thành trì quy mô to lớn như vậy, chỉ sợ cả đời Bạch Tiểu Thuần cũng chưa gặp qua. Hắn cảm giác người cư trú nơi này không dưới ngàn vạn. Càng kinh người hơn chính là thành cự quỷ tồn tại trên hố trời. Hố trời quá lớn, sâu không thấy đáy không nói, biên giới bốn phía không nhìn thấy tận cùng. Cho dù Bạch Tiểu Thuần dùng linh thức đảo qua cũng chỉ miễn cưỡng phát hiện đầu cuối. Đây không phải là phạm vi chiều sâu. Thành cự quỷ không nhỏ, chỉ sợ hố trời còn lớn hơn thành cự quỷ mấy chục lần. Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi. Bên trong hố sâu thành cự quỷ có một cây cột mọc từ dưới đất thẳng lên tận trời. Phía trên còn có nâng một tòa thành trì. Dưới thành trì là vực sâu, có thể thấy xung quanh có đầy sương mù. Trong sương mù huyễn hóa vô số đầu lâu gào thét khắp bốn phía. Đó là vô số quỷ hồn. Số lượng quỷ hồn quá nhiều, hầu như vần quanh toàn bộ thành cự quỷ. Trung quanh thành tồn tại vô số khóa sắt màu tím dài. Mỗi thiết hoàn ở trên khóa sắt lớn như ngọn đồi. Chúng kết nối với nhau giống như cầu vòng, nối liền tòa thành với biên giới hố trời. Những khóa sắt này chính là lối vào của thành cự quỷ. Lúc này Bạch Tiểu Thuần nhìn ra xa, vô số cầu vòng tới gần thành cự quỷ liền không dám vi hành, lần lượt hạ xuống trên khóa sắt. Cho dù tới hay đi đều là như vậy. Từ hướng Bạch Tiểu Thuần có thể nhìn thấy pho tượng khổng lồ ở bên trong tòa thành. Đó là bức tượng cự quỷ màu xanh, có hai sừng cao vạn trượng. Nó đứng tại chỗ giống như là chống đỡ cả thiên địa. Trên đỉnh đầu pho tượng chính là vương cung. Vương cung mơ hồ không rõ, có thể xây dựng tại địa phương này, Bạch Tiểu Thuần không cần đoán cũng biết là ai ngụ bên trong đó. Người bên trong chắc chắn là cự quỷ vực.
Bạch Tiểu Thuần tập trung tinh thần nhìn sang, hắn cảm giác trong thiên cung có uy áp bao phủ thiên địa, uy áp làm cho người ta sinh ra cảm giác thật mãnh liệt, dường như trong vương cung không phải là người mà chính là thần. Trên hai cánh tay của pho tượng có hai tòa cung điện, phía trên đó có dựng hai bức tường đá, tay trái vô thường, tay phải âm minh. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy liền rung động, lập tức đoán được nơi đó nhất định là khu vực thiên nhân ở lại. Tay trái vô thường mười phần có khả năng chính là lão già áo đen bên cạnh. Bạch Tiểu Thuần cũng tìm hiểu tin tức thành cự quỷ. Bạch Tiểu Thuần muốn dựa vào truyền tống trận ở nơi đây quay về trường thành, cho nên khi ở Bạch gia đã tìm hiểu không ít tin tức về nó. Ví dụ như thành cự quỷ chia trong ngoài hai thành, trong thành phòng ngự xâm nghiêm, không có chút thân phận không thể vào được, là khu vực huấn quý trong thành cự quỷ cơ chú. Bên ngoài thành là chỗ con dân thành cự quỷ ở lại, nơi đây vô cùng náo nhiệt. Phân cách trong thành và ngoài thành là con sông bảo vệ. Trong nước sông có cấm chế bán thần uy lực cực lớn, không có lệnh bài đặc thù sẽ bị giết chết ngay. Trái tim của Bạch Tiểu Thuần đập mạnh. Hắn không biết mình bị mang tới đây cự quỷ vương sẽ ăn bài như thế nào. Lúc này nội tâm bất định không rõ, chỉ có thể lộ ra bộ dáng nhu thuận đi theo sau lưng của vô thường công. Đáy lòng suy nghĩ, mặc kệ cự quỷ vương ăn bài như thế nào, bản thân hắn đã thuận lợi đi tới hành cự quỷ cũng là việc tốt. Dù sao hắn muốn về nhà cần phải dùng truyền tống trận mới được. Mặt nạ có thể giấu giếm trận pháp và thiên nhân của Bạch gia, có lẽ muốn giấu giếm truyền tống trận cũng không thành vấn đề đấy. Bạch Tiểu Thuần nói thầm. Trên đường đi, vô thường công mặt không biểu tình, không nói một lời, mang theo Bạch Tiểu Thuần bay thẳng vào trong thành cự quỷ. Trong nháy mắt hắn đi vào trong thành, ánh mắt của đám hồn tu thủ vệ phía dưới sinh ra thần thái cuồng nhiệt, lập tức đi lên bái kiến. Bái kiến vô thường công. Trên đường như thế, lúc bái kiến bọn họ vẫn không quên dò xét Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy đám thị vệ, hắn suy nghĩ cự quỷ vương gọi mình, nếu mình biểu hiện một ít, vô thường công nói tốt cho mình vài câu, nói không chừng có thể lăn lội một quan nửa chắc ở trong thành cự quỷ. Như vậy Bạch gia cũng không dám làm gì mình. Không được, nơi đây quá là nguy hiểm, còn phải nghĩ biện pháp sử dụng truyền tống trận rời đi, nhìn xem nên quay về trường thành như thế nào. Đáng tiếc ta còn thiếu một cái thiên nhân hồn. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần giữ vững tinh thần đi theo vô thường công. Vô thường công trực tiếp mang theo Bạch Tiểu Thuần đi vào. Tòa thành khổng lồ có vô số con thoi qua lại với tốc độ cực nhanh. Chỉ trong mấy hô hấp đã mang Bạch Tiểu Thuần tới bên khu vực sông đào ngăn cách bên trong và ngoài thành. Hai người đứng bất động tại đây. Nước sông bảo vệ thành là màu đen, nó làm người ta sinh ra cảm giác nguy hiểm rất mạnh. Bạch Tiểu Thuần nhìn một lúc liền lui ra sau vài bước, ánh mắt nhìn sang vô thường công, đáy lòng kinh ngạc tại sao đối phương lại không đi. Tiền bối, chúng ta đi nơi nào? Bạch Tiểu Thuần trừng mắt cẩn thận nhìn sang pho tượng cự quỷ. Lý Húc còn chưa gặp ta. Vô thần công không để ý tới Bạch Tiểu Thuần, hắn lập tức lên tiếng. Âm thanh chưa truyền ra xa, trong dòng sông bảo vệ thành xuất hiện vòng xoáy. Trong nháy mắt có ba nam tử trung niên bay ra khỏi vòng xoáy. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy không đúng, hắn nhìn ba người trước mặt. Người đứng đầu mặc trường bào màu xanh, mặc dù tu vi không phải thiên nhân nhưng cũng là nửa bước thiên nhân. Hai người phía sau khi thấy yếu hơn một ít, cho thấy người đứng đầu làm chủ. Sắc mặt nam tử áo xanh cực kỳ cung kính, sau khi bay tới trước mặt vô thường công liền ôm quyền cúi đầu. Mặt tướng Lý Húc bái kiến vô thường công. Người này là Bạch Hạo, ta giao hắn cho người, an bài hắn thân phận lính canh ngục đi. Vô thường công lên tiếng, sau khi chỉ vào Bạch Hạo liền không nói hai lời quay người bay về pho tượng cự quỷ. Vương gia giao nhiệm vụ cho hắn mang Bạch Hạo về, an bài thân phận. Về thân phận gì, loại chuyện nhỏ nhặt này cự quỷ vương không hỏi tới. Vô thường công cũng không suy nghĩ nhiều, dứt khoát ném vào trong ma lao ở trong thành cự quỷ. Ba người Lý Húc vội vàng đồng ý, cung kính tiễn đưa vô thường công. Ma lao, lính canh ngục. Bạch Tiểu Thuần vừa nghe xong liền sửng sốt. Hắn cho rằng cự quỷ vương sẽ gặp mình, kém nhất thì cũng phải an bài cho mình thân phận cận vệ. Hắn không ngờ lại trở thành lính canh ngục ở trong ma lao. Lao, đây không phải là nơi đầu tiên hắn nghe thấy.
Lúc trước Bạch Tề định ném hắn vào trong ma lao, cũng bởi vậy Bạch Tiểu Thuần tò mò bảo Chu Nhất Tinh tìm hiểu một phen, biết rõ ma lao thành cự quỷ chính là khu vực hung danh hiển ách trong phạm vi thành cự quỷ. Nơi này chuyên giam giữ kẻ đại phạm tội, bởi vì đủ các lý do nên không thể chém giết, đều là vì đám người cùng hung cực ác tu vi cao tuyệt. Thậm chí người bị giam giữ tại nơi này cũng không kẻ nào được hưởng đãi ngộ. Trong thành cự quỷ vẫn lưu truyền một câu nói: chết không đáng sợ, đáng sợ chính là bị giam giữ trong ma lao, làm người sống không bằng chết. Ta đường đường là vạn phu trưởng, làm sao lại biến thành lính canh ngục? Bạch Tiểu Thuần không phục bất bình, hắn là đại trượng phu, có được giãn được, vì vậy suy nghĩ bản thân cứ hư tình giả một phen, sau đó tìm cơ hội đi truyền tống trận quay về nhà. Nhưng không đợi hắn nói gì, ba người Lý Húc nhìn thấy Vô Thường Công đi xa, chậm rãi đứng thẳng người dậy. Nhất là Lý Húc, hắn bày ra thần sắc không giận tự uy, lạnh lùng đánh giá Bạch Tiểu Thuần một phen: người chính là Bạch Hạo của Bạch gia. Ngữ khí quán lãnh đạm, giống như không thích Bạch Tiểu Thuần. Trên thực tế không chỉ quán như thế, hai phụ tá phía sau cũng như vậy. Ánh mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần lạnh nhạt, nhưng không mang theo chút cảm tình nào, dường như bị các tin đồn về Bạch Hạo làm ảnh hưởng. Biết rõ kẻ có lòng dạ độc ác, Lục Thần không nhận, dường như am hiểu ẩn nhẫn, cũng chém giết không ít tộc nhân. Nhân vật ác như vậy, bọn họ không nguyện ý tiếp xúc nhiều, cũng không quan tâm tới. Thu hồi bộ dạng của ngươi tại Bạch gia đi, đã đến nơi này thì phải làm theo quy củ của Lý Mỗ. Trong ma lao, Lý Mỗ chính là trời. Hôm nay ma lao không ra, ngày mai người tới nơi này chờ. Lý Húc nói chuyện mang theo hàn băng, căn bản không chờ Bạch Tiểu Thuần trả lời, hắn hất tay áo vào dòng sông, vòng xoáy xuất hiện lần nữa. Trong chớp mắt, ba người bay vào bên trong. Rời đi. Bạch Tiểu Thuần ngơ ngác nhìn ba người hạ mã uy với mình. Muốn Bạch Tiểu Thuần biết rõ, ma lao không phải là nơi dễ dàng đi vào và trở ra, cũng nên kẹp đuôi làm người. Người nào đó muốn hạ mã uy với ta, ta còn không muốn đi đấy. Bạch Tiểu Thuần cũng tức giận, hắn cảm giác mình thân là vạn phu trường, nội tâm tự an ủi bản thân nên nhận thân phận lính cảnh ngục, không ngờ đối phương còn hạ mã uy với mình nữa. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần hừ lạnh, sau đó rời đi. Hiện tại là buổi trưa, toàn bộ thành cự quỷ vô cùng to lớn, chỉ khu vực bên ngoài đã rộng lớn không giới hạn, càng nhiều người qua lại, trong đó có hồn tu, luyện hồn sư và không ít thổ dân. Dù sao nơi này là một trong năm đại thành của Man Hoang, càng có bán thần tọa trấn nơi này và bao trùm thế lực các nơi, có thể nói nơi đây là trung tâm của các loại tài nguyên. Hầu như tất cả vật phẩm đều có thể mua được ở trong thành cự quỷ, nhất là một ít đường phố náo nhiệt, người đến người đi vô cùng huyên náo, đứng từ xa cũng có thể nghe thấy. Trên bầu trời thường xuyên có thành thị vệ cự quỷ bay qua. Trong thành cự quỷ chỉ có thiên nhân mới được phép bay tự do, cho dù thị vệ thì cũng chỉ được bay ở trong thời gian tuần tra. Bạch Tiểu Thuần mang theo một bụng lửa giận và không cam lòng đi dạo thành cự quỷ. Nơi đây truyền tống cũng không phải là bí mật gì, hắn hơi tìm hiểu đã biết phương vị và đi sang đó ngay. Thiên nhân hồn, ta từ bỏ, chờ quay về trường thành lại sẽ nghĩ biện pháp. Nghĩ như vậy, vị trí hắn cách truyền tống trận càng gần. Truyền tống trận thành cự quỷ nằm ở phương bắc, chỗ đó có một quảng trường, chính giữa có một bình đài là cổng ánh sáng. Cổng này là trận pháp tạo thành, nó tỏa hào quang sáng người, đôi khi vặn vẹo hư không, còn có hồn tu và luyện hồn sư ra ra vào vào, thổ dân không nhiều. Bạch Tiểu Thuần đã đến ngay, lúc này sắp hoàng hôn, hắn nhìn sang truyền tống trận, có không ít thị vệ thành cự quỷ đồn trú, hiển nhiên đang thủ hộ nơi này. Bạch Tiểu Thuần không quan tâm chuyện nơi đây, ánh mắt hắn sáng người nhìn truyền thống trận, bởi vì hắn chỉ cần thuận lợi bước vào chỗ đó là hắn có thể quay về trường thành, cho dù tới khu vực ngoài trường thành cũng được, chỉ cần khoảng cách gần, Bạch Tiểu Thuần dựa vào tu vi bản thân vẫn có biện pháp quay về. Nghĩ tới đây, trái tim hắn đập nhanh hơn, chẳng qua hắn vẫn chờ. Đoạn thời gian ở lại Bạch gia, hắn nghe người ta nói truyền tống trận có công năng loại bỏ thân phận vô cùng nghiêm khắc, và lại Chu Nhất Tình cũng không nói chuyện này. Bạch Tiểu Thuần cũng do dự, hiện tại hắn suy nghĩ chứ không tới gần, hắn muốn quan sát trước. Nhìn sắc mặt Bạch Tiểu Thuần không thay đổi, hắn phát hiện phàm là hồn tu đi vào truyền tống trận, trong nháy mắt truyền tống trận mở ra liền có chấn động kỳ dị nào đó xuất hiện.
Bạch Tiểu Thuần không nhận ra chấn động cổ quái đó là gì. Quan sát hồi lâu, Bạch Tiểu Thuần xác định chấn động này là biện pháp dò xét thân phận. Mặt nạ của ta có lẽ có thể. Bạch Tiểu Thuần do dự một chút, nhìn sắc trời đã hoàng hôn, hắn cắn răng một cái. Cũng nên đi thử một chút. Hắn hít thở bình thường và đi thẳng tới truyền tống trận. Thị vệ xung quanh không chú ý tới Bạch Tiểu Thuần. Tại Bạch Tiểu Thuần nộp một ít hồn dược, sau đó hắn tùy ý tiến vào trong trận pháp. Vừa đi vài bước, tâm thần Bạch Tiểu Thuần khẩn trương và do dự. Hắn áp chế hô hấp của mình, thời điểm đứng trước hào quang, mắt của hắn mang theo chờ đợi. Nhất định phải thành. Nếu thành công, ta có thể cao chạy xa bay. Các bạn vừa nghe xong tập số 149 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì mình sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập số 150. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên chia sẻ video giúp Phong, like video cũng như là comment cảm xúc của các bạn trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện ạ. Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi, giơ chân lên bước. Hắn bước tới phía trước và chạm vào hào quang truyền tống trận. Trong nháy mắt đụng chạm, nội tâm của Bạch Tiểu Thuần rung động cực mạnh. Hắn đã phát hiện mình bị tồn tại lạnh như băng, giống như linh khí dò xét. Chấn động này tới từ truyền tống trận. Nó tiến vào trong người mình, ý đồ lục soát hồn của bản thân. Dường như chỉ có siêu hồn mới xác định thân phận, mới có thể truyền tống. Cũng may có mặt đã cản trở một chút, nhưng không thể ngăn cản quá lâu. Quan trọng nhất, Bạch Tiểu Thuần đã phát hiện nếu mình không qua được cửa ải này, không siêu hồn xác định phân thân thì truyền tống không mở ra. Bạch Tiểu Thuần cả kinh, thừa dịp mặt nạ ngăn cản, thân thể lùi ra sau. Hắn rút ra khỏi phạm vi truyền tống trận. Sau khi hắn lùi ra, làm không ít người chú ý và ngạc nhiên. Mà thôi, ta không đi, nơi đây mới là nơi ta dương dành. Bị nhiều ánh mắt chú ý, Bạch Tiểu Thuần rất khẩn trương. Hắn vội vàng hô to, sau đó xoay người rời đi. Tuy rằng người khác cảm thấy cổ quái, nhưng tốc độ Bạch Tiểu Thuần quá nhanh, trực tiếp chui vào trong đám người và biến mất không thấy đâu nữa. Người nơi đây cảm thấy do dự, nhưng sau đó thì không quan tâm. Trong đám người, sắc mặt của Bạch Tiểu Thuần trắng bệch, trái tim co rúm vì sợ hãi. Làm sao bây giờ? Không thể dùng truyền tống trận rồi. Bạch Tiểu Thuần khóc không ra nước mắt. Truyền tống trận chính là hy vọng lớn nhất của hắn, trước mắt phát hiện không dùng được. Sau một lúc lâu, hắn thở dài một hơi, cảm giác tính mạng của mình quá khổ. Hiện tại ủ rũ đi tìm khách sạn ở trong thành cự quỷ ở lại, suy nghĩ suốt cả đêm. Ngày hôm sau, đôi mắt của Bạch Tiểu Thuần đỏ rực. Nếu như không thể quay trở về, ta cũng chỉ có thể quật khởi tại nơi đây. Chẳng qua mệnh trùng chú định, ta muốn một bước lên trời tại nơi này. Thật là phiền quá đi. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu nhìn trời, thở dài bất đắc dĩ, sau đó ngoan ngoãn quay về khu vực sông bảo vệ thành lúc trước. Hắn càng nghĩ bản thân nên đi mà lao thôi. Tối thiểu thân phận này có thể hóa giải gút mắc giữa hắn và Bạch gia. Tóm tóm lại, tại đây chính là việc tốt. Khi hắn đi tới khu vực sông bảo vệ thành, thời gian còn rất sớm. Bạch Tiểu Thuần khoanh chân ngồi xuống, mặt mày ủ rũ, chờ đợi tại đây. Vào lúc hoàng hôn hàng lâm, trong sông bảo vệ thành mới đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy. Một phụ tá ở sau lưng Lý Húc hôm qua mặt không biểu tình xuất hiện. Sau khi nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần thì liền gật đầu. Đi theo ta. Nói xong, nam tử này nhảy vào trong vòng xoáy ở trong sông bảo vệ thành. Nội tâm của Bạch Tiểu Thuần không ngừng thở dài. Cảm giác mình đường đường là vạn phu trường, nhưng biệt khuất như thế này. Vừa nghĩ tới sự thực này liền không biết nên đối mặt như thế nào nữa. Cũng được, Bạch Tiểu Thuần ta ưu tú như vậy, lợi hại như vậy, cho dù có đi tới nơi nào đi nữa thì cũng làm cho người khác lầu mắt mà nhìn. Bạch Tiểu Thuần tự động viên bản thân mình. Hắn thi thoảng nhìn sang nam tử trung niên. Hắn biết rõ Lý Húc hôm qua chính là thủ lĩnh của Ma Lao, cũng là thủ trưởng sau này của mình. Người trước mắt chính là phụ tá của hắn. Đi nhanh lên, nếu đi chậm thì ngươi phải chờ ở bên ngoài một ngày đấy.
Ngay lúc Bạch Tiểu Thuần dò xét trung niên nam tử, người này có chút không kiên nhẫn. Ta không có đắc tội với gia hỏa này chứ? Nội tâm của Bạch Tiểu Thuần bồn chồn, hắn không thể không cúi đầu tiếp tục nhận sự thật. Ngay sau đó bước vào trong vòng xoáy. Hai người vừa mới tiến vào sông bảo vệ thành, đi vào bên trong vòng xoáy, tiến thẳng vào đáy sông. Với tư cách là phụ tá của Lý Húc, tu vi của nam tử trung niên không tầm thường. Trên người hắn có lệnh bài sinh ra hào quang, nhu hòa bao phủ Bạch Tiểu Thuần vào bên trong. Hào quang ngăn cản cấm chế trong sông bảo vệ thành, cũng ngăn cản nước sông ăn mòn thân thể. Bạch Tiểu Thuần cảm giác tâm thần bất định, ánh mắt nhìn bốn phía. Nơi này chỉ có một màu đen kịt, căn bản là nhìn không rõ. Nhất là nước sông đen kịt mang lại cho Bạch Tiểu Thuần cảm giác rất nguy hiểm. Dường như ở trong sông bảo vệ thành là ẩn giấu hung thú đáng sợ nào đó. Trong cảm giác quán, hai người xuyên thẳng qua nước sông. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy trong bóng tối đen kịt có hào quang màu xanh xuất hiện. Hai đạo hào quang màu xanh ở trong đáy sông đen kịt không khác gì là đôi mắt của hung thú. Ai nhìn thấy cũng phải giật mình, tóc gáy dựng đứng khắp toàn thân. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần co rút lại. Sau khi nhìn thấy nam tử trung niên phía trước không nói gì, hắn do dự nhưng vẫn bảo trì cảnh giác, tiếp tục đi theo. Lúc này hào quang màu xanh càng lúc càng lớn. Đến khi hai người Bạch Tiểu Thuần tới gần, Bạch Tiểu Thuần rung động tâm thần khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Đáy sông bảo vệ thành tồn tại một tượng đá cực lớn. Tượng đá không phải là hình người, nó là con rùa khổng lồ. Có thể nói đó là huyền vũ. Nó nằm dưới đáy sông, thân thể to lớn, toàn thân sinh ra chấn động không gian. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy hai đạo hào quang màu xanh lục lúc trước chính là đôi mắt của con rùa. Bên trong ẩn chứa sát khí không cách nào có thể hình dung được. Dường như con rùa đá này có tác dụng phong ấn, nên sát khí không thể bị bộc phát ra ngoài. Bằng không nó bộc phát sẽ sinh ra hậu quả đáng sợ, sát khí sẽ bùng nổ khắp thiên địa. Tất cả những việc này làm cho tâm thần của Bạch Tiểu Thuần rung động. Hắn cảm thấy Thạch Quy có phần quen mắt và nhìn nhiều vài lần. Trong mắt của Bạch Tiểu Thuần híp lại, nội tâm rung động, đầu óc như nổ tung. Cái con rùa này có chút giống với Tiểu Ô Quy. Trái tim Bạch Tiểu Thuần đập mạnh. Tiểu Ô Quy mất tích đã lâu. Bạch Tiểu Thuần tìm trong túi trữ vật nhưng không thể tìm được. Hắn có cảm giác Tiểu Ô Quy vẫn ở trong túi trữ vật chứ chưa đi ra ngoài. Bạch Tiểu Thuần kinh nghi bất định. Nam tử trung niên đi tới trước con rùa. Bạch Tiểu Thuần thu liễm tâm thần đi theo phía sau. Hắn nhìn thấy đối phương tiến vào trong mắt con rùa. Nơi này có tấm màn ngăn cách nước chảy vào bên trong. Lệnh bài của nam tử trung niên bộc phát hào quang cho nên không bị ngăn cản. Bạch Tiểu Thuần cũng không gặp trở ngại, lập tức đi vào bên trong con rùa. Một hang đá cực lớn xuất hiện trước mắt. Xung quanh hang đá là nham thạch sắc bén cài răng lược. Nhìn nơi đây rất là dữ tợn. Có bốn hồn tu cung kính đứng đó. Mắt nhìn thấy nam tử trung niên xuất hiện, bọn họ lập tức ôn quyền cúi đầu thật sâu. Bái kiến tà hộ pháp. Giọng nói của mọi người vang vọng nhưng mang theo âm lãnh từ thực chất. Có cảm giác như là đang giao tiếp với người chết. Nhất là ánh mắt của bọn họ có thể nhìn thấy thấu nhân tâm. Bạch Tiểu Thuần cũng lưu ý vài lần, phát hiện bốn người này đều chính là tu sĩ Nguyên Anh. Mà lão quả không đơn giản. Bạch Tiểu Thuần như có điều suy nghĩ. Hắn nhìn xung quanh, phát hiện có hàng đá tồn tại bốn lối đi. Trên đỉnh đầu có một lối đi thứ năm. Tôn Bằng, người này là lính canh ngục mới. Giám ngục trưởng nói rõ, đưa tới khi đinh của các người do ngươi an bài. Nam tử trung niên lên tiếng, phân phó một tiếng, sau đó chắp tay sau lưng đi thẳng tới lối đi thứ năm. Về phần những người khác liền cúi đầu, cũng không nhìn Bạch Tiểu Thuần cái nào. Lúc này đều rời đi bằng thông đạo bốn phía. Chỉ có một lão già ở trong đó lưu lại, cau mày nhìn Bạch Tiểu Thuần. Có thể làm cho Lý Húc nói rõ, tà hộ pháp tự mình an bài, dựa theo đạo lý phải đưa vào khu giáp mới đúng, tại sao lại đưa tới khu đinh? Ánh mắt lão già chớp động, hắn cảm thấy việc này có chút không đúng. Lúc này mỉm cười với Bạch Tiểu Thuần. Hắn tận lực làm nụ cười của mình nhu hòa đi một chút. Lọt vào mắt Bạch Tiểu Thuần, nụ cười này rất là kinh người. Bề ngoài thì cương, nhưng trong lòng không cười. Phối hợp với khí chất êm lãnh ở trên người của lão,
nụ cười chẳng khác gì là cơn gió lạnh thổi qua. Vị đạo hữu này, người tên gọi là gì? Trong mắt lão già mang theo ý vị nghiền ngẫm. Ta là Bạch Hạo. Ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần chớp chớp, hắn cẩn thận báo tên của mình. Bạch Hạo, Bạch Hạo, Bạch. Lão già nghe cái tên này liền mở to mắt, hắn còn lặp lại. Bạch Hạo của Bạch gia. Đúng vậy, ta chính là Bạch Hạo của Bạch gia. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy Tôn Bằng đã nghe qua tên mình, trong lòng có chút đắc ý. Nhưng trả lời hắn chính là tiếng hít lạnh của lão già. Rốt cuộc biết vì sao người này bị Lý Húc đưa vào khu đình. Đây chính là củ khoai lang bỏng tay, có thể làm cho Lý Húc nói rõ, ta hộ pháp an bài. Hiển nhiên là có người ở cao hơn phân phó, có thể một lời liền quyết định việc này, nhất định là thân phận cực cao. Hẳn là Vô Thường Công, có thể làm cho Vô Thường Công xuất động. Như vậy chỉ có Thiên Vương. Kẻ này bị Bạch gia truy nã, nhưng Thiên Vương đã đưa kẻ này tới đây. Lão già không dám suy nghĩ tiếp, chuyện này quá lớn. Hiện tại hắn thở dài, nhưng không dám trêu chọc Bạch Tiểu Thuần. Nhất là nghĩ tới Bạch Hạo là người lục thân không nhận, dám trói cả phụ thân của mình, và lại luôn luôn ẩn nhẫn, lòng dạ độc ác. Bạch Hạo đạo hữu, hoan nghênh gia nhập vào lao khu đinh của chúng ta. Đến, đến đây, ta giới thiệu ma lao cho người biết. Tôn Bằng cười khan một tiếng, dẫn theo Bạch Tiểu Thuần đi về thông đạo phía bắc. Tuy ma lao nằm trong quân rùa đá, nhưng trên thực tế phạm vi rất lớn, tồn tại không gian riêng. Cũng vì thế mà chia thành giáp ất, bính đình và trung tâm, chính là 5 khu vực. Trong khu vực trung tâm là khu vực giám ngục trưởng cư trú, cũng là hạch tâm của ma lao. Nếu không được triệu hoán thì không được phép đi vào. Về phần 4 khu giáp ất, bính đình, nơi này phân chia tội phạm trọng yếu khác nhau. Quan trọng nhất chính là khu giáp. Từ đó suy ra, mặc dù kẻ bị giam ở trong khu đình chúng ta cũng có thể cùng hung cực ác, so với khu giáp thì chỉ là tiểu hài tử mà thôi. Mà từng khu thì đều có 100 lính cảnh ngục, 10 đội trưởng và một đội trưởng nhà lao. Lão Phù chính là đội trưởng của nhà lao khu đình. Trên 4 nhà lao chính là giám ngục trưởng. Tôn Bằng mang theo Bạch Tiểu Thuần đi thẳng tới khu đình. Hắn giới thiệu rõ ràng, trong lòng hắn cũng tốt hơn. Nếu đưa Bạch Hạo đến cho mình, bản thân không đưa đi, như vậy dứt khoát tạo điều kiện là tốt rồi. Trong khu đình nhiều đính canh như vậy, thêm một người cũng không có gì. Sau khi giới thiệu xong, Tôn Bằng mang theo Bạch Tiểu Thuần đi vào ma lao khu đình. Phạm vi khu đình không nhỏ, vị trí trung tâm là quảng trường phía trên dựng một cánh cổng ánh sáng. Hào quang sinh ra uy áp cường đại, thi thoảng còn có thanh âm vù vù vang lên. Tia sáng vần quanh khu vực. Dựa theo Tôn Bằng giới thiệu, 10 khu vực này là khu vực tiểu đội lính canh cư trú. Cánh cổng ánh sáng lớn chính là cửa vào nhà lao. 10 khu vực giống nhau như đúc, mọi chỗ đều xếp đặt chỉnh tề. Mặc dù dùng đá xanh xây thành, nhìn nó có đường nét đối lập rõ ràng, nhưng không biết có phải bị ma lao ảnh hưởng hay không, mà Bạch Tiểu Thuần nhìn nhìn có cảm giác rất là âm u. Không ngờ ta lại thành lính cảnh ngục đấy. Nội tâm của Bạch Tiểu Thuần cảm thán, cộng thêm việc không thể dùng truyền thống trận rời đi, hắn phiền muộn không ít. Vội vàng dẫn Bạch Tiểu Thuần tới đây, sau đó ném cho đội thứ 9. Tôn Bằng cũng giống Vô Thưởng Công và Đi Húc, lập tức rời đi rất nhanh. Tuy đội trưởng thứ 9 ngày thường không được chào đón, dù sao cũng là thù hạ của Tôn Bằng, trước khi đi hắn cũng âm thầm báo cáo thân phận của Bạch Tiểu Thuần cho đối phương biết. Vừa nghe thanh niên thanh tú trước mặt chính là phản đồ Bạch gia, gây xôn xao thành cự quỷ, đội trưởng thứ 9 lập tức dùng mình, ánh mắt nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần hơi có lưu ý hơn trước, càng đã truyền âm cho lính cảnh giới trướng, cũng nói cho bọn họ biết thân phận thực sự của Bạch Tiểu Thuần. Vì vậy lúc Bạch Tiểu Thuần nhìn đám đồng đội của mình, khi hắn cười tủm tỉm nói tên của bản thân, đội trưởng và đám lính canh ngục không có phản ứng gì cả. Dù sao danh khí của Bạch Tiểu Thuần cũng không nhỏ, trong lòng của bọn họ biết ấn tượng với Bạch Tiểu Thuần không khác gì lời đồn, đều cảm giác Bạch Tiểu Thuần chính là gia hỏa độc ác, lục thân không nhận, ít nhiều trêu chọc thì tốt hơn, ít trêu chọc thì tốt hơn. Trong đó vẫn có mấy người xuất hiện thần sắc xem thường, hiển nhiên cảm thấy nghe đồn không thể tin. Toàn bộ đội thứ 9, trước khi Bạch Tiểu Thuần tới,
tính cả đội trưởng đúng lúc là 11 người. Bạch Tiểu Thuần đến biến thành 12 người. Bên trong không có nữ nhân, tất cả đều là nam nhân, phần lớn đều là trung niên. Về phần tu vi, hoàn toàn không có trúc cơ, tất cả đều là kết đan. Trận thế như vậy cũng nói rõ tầm quan trọng của Ma Lão. Mắt thấy mọi người như vậy, Bạch Tiểu Thuần đúng túng. Đội trưởng đội thứ 9 hòa giải, mang theo Bạch Tiểu Thuần rời đi, sau đó cười nói với hắn: "Bạch Hạo, người cứ nghỉ ngơi thật tốt. Thực tế mỗi ngày trong Ma Lao chẳng có việc gì, mọi người cũng chưa quen biết nhau, sau này người cứ làm quen là được." Nói xong đội trưởng rời đi. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản: nếu không thể cự tuyệt sát tinh này gia nhập đội ngũ, như vậy thì tốt nhất không nên quá gần gũi, nhưng cũng không thể lạnh lùng. Mắt thấy đội trưởng rời đi, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy đội trưởng này là một người rất tốt, còn tốt hơn cả Vô Thường Công và Lý Húc rất nhiều. Hắn nhìn nơi ở của mình, nơi đây không lớn, chỉ có giường lớn và cái bàn, nhìn rất đơn sơ, nhưng xung quanh có trận pháp huyền diệu, dường như có thể liên lạc với rùa đá. Ta biến thành lính canh ngục thật rồi, thật là không ngờ mà. Bạch Tiểu Thuần khoanh chân ngồi xuống, hắn ủ rũ không nói gì. Hai ngày qua không xảy ra chuyện gì, từ khi lão tổ Bạch gia xuất hiện, Vô Thường Công hiện thân, không thể sử dụng truyền thống trận, hiện tại hắn biến thành lính canh ngục. Mà thôi, lính canh ngục thì lính canh ngục chứ, chuyện quan trọng nhất chính là vấn đề an toàn của bản thân ta. Ta phải làm tốt quan hệ với mấy người khác, sau khi đã quan hệ tốt rồi, thời điểm có chuyện còn có người ta giúp đỡ. Mặc dù chẳng biết tại sao cự quỷ vương cứu ta, tạm thời ta được an toàn, chỉ không biết an toàn này duy trì được trong bao lâu nữa. Bạch Tiểu Thuần thở dài một hơi, vừa nghĩ tới cục diện của mình hôm nay, bởi vì thiên nhân hồn cho nên hắn cắn răng lên tinh thần. Đều là do Hồng Trần lão nữ, còn có cả tên Trần Hạ Thiên kia nữa. Mà thôi, không thể dùng truyền tống trận, như vậy chỉ có tăng tu vi bản thân lên, có thể sử dụng biện pháp khác về trường thành. Hiện tại ta có 4 phần thân thiên nhân hồn, chỉ kém thiên nhân hồn kim thuộc tính là có thể thành tựu thiên đạo nguyên anh. Bạch Tiểu Thuần xoắn xít, hắn cảm giác mình hiện tại đang đứng ở trên vách đá, hơi không cẩn thận là chết không có chỗ chôn. Hắn không có biện pháp khác, cũng không thể dùng truyền tống trận. Trước mắt trừ khi bước vào thiên đạo nguyên anh, bằng không thọ nguyên quán đạt tới 1000 năm cũng đi tới cuối cùng, không thể thực hiện mộng tưởng trường sinh. Nếu muốn theo đuổi trường sinh, như vậy phải đi lên vác đá, cũng hy vọng là trở về nhà. Bạch Tiểu Thuần xoắn xuýt, nhưng cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì. Trên thực tế, từ khi tu hành đến bây giờ, Bạch Tiểu Thuần ở Linh Khê Tông, Nghịch Hà Tông hay là Tinh Không Đạo Cực Tông, cho dù là từng thành đều đã thuận lợi. Cho đến khi đi Táng Cung và đến Màn Hoàng, hắn mới chính thức cảm nhận cái gì là từng bước nguy cơ, tùy thời có thể mất mạng. Chỉ cần có thể tìm thiên nhân hồn thuộc tính kim, ta không bao giờ dùng mạng nhỏ ra đùa nữa. Bạch Tiểu Thuần buồn rười rượi, lúc này hắn khát vọng thiên nhân hồn tới cực hạn. Nơi nào có thiên nhân hồn đây? Hơn nữa còn phải là kim thuộc tính mới được chứ. Bản thân cự quỷ vương là cường giả bán thần, hắn nhất định có. Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ cẩn thận, nhưng không có đầu mối. Ta hiểu rõ thành cự quỷ không nhiều, mặc dù có một chút, không bao gồm nhiều mặt. Cho dù là thiên nhân hồn hay vì sao cự quỷ vương cứu ta, tất cả đều thiếu tin tức. Hai mắt của Bạch Tiểu Thuần lóe sáng, hắn cầm ngọc giản truyền âm cho Chu Nhất Tinh và Lý Phong. Một phương diện bảo bọn họ không nên chờ tại nơi đó, trở lại thành cự quỷ. Một phương diện khác hỏi Lý Phong về tình hình thành cự quỷ. Rất nhanh, Bạch Tiểu Thuần cũng biết tin tức từ chỗ Lý Phong. Nhìn ngọc giản, Bạch Tiểu Thuần mở to mắt, nội tâm rung động hơn rất nhiều. Năm đại thiên nhân. Tồn tại mạnh nhất thành cự quỷ là cường giả thiên vương bán thần. Dưới thiên vương có 5 công hầu. 5 công hầu đều là thiên nhân, 10 hầu phần lớn đều là có tu vi nửa bước thiên nhân. 5 thiên nhân trong đó có 3 người là lão tổ 3 đại gia tộc, 2 người kia là Vô Thường Công, còn người còn lại là Âm Minh Công. Về phần 10 hầu nắm giữ 10 đại quân đoàn của thành cự quỷ, những người này xem như đại nhân vật ở trong thành cự quỷ. Đồng thời Bạch Tiểu Thuần cũng từ chỗ Lý Phong biết được tin tức quan hệ giữa lão tổ 3 đại gia tộc và cự quỷ vương. Nhìn thì rất hài hòa,
nhưng trên thực tế là ba đại gia tộc ôm lấy nhau. Cho dù như thế, cự quỷ vương là cường giả bán thần, hắn tát một cái cũng chụp chết ba thiên nhân. Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc, cảm thấy việc này là có vấn đề. Có chút chuyện Lý Phong không biết, chẳng qua những gì hắn biết chỉ là nghe đồn mà thôi. Như vậy xem ra, sở dĩ cự quỷ vương cứu ta là vì thăm dò Bạch gia. Nhưng nói không thông, hắn là bán thần đấy. Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm một lát, hai mắt tỏa sáng, hắn lại do dự. Chuyện này có chút phức tạp, tin tức của Bạch Tiểu Thuần quá ít, khó có thể phán đoán được. Hắn cảm giác sau khi ba đại gia tộc liên thủ, có một ít đòn sát thủ hoặc đạt được cân bằng nào đó với cự quỷ vương. Bản thân cự quỷ vương không muốn lấy cân bằng này xuất hiện. Suy đoán của ta có lẽ đúng 8/10. Tiếp tục phân tích, chỉ cần cự quỷ vương không muốn bị sự cân bằng này cản tay, ta sẽ an toàn. Tối thiểu nó đúng ở trong thành cự quỷ. Phải nhanh chóng nghĩ biện pháp tìm thiên nhân kim hồn. Trước khi nguy hiểm tới tìm, thì tìm cho ra thiên nhân hồn, sau đó bỏ chạy. Bạch Tiểu Thuần ủ rũ, hắn cảm giác mạng nhỏ rất nguy hiểm. Hít sâu một hơi, hắn hạ quyết tâm, sau đó ngồi xuống thôi diễn biện pháp điều chế hỏa diễm 13 màu. Phương pháp luyện chế hỏa diễm 13 màu khó hơn 12 màu không nói, nó còn có yêu cầu linh thức. Trước khi Bạch Tiểu Thuần không đạt thiên nhân hồn của Bạch gia thì không làm được. Hiện tại đã có 4 phần thần, linh thức của Bạch Tiểu Thuần cũng mạnh hơn trước rất nhiều. Hắn có cảm giác không hiểu bút ký của Bạch Hạo. Hắn có thể luyện ra hỏa diễm 13 màu, có khả năng thôi diễn ra cách điều chế hỏa diễm 14 màu. Trong quá trình cảm ngộ và thôi diễn, đêm nay không có chuyện xảy ra. Bạch Tiểu Thuần vượt qua đêm đầu tiên ở trong Ma Lao. Mặc dù ở trong Ma Lao không nhìn thấy nhật nguyệt và thế giới bên ngoài, trận pháp nơi này có thể huyễn hóa ra ban ngày và đêm, từ màu đen kịt biến thành ánh sáng chói mắt. Bạch Tiểu Thuần vẫn chìm trong quá trình thôi diễn cho đến khi đêm tối hàng lâm. Đây đã là đêm thứ 3. Trong 3 ngày không ai quấy rầy, Bạch Tiểu Thuần vẫn đắm chìm trong lĩnh vực. Sáng sớm ngày thứ 4, vào thời điểm trời sáng, Bạch Tiểu Thuần mở mắt nhìn ra bên ngoài. Không bao lâu liền có âm thanh vang vọng. Bạch Hạo, hôm nay phiên đội thứ 9 chúng ta đi tuần, đi thôi. Đội trưởng thứ 9 lên tiếng, giọng nói trầm thấp truyền vào trong tai. Đây là lần đầu tiên ngươi tới lao tù, ngươi nên đi theo ta xem đám trọng phạm cứng đầu ở nơi đây. Trọng phạm? Bạch Tiểu Thuần đứng dậy, hắn đi ra cửa phòng, thấy đội trưởng thứ 9 đứng ở cửa mỉm cười nhìn mình. Đội trưởng, tại sao ngươi đích thân tới đây? Nếu ngươi có chuyện gì thì cứ gọi một câu là được mà. Bạch Tiểu Thuần nghĩ đến bản thân phải làm tốt quan hệ với mọi người. Việc này hắn mà nói quá đơn giản, hắn cũng có chút tự ngạo vì bản thân là kim đan đại viên mãn, có 4 thiên nhân hồn. Cũng không mang theo ý cao cao tại thượng khi chém giết Nguyên Anh, hắn chỉ là tiểu nhân vật hết sức bình thường. Hắn cười rất hòa ái dễ gần, lúc tiến lên còn ôm quyền cúi đầu với đội trưởng nữa. Đối với đội trưởng trước mặt, Bạch Tiểu Thuần cảm nhận rất tốt, lúc cúi đầu cũng mang theo thành ý. Đội trưởng thứ 9 sững sờ, trên thực tế hắn đến đây cũng là việc bất đắc dĩ. Chuyện tuần tra là quy định của Ma Lao, nhất định phải bắt mọi người cùng tham gia. Sau khi Bạch Tiểu Thuần biết mà không đến thì chính là nguyên nhân của Bạch Tiểu Thuần. Hắn thân là đội trưởng nhưng không báo cho Bạch Tiểu Thuần biết, truy xét ra chính là trách nhiệm của hắn. Những người khác không muốn tiếp xúc với Bạch Tiểu Thuần, vừa nghĩ tới những lời đồn về Bạch Hạo thì rất đau đầu. Chỉ có thể tự mình tới, hắn chỉ muốn bày tỏ ý của mình mà thôi. Nếu như Bạch Tiểu Thuần không đến thì cũng chẳng quan hệ gì tới hắn. Hắn không ngờ gia hòa này lời đồn lòng dạ độc ác, rất nhiều đồng tộc sau khi phản bội gia tộc còn trói phụ thân của mình lại khách khí với hắn như vậy. Không sao, ngươi là lính canh ngục của đội 9, nếu đã tới ta truyền tin cho ngươi cũng đáng. Bạch Hạo, chuyện ở trong Ma Lao chúng ta là tuyệt đối bí mật với người ngoài. Trong khu vực nhà giam chỉ có 2 loại người, một loại là phạm nhân, còn một loại chính là giám ngục như chúng ta. Đội trưởng thứ 9 cười hăng hắc, cảm giác hắn về Bạch Tiểu Thuần không tốt hơn, nhưng vẫn nở nụ cười, hoặc nhiều hơn hoặc ít hơn còn có thể giới thiệu một ít. Đội trưởng, những tù phạm kia có tu vi gì? Bạch Tiểu Thuần đi theo sau lưng đội trưởng, vừa đi vừa hỏi.
Mặc kệ là tu vi gì, đi vào lao của chúng ta, cho dù là rồng thì cũng phải quận mình. Đội trưởng cười ngạo nghễ, mang theo Bạch Tiểu Thuần đi về hướng màn sáng. Bạch Tiểu Thuần hiếu kỳ quá nặng, hắn cảm giác cả đời mình trải qua quá nhiều việc, chỉ là chưa từng tới ngục giam mà thôi. Trước mắt hắn muốn tìm hiểu ma lao thanh danh hiển hách ở trong thành cự quỷ. Lúc đi tới bên cạnh màn sáng, hồn tu của đội 9 đã tới đủ, có một ít còn lộ ra sắc mặt không kiên nhẫn, ánh mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần mang theo thần thái không vui. Chư vị huynh đệ, ta vừa mới tới nơi này nên không hiểu nhiều, làm mọi người chờ ta tại đây, ta chân thành xin lỗi. Bạch Tiểu Thuần vừa mới tới đã nhìn ra manh mối, nghĩ đến sau này mình phải ở đây không biết bao lâu, vì vậy tranh thủ tiến lên. Bạch Hạo có dung mạo thanh tú, cộng thêm lời nói xin lỗi chân thành, một ít không vui của những người đang đứng chờ cũng đã biến mất. Dù sao trừ danh khí của Bạch Hạo ra, ai cũng biết hắn là kẻ ngoan độc, mà người như vậy có thể mở miệng giải thích và lại ngôn từ khách khí mà lõi đời, đàm lính canh ngục là vô cùng kinh ngạc, không dễ nói thêm lời nào. Bạch Tiểu Thuần vẫn tươi cười với bọn họ, cho dù muốn giận cũng không được. Nhất là Bạch Tiểu Thuần rất chủ động đứng sau mọi người, bộ dáng người đứng trước chính là đại ca. Nội tâm mọi người ở đây cảm thấy là lạ. Không bao lâu, những lạnh lùng với Bạch Tiểu Thuần cũng đã giảm bớt. Vẫn có một thanh niên mặt dài, thần sắc âm trầm, hừ lạnh một tiếng. Hắn có địa vị cao trong đội thứ 9. Sau khi hừ lạnh, những lính canh khác cũng không nhìn Bạch Tiểu Thuần nữa. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mất hứng, hắn cảm giác mình tuyệt đối không nên đắc tội người này. Mọi người đủ rồi, chúng ta tiến vào ma lao. Đội trưởng giả vờ không nhìn thấy hắn, hắn khoác tay áo cầm lệnh bài gắn vào màn sáng. Màn sáng nổ tung, xuất hiện một khe hở. Đội trưởng bước vào bên trong, những người khác cũng đều lần lượt đi vào. Bạch Tiểu Thuần đi cuối cùng, hắn mang theo hiếu kỳ tiến vào khe hở màn sáng. Cảm giác giống như truyền tống xuất hiện, giống như cả thiên địa đang chèn ép bản thân, làm người ta cảm thấy không thoải mái. Cũng may cảm giác này không có tiếp tục quá lâu, đã biến mất. Hình ảnh trước mặt Bạch Tiểu Thuần trở nên rõ ràng, hắn lập tức nhìn thấy thế giới kỳ lạ. Nơi này không có trời và đất, chỉ có hư vô đen kịt mà thôi. Trong hư vô còn có dây xích bạch cốt, những dây xích rũ xuống không nhìn thấy đầu cuối ở đâu, nó giống như sinh trưởng ở trong hư vô vô tận vậy. Phía cuối sợi dây xích là đầu lâu to lớn, những đầu lâu này lớn tới mấy trượng, nhìn chúng rất dữ tợn. Nhìn thấy trong hư vô nơi này có mấy vạn cái đầu lâu như vậy. Vị trí xếp đặt cũng có quy tắc, mặc dù rất nhiều nhưng nếu như nhìn kỹ sẽ tổ hợp thành đại trận, và lại khoảng cách giữa chúng không gần nhau, những đầu lâu chính là nhà tù. Màu sắc của chúng không phải màu trắng, màu sắc biến hóa, mỗi một lần biến hóa liền có thần thông đặc thù tác dụng lên đầu lâu, ngay sau đó là từng tiếng kêu thê lương thảm thiết, đều là đám phạm nhân gào thét. Phạm nhân đều bị giam ở trong đầu lâu, quần áo bọn chúng tả tơi, một ít không có quần áo, trong đó có nữ có nam, bên trong có không ít ít thổ dân, thân thể cao lớn bị ép vào trong đầu lâu lớn mấy trượng, cho nên kêu gào thảm thiết. Cũng có không ít là hồn tu, càng có một ít là luyện hồn sư. Những người này có đạm mạc, có tiểu tụy, có thể không quan tâm. Bạch Tiểu Thuần nhìn bọn chúng, trên người chúng đều mang theo hung tàn. Toàn bộ hư vô, trừ đầu lâu với phạm nhân ra, cũng không ít hồn tu mặc trường bào màu xám, trên người bọn họ đều có xiềng xích, hiển nhiên cũng là phạm nhân, nhưng không giam trong ngục giam. Trên đường đám Bạch Tiểu Thuần đi tới, thỉnh thoảng còn quát đám phạm nhân. Những người này có không ít thiếu nữ, thậm chí có một ít tư sắc rất đẹp. Sau khi nhìn thấy đội thứ 9 xuất hiện, thân thể những hồn tu áo xám run rẩy. Không chờ bọn họ đi tới gần, đám phạm nhân không ngừng quỳ lạy, trong thần sắc còn mang theo a du nịnh nọt, biểu lộ lấy lòng. Những nữ tử có tư sắc cũng quỳ lạy, tận lực để lộ ra bộ ngực trắng, không cần xoay người cũng nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, nhìn thấy cũng sững sờ không ít. Hắn ngạc nhiên không rõ xảy ra chuyện gì. Tốt rồi, lúc này tuần tra 3 ngày, 3 canh giờ đầu cứ dựa theo quy củ cũ, mọi người cứ đi tìm thú vui đi, không nên có ai chọc ra cái sọt gì lớn đấy. Đội trưởng đội thứ 9 nói với các lính gác canh ngục. 3 canh giờ sau, tụ tập trước ma lao của Chu lão mà, nhìn xem lần này có thể cậy miệng hắn ra hay không. Đội trưởng vừa mới nói xong, lính canh ngục bên cạnh Bạch Tiểu Thuần liền cười lạnh, sau đó tản ra. Những người này tản ra,
Trong mắt Bạch Tiểu Thuần mở to, hắn nhìn những phạm nhân màu áo xám túm tụm gần đám lính, bóp vai bóp chân, có cúi đầu khom lưng gì đó. Hầu như bên cạnh lính canh ngục có không ít kẻ a dua nịnh nọt. Những người này là hiệp quản Ma Lao, bọn chúng không phạm chuyện gì lớn và lại có tính cách ôn hòa, chúng sống chết thế nào đều bằng ý niệm của chúng ta. Dường như nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần đang ngẩn người, đội trưởng thấp giọng cười nói: trong những đầu lâu kia đều là trọng phạm, ví dụ như lão nhân này, năm đó chọc giận vương gia nên bị nhốt ở nơi đây, hôm nay đã hơn 200 năm, bởi vì không có bí mật gì cho nên không ai quan tâm tới hắn, hắn tự sinh tự diệt tại đây mà thôi. Đội trưởng thứ 9 chỉ vào đầu lâu cách đó không xa. Trong phòng giam còn có một lão già, trên mặt lão già có một cái bớt đỏ, nhìn rất dữ tợn. Hắn đang nhắm mắt, dường như không quan tâm mọi việc ở bên ngoài. Được rồi, chính người đi tìm thú vui đi. Ở chỗ này lính canh ngục chúng ta không khác gì thần linh, quyết định sinh tử của bọn chúng, quyết định hoàn cảnh sinh hoạt tốt xấu. Vì vậy, chỉ cần không phải quá đặc biệt, bọn họ sẽ thỏa mãn yêu cầu của chúng ta. Đội trưởng giới thiệu sơ lược một phen, phất tay nói ra: có thể thỏa mãn. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thậm chí đầu óc hắn rung động. Ma Lao khác xa với suy nghĩ trong đầu hắn, nhất là sau khi nhìn thấy thanh niên mặt dài có thành kiến với mình, được 7-8 nữ tử xinh đẹp lẳng lơ vây quanh. Bạch Tiểu Thuần trố mắt nhìn đội trưởng: bọn chúng là muốn làm gì? Bạch Tiểu Thuần nhìn sang, hắn liếm bờ môi khô khốc, trái tim đập loạn. 7-8 nữ phạm nhân, có một ít người dung mạo không tồi, Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy rất là thích. Không nên nhìn, cũng đừng có nhìn, mặc kệ người nào đó hồ đồ. Đội trưởng lên tiếng: đúng rồi, nhớ kỹ không nên trêu chọc những gia hỏa bị giam giữ trong phòng giam. Bất cứ kẻ nào ở trong đó đều có thể là cùng hung cực ác, đã từng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Một ít tên bị phong ấn tu vi nhưng có thể cắn lại lính canh ngục. Đội trưởng dặn dò vài câu, lúc này hắn cũng đi tìm niềm vui của mình. Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi, hắn coi như được mở rộng tầm mắt. Lúc này có không ít phạm nhân áo xám sớm nhìn sang Bạch Tiểu Thuần, nhìn hắn lạ mắt, đoán hắn chính là lính canh ngục mới, vì vậy lập tức tới bái kiến. Bái kiến đại nhân. Đại nhân có cần gì có thể nói với chúng ta. Đại nhân tuổi còn trẻ mà đã trở thành lính canh ngục Ma Lao, tiền đồ vô lượng, nhân trung trì lòng. Lúc mọi người a du nịnh nọt, Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy mấy nữ tử dáng người không tệ, hai mắt như ngậm mật, hắn lập tức vươn tay ôm lấy. Làm những việc này, trái tim của Bạch Tiểu Thuần đập nhanh. Hắn có cảm giác chỉ cần mình vươn ngón tay thì những nữ tù sẽ biến thành con mèo nhỏ. Con bà nó, ta thật tà ác. Bạch Tiểu Thuần hít thở dồn dập, hắn cảm thấy nơi này không hợp với mình. Vì vậy hắn bỏ qua mọi người nịnh nọt, thụ hưởng những nữ tử oanh ngôn yến ngữ, đáy lòng vui nhưng lại buồn sầu. Không nghĩ tới Ma Lao lại như vậy. Bạch Tiểu Thuần ta đơn thuần như vậy, làm sao có thể tiếp tục lăn lộn nữa đây. Bạch Tiểu Thuần phát sầu khi bị những phạm nhân áo xám vây quanh, xem như hắn hiểu Ma Lao là thế nào cũng chẳng có gì. Bạch Tiểu Thuần ta là người trong sạch, tuyệt đối không làm những chuyện buông thả này. 3 canh giờ sau, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mỹ mãn tiêu sái ở trong Ma Lao. Hắn cười ha ha khi được đám phạm nhân áo xám chỉ dẫn, hắn đi tới nơi đội trưởng yêu cầu tập hợp. Hắn tới đây, đội trưởng và 7-8 người đều đã tới, cả đám tinh lực dồi dào, hơn nữa đang thấp giọng nói với nhau. Khi cười nói, có thanh niên mặt dài, lúc hắn đang cười nói, nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần đã tới, liền lộ ra vẻ mặt không thích. Xem thường hắn là kẻ phản bội Bạch gia, còn không thích việc hắn trói phụ thân, giết chết tộc nhân, hắn cho rằng Bạch Tiểu Thuần không xứng tiến vào Ma Lao. Và lại, giao tình giữa hắn với Bạch Tề không tệ, cho nên hắn càng phản cảm Bạch Tiểu Thuần. Các lính canh khác cũng thế, đều giả vờ không nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần đứng ở một bên, hắn lúng túng càng tức giận. Gia hỏa này có ý gì? Khi dễ ta sao? Bạch Tiểu Thuần cân nhắc tu vi của song phương, thanh niên mặt dài cũng đang nhìn Bạch Tiểu Thuần. Ánh mắt hai người sắp bộc phát mâu thuẫn, đội trưởng lập tức đứng ra, hắn đứng giữa hai người, sau đó chỉ vào cái ngục giam đầu lâu. Được rồi, nên làm chính sự. Bạch Hạo, thấy không, đây chính là chủ lão mà. Thanh niên mặt dài thu hồi ánh mắt,
hừ lạnh một tiếng. Bạch Tiểu Thuần áp chế tức giận nhìn sang đội trưởng. Đầu lâu bị đội trưởng lớn hơn một trượng. Bên trong có đại hán đang ngồi, thân thể chỉ cao nửa trượng, cho dù đứng lên không bằng thổ dân nhưng cũng tính là khôi ngô. Trong mắt hắn sinh ra hồng quang, khóe miệng còn nở nụ cười dữ tợn, nhất là ánh mắt mang theo tham lam khi nhìn các đính cảnh. Tham lam giống như là người đói khát nhìn thấy thịt vậy. Sau khi Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy, liền biết đại hán này là thích ăn thịt người. Nhất là cảm giác sát khí bao phủ toàn thân đối phương, cho dù bị phong ấn tu vi nhưng vô cùng kinh người, nhìn qua là có thể bị giết người như ngoé. Đây là Chu lão mà, gia hỏa này giết người như ngoé không có gì, hết lần này tới lần khác hắn thích ăn thịt sống hài tử. Trong thời gian trăm năm không biết hắn ăn bao nhiêu hài tử. Hết lần này tới lần khác người này có quan hệ sâu đậm với thái gia ở trong ba đại gia tộc, không biết dùng biện pháp gì mà lại tránh được tử tội. Bạch Tiểu Thuần nghe tới đó liền cau mày. Hắn không phải người ai nói gì cũng tin tưởng. Hắn còn phán đoán trạng thái của Chu lão mà. Hắn cảm thấy đội trưởng nói tuy có phần khoa trương nhưng nhất định là phù hợp với một bộ phận thực sự. Cả đời còn lại quán phải thừa nhận tra tấn tại nơi này. Đội trưởng lạnh lùng lên tiếng. Lính canh ngục của đội trưởng lần lượt quay về, lúc này đã đông đủ. Bắt đầu đi, lúc này là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Đội trưởng hất tay áo lên, lập tức những lính canh cai ngục khác sắc mặt âm trầm đi tới trước đầu lâu giam Chu lão mà. Nhìn thấy mọi người tới đây, bây giờ lão mà cười dữ tợn hơn trước, trong mắt có hào quang màu đỏ lóe sáng. Và lúc mọi người tới gần, hắn đứng lên, sau đó đi tới song sắt, sau đó giống to. Tiếng giống làm mọi người dừng bước. Một đám phế vật, Chu Vân Long ta hoành hành ở bên ngoài, ăn thịt đám người như các người không biết bao nhiêu mà kể. Câm miệng. Lúc này có lính canh ngục tiến lên bấm niệm pháp quyết, điểm vào đầu lâu. Màu sắc của đầu lâu không ngừng biến hóa, trong đó có hình ảnh tia chớp xuất hiện, tiếng nổ mạnh vang lên, toàn thân lão ma run rẩy. Nói, bảo tàng ở địa phương nào? Nói ra chúng ta cũng không tra tấn người, người không nói thì đừng trách chúng ta không khách khí. Chu tiền bối, ngươi cần gì phải như vậy chứ? Đến nơi này cũng không ra được, những vật ngoài thân thì có lý ích lợi gì chứ? Không bằng cứ nói ra mà mua bình an, như vậy ngươi có thể vượt qua quãng đời còn lại ở trong nơi này thật tốt. Đám lính canh ngục, chín hung thần ác sát, không ngừng sử dụng các loại thủ đoạn. Có uy hiếp, có dụ dỗ, vừa đấm vừa xoa, yêu cầu bảo tàng gì đó. Thậm chí đội trưởng bấm niệm pháp quyết, tra ép liên tục hỏi. Chẳng qua người đội chín càng làm dễ gì thì lão Chu mà kêu lên thê lương thảm thiết, nhưng sắc mặt dữ tợn không giảm đi chút nào, ngược lại còn cản trở đứng lên. Không nói đúng không? Ta đến ép hỏi hắn. Thanh niên mặt dài cười lạnh, hắn tiến lên từng bước tới cửa thổ. Hắn vừa đi ra, các lính canh khác hưng phấn không nhỏ. Triệu Phong là tiên thủ của đội chín, hắn xuất thủ nhất định có thể cậy miệng lão mà. Không sai, lần này 8 tiểu đội trước không thành công, nói không chừng Triệu Phong có thể làm. Những người khác phấn khởi, ngay cả đội trưởng cũng chờ mong. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy tất cả, hắn không hiểu tiên thủ ở trong miệng những người này là cái gì, cũng mơ hồ cảm thấy sở dĩ mặt dài có địa vị cao như vậy, có lẽ chính là quan hệ với xưng hô tiên thủ gì gì đó, vì vậy cũng lưu ý nhìn sang. Nhìn thấy tên mặt dài đi tới bên cạnh nhà tù, hai tay bấm niệm pháp quyết, sau đó từng cây châm màu đen xuất hiện, đâm thẳng vào người Chu lão mà, chui vào trong cơ thể. Toàn thân của Chu lão mà run rẩy, hắn kêu lên thảm thiết và gào rú liên tục. Hắn gào thét, nhưng ánh mắt đỏ rực như máu, thần thái bướng bỉnh không biến mất chút nào, thậm chí gào dừng lại và thay thế bằng tiếng cười lớn. Đây là thủ đoạn của ngươi sao? Lão phù từng nếm thử thủ đoạn của mấy tên tiên thủ khác rồi, mùi vị cũng không tệ, không biết mùi vị của ngươi như thế nào đây. Thanh niên mặt dài nhìn thấy lão mà như thế, hắn tức giận không nhỏ, không ngừng bấm niệm pháp quyết, ra tay độc ác. Cho dù hắn dùng thủ đoạn như thế nào, Chu lão mà cuối cùng vẫn cười dài. Đám lính canh khác cũng tức giận, nhào nhào tiến lên hợp trợ. Bạch Tiểu Thuần đứng bên ngoài nhìn thấy tất cả, hắn ngây người nhìn đội chín không ngừng ép hỏi và giày vò đối phương. Qua một ngày, Chu lão mà thở hồng hộc, những người khác tiêu hóa không ít linh thực, nhưng không thể cậy miệng hỏi Chu lão mà
bảo tàng ở nơi nào. Chết tiệt, gia hỏa này quá kín miệng. Mọi người lui trở về, từng người bất đắc dĩ, ánh mắt mọi người đỏ rực nhìn Chu Lão Mà, hận không thể tiến vào cạy đầu của Chu Lão Mà tìm đáp án. Nhất là thanh niên mặt dài càng là nghiến răng nghiến lợi. Mà vào lúc Lão Mà bị bắt tới đây, trên thân hắn trống rỗng, hắn nhất định giấu bảo tài cả đời quán vào nơi nào đó. Người này đã từng là nguyên anh đại viên mãn, nửa bước thiên nhân, tung hoành 60 năm. Hắn diệt tộc không dưới 20 nơi, bảo tàng quán không ít. Nhìn các đồng liêu bất đắc dĩ và không cam lòng, Bạch Tiểu Thuần do dự một lát, sau đó lên tiếng hỏi một câu. Chúng ta có thể siêu hồn mà. Mọi người cười rộ lên, nhất là thanh niên mặt dài cười trêu tức và xem thường, nhìn Bạch Tiểu Thuần giống như kẻ đần. Đối với ít người, siêu hồn hoàn toàn chính xác là có thể. Phàm là người có tu vi cao, bọn họ dung hợp hồn và thân thể, có quá nhiều thủ đoạn phòng ngừa siêu hồn, cho nên có cưỡng ép siêu hồn cũng không có hiệu quả lớn. Đội trưởng lắc đầu giải thích một câu. Thời gian của chúng ta còn lại không tới 2 ngày. Nếu 2 ngày này còn không lấy được bảo tàng, như vậy sẽ đổi thành đội thứ 10 ép hỏi. Nói qua, hắn giải thích với Bạch Tiểu Thuần. Phạm nhân nơi này không phải là tiểu nhân vật, trên người có không ít bí mật tài phú cũng như vậy. Dựa theo quy củ Ma Lao chúng ta, tiểu đội nào hỏi ra, tiểu đội đó có thể tìm kiếm. Dù vậy phải nộp lên một lửa, cũng còn sẽ chia cho chúng ta. Bạch Tiểu Thuần nghe tới đó liền bừng tỉnh đại ngộ, sau đó thấy mọi người nghỉ ngơi, lại thay đổi phương pháp ép hỏi. Vào ngày thứ 3, nhưng không ai có thể cạy miệng Chu Lão Mà, mọi người thở dài định buông thả. Mà thôi, xem ra bảo tàng Lão Mà không thuộc về đội 9 chúng ta rồi. Đội trưởng cười khổ, hắn đang muốn dẫn đám người Bạch Tiểu Thuần quay về. Đám lính canh ủ rũ nhìn về phía Chu Lão Mà với mắt đầy bất thiện. Chu Lão Mà phun ra một ngụm nước bọt đẫm máu, hắn cười ha hả trong ngục giam, ánh mắt nhìn vào người đội 9 giống như đang nhìn con mồi cần ăn thịt. Đã sớm nghe nói người Ma Lao tàn nhẫn, không có người có thể cạy miệng, nhưng những ngày qua cũng chỉ đến thế là cùng. Lời này làm đội 9 cảm thấy biệt khuất. Chúng ta đi. Đội trưởng nghiến răng, hắn gầm lên dẫn mọi người rời đi. Đúng vào lúc này, Bạch Tiểu Thuần do dự lên tiếng. Đội trưởng, cho ta thử một chút, ta cảm thấy ta có chút tầm đắc. Bạch Tiểu Thuần nhìn sang, thực tế hắn đã sớm kích động từ một ngày trước. Người thanh niên mặt dài Triệu Phong cười lạnh. Hắn là tiên thủ nhưng không thể cậy mở Chu Lão Mà. Và lại nói 8 tiên thủ trước cũng thất bại. Nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần không biết tự lượng sức mình thì càng tỏ ra xem thường. Vì vậy hắn không che giấu tâm tình của mình, trong mắt mang theo khinh thường và chán ghét, như là muốn mang mang biệt khuất từ chỗ Chu Lão Mà rời lên người của Bạch Tiểu Thuần. Lính canh ngục khác cũng cau mày. Tuy biết Bạch Hạo lòng dạ độc ác, nhưng chuyện giết người và dung hình thì là hai chuyện khác nhau. Đây là phạm trù khống chế nhân tâm, tuyệt đối không phải tu sĩ bình thường có thể làm được. Nhưng Bạch Hạo lại nói bản thân có nắm chắc, mọi người cảm thấy không tin. Ngay cả tiên thủ Triệu Phong cũng không thể cậy miệng Chu Lão Mà. Bạch Hạo này không biết tự lượng sức mình. Phải biết rằng tra hỏi là một môn học vấn, không phải A Miêu A Cầu nào cũng có thể làm được đâu. Mặc dù người bên ngoài có chút hung danh, nhưng trong Ma Lao có người nào không phải là hung danh hiển hách chứ? Lúc này, một ít lính canh ngục không vui nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bọn họ nghĩ hắn mang mạnh miệng, mặc dù hắn không có nắm chắc quá lớn, nhưng cũng là nắm chắc. Các bạn vừa nghe xong tập số 150 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.